bộ truyện mùa xuân của chó độc thân tác giả hồng thứ bắc thể loại ngôn tình trọng sinh nữ cường điền văn sủng chương một thu xích tây đã chết chết trong ngày độc thân giống như mọi ngày mười một giờ khuya cô mới quay về chung cư ghé cửa hàng tiện lợi mua một thanh chocolate với ý định chống đói mười hai giờ đêm thu xích tây đang ngồi trên sofa chợt thấy ngực quặn đau ngay tại khoảnh khắc đó cô hoảng hốt nghĩ cuộc đời mình không lẽ kết thúc ở đây, quả nhiên, vừa mở mắt đã thấy như qua mấy đời, thu xích tay trôi nổi trên đám người đông đúc trên đường. cúi đầu nhìn mình không có thân thể, thu xích tay không kích động, chỉ lặng lặng cảm nhận xem mình có thể điều khiển cơ thể được không. Cô biến thành ma, thu xích tay ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên cao, tay cô không bị cháy bỏng như truyền thuyết vẫn nói. Chỉ có người đi đường không ngừng đi xuyên qua cơ thể cô nhắc nhở cho cô biết cô không còn là con người. Trong lòng không có chút gần sống, trong đầu thu xích tay hiện lên ý nghĩ, không biết có ai đến nhặt xác cô không, có lẽ chờ đến khi thi thể bốc mùi mới có người phát hiện ra. Thu xích tay thờ ơ tưởng tượng thi thể mình sẽ tạo thành bóng ma tâm lý cho hàng xóm. Vừa lúc đó, cô thấy một hình bóng quen thuộc, cô vừa nghĩ tới thì cơ thể đã tự động bay qua. Cái này tốt hơn lúc làm người. Đến khi đến cạnh người đó, thu xích tay đứng yên, anh vẫn đẹp như vậy, mặc dù có nét tiêu tụy, đôi mắt hồng hồng, vẫn là một công tử cao quý. Đi theo vào cửa hàng bán hoa, nghe anh nói với nhân viên bán hàng gì đó, nhân viên gói hoa đưa anh, thu xích tay phát hiện mình không nghe được họ nói gì, chết cũng đã chết, không nghe được cũng không có gì lạ, thu xích tay cũng không quá bận tâm. Cô nhìn người đàn ông cúi đầu đứng đó, nhìn bóng anh có vẻ cô đơn, tự nhiên cô cũng thấy trong lòng buồn buồn, thật ra thì cô cũng không quá quen thuộc với người này, chỉ biết anh là Ninh Cảnh Trần, học cùng trường cấp 3, sau cũng học chung trường đại học chẳng qua anh với bạn cùng bàn hồi cấp 3 của mình là bạn bè nên thường gặp mặt hơn, tuy học chung trường đại học nhưng cũng ít gặp nhau. Ninh cảnh trần ông bó hoa đi về xe mình. Thu xích tay đứng ở cửa cửa hàng bán hoa một lúc, cuối cùng bay theo hướng xe của anh. Dù sao, cô cũng không có việc gì làm, gặp người có quen biết thì đi xem anh gặp ai, vì bó hoa trắng kia nhìn không được may mắn. Ninh Cảnh Trần không thể nhìn thấy mình nên thu xích tay trực tiếp ngồi bên ghế phụ lái anh cũng không lái xe đi ngay mà ngồi ôm bó hoa ngây ngẩn nhìn. Anh, thu xích tay thấy ninh cảnh trần không phù hợp với dáng vẻ này, trong ấn tượng của cô, từ trước đến nay anh luôn có vẻ thanh lịch riêng của mình, đôi mắt trong veo như nước hồ, nụ cười nhẹ nhàng ấm áp. Mới vừa thốt ra tiếng, thu xích tay nhớ lại trạng thái hiện tại của mình, đành im lặng, người kia cũng không nghe, không thấy cô. Ninh cảnh trần mím môi, khóe mắt anh đỏ hoe, cố gắng đè nén cảm xúc của mình, toàn bộ người anh như căng chặt, tự như chỉ cần một chút lực là có thể vỡ ra. khi thu xích tay nghĩ anh sắp khóc đến nơi thì ninh cảnh trần đột nhiên quay mặt về ghế phụ, thu xích tay cứng đờ người, tưởng anh phát hiện ra mình. nhiều năm lăn lộn trên thương trường khiến thu xích tay chưa bao giờ biến sắc, ngay cả lúc chết, vậy mà giờ phút này trong đầu cô trống rỗng, đơn giản chỉ vì nhìn vào ánh mắt người đó. trong nháy mắt, thu xích tay ngừng thở. à, không phải, cô vốn đã không còn thở nữa rồi mà. ninh cảnh trần nuốt nổi nghẹn ngào xuống nhẹ nhàng đặt bó cúc bách nhật trên ghế phụ, anh nhìn bó hoa hồi lâu rồi mới bắt đầu khởi động xe, thu xích tay nhìn những bông hoa trắng trên đầu gối, vô cùng hối hận khi ngồi trên ghế phụ này. Một người một ma yên tĩnh trong xe, thu xích tay nhìn con đường ngày càng vắng vẻ ngoài cửa sổ, lại cúi đầu nhìn bó hoa trên chân mình, hơi thất thần, anh đi thăm ai à? Cuối cùng ninh cảnh trần đổ xe ở khu vực Nghĩa Trang nổi tiếng nhất thành phố S, hóa ra anh đi viếng mộ, thu xích tay nhíu mày nghĩ thầm cô vẫn không hiểu nổi những người ở thành phố này có tiền làm gì chẳng được sao nhất định phải bỏ một đống tiền mua một miếng đất xây dựng bia mộ cho người chết ninh cảnh trần lấy hoa bên ghế đi đến một khu bên trong ngồi trong xe nghỉ ngợi một lát thu xích tây vẫn bay theo cô muốn nhìn xem ninh cảnh trần tới viếng ai theo cô biết người nhà anh còn khỏe mạnh cả thư ca cũng vẫn sống tốt nghĩ đến thư ca trong mắt thu xích tây có vẻ khinh thường rất rõ trước khi chết cô biết thư ca với một người mẫu nam dây dưa không rõ rõ ràng cô ấy với ninh cảnh trần là thanh mai trúc mã, quen biết nhiều năm vậy mà còn qua lại với người đàn ông khác. nghĩa trang này thu xích tây có biết? trước đây khi đi công tác, các đối tác nước ngoài có nói trên bàn ăn tối là đây là nơi chứng minh sự giàu có của thành phố s. nghe bên đối tác nói giá đất để lập mộ ở đây rất cao, càng trên cao giá càng đắt. quả thật rất biến thái. giá trị căn hộ chung cư mà thu xích tây cố gắng nhiều năm mới mua được còn không bằng một miếng đất nhỏ trên đỉnh của nghĩa trang này bây giờ ninh cảnh trần đang đi lên phía trên cao kia thu xích tây không ngạc nhiên giống như cô đã sớm biết ninh cảnh trần là người mà đời này cô không thể nào chạm tới có thể có quan hệ tốt với ninh cảnh trần và thế chắc chắn cũng không tệ mang theo những cảm xúc phức tạp mà bản thân cũng không hay biết thu xích tây chậm rãi đi theo ninh cảnh trần anh đi không nhanh thậm chí trên đường còn dừng lại anh rủ mắt hàng lông mi công dài run rẩy trong khoảnh khắc thu xích tây nghĩ anh sẽ rơi nước mắt rốt cuộc Ninh cảnh trần dừng chân trước một ngôi mộ sạch sẽ mới tin, thu xích tay tò mò bay về phía trước, muốn xem đó là ai. Trên bia mộ là bức ảnh một phụ nữ trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt không có ý cười, thậm chí đôi mắt còn có chút tối tăm, khóe môi mím lại thành đường thẳng, lông mày mang vẻ như muốn đối địch với cả thế giới. Thu xích tay đột nhiên bay ra thật xa, từ ở xa cũng có thể nhìn thấy rõ bức ảnh chụp ảm đạm của mình trên đó, thu xích tay mới thật sự cảm nhận được mình đã chết, tâm thần hoảng hốt thu xích Tây nhìn ninh cảnh trần đem bó hoa trắng đặt trước mộ đôi vai gầy guộc của người đàn ông trong gió lạnh có vẻ rất hiu quạng thu xích Tây đời này từ trước tới nay luôn tàn nhẫn đối với người khác tàn nhẫn mà đối với chính mình còn tàn nhẫn hơn có điều sau khi hoảng thần một hồi cô đã lấy lại bình tĩnh cô chết thì cũng đã chết còn có thể sống lại không thu xích tay quay lại bia mộ nhìn dòng chữ ghi trên mặt bia chỉ đơn giản là tên cô sau đó là tên bạn bè ninh cảnh trần có vẻ là anh đã giúp cô lo hậu sự còn lập bia mộ ninh cảnh trần có lòng dạ hiền lành thu xích tay biết điều đó khi còn ở cao trung anh gặp mèo chó hoang bị thương còn cảm thấy buồn thấy khó chịu gặp người mình từng quen biết đã mất mà không ai chôn cất anh sẽ tử tế lo liệu thì cũng không có gì lạ thu xích tay ngồi trước ngôi mộ của mình quay lại nhìn đôi mắt đỏ hoe của ninh cảnh trần biết anh không nghe được mà vẫn do dự nói anh đừng buồn chúng ta cũng không thân ninh cảnh trần ngồi trước mộ nhìn người trong ảnh nước mắt cố nén trong thời gian dài rốt cuộc cũng rơi xuống thu xích tay ngồi bên cạnh theo bản năng giơ tay hứng giọt nước mắt của anh dĩ nhiên là không chạm được giọt nước mắt xuyên qua lòng bàn tay cô vẫn làm cô có cảm giác rất lạnh lẽo không ngờ sau khi cô chết còn có người vì cô mà đau lòng trong lòng thu xích tay rất phức tạp tuy cô biết anh chắc cũng chỉ là đồng tình thương cảm gió lạnh thổi qua nghĩa trang rộng lớn người đàn ông ngồi trước bia mộ người phụ nữ trong suốt ở bên cạnh anh mọi thứ có vẻ quỷ dị mà lại hài hòa. Chỉ một lát, bầu không khí đó bị gián đoạn. Một người phụ nữ dáng người bốc lửa, xinh đẹp quyến rũ từ phía dưới đi lên, sắc mặt không tốt, khi cô ấy nhìn chăm chú vào bức ảnh trên bia mộ còn có vẻ chán ghét, bất lực. Người đó đi đến trước mộ thu xích tay, kéo tay ninh cảnh trần, động tác không nhẹ nhàng, còn nói với anh một hồi. Cho dù khoảng cách không tới nửa mét nhưng thu xích tay vẫn không nghe thấy gì, cô cau mày nhìn hai người, sự bực bội trong lòng tăng lên. Người phụ nữ này không phải là ai khác mà chính là thanh mai trúc mã của Ninh Cảnh Trần, thư ca. Rõ ràng là thanh mai của anh, nhưng cô ta hoàn toàn không hiểu Ninh Cảnh Trần, thu xích tay nhìn lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia. Ninh Cảnh Trần tốt bụng, cho dù là chó hoang mèo hoang anh còn có lòng thương, huống chi một người từng quen biết. Không thể ngờ thư ca lại có thể ăn dấm của người đã mất, cũng không nhìn lại xem mình đã làm gì, ngoài việc dây dưa với người mẫu nam còn qua lại với ngôi sao điện ảnh không muốn nhìn đôi tình nhân này nói chuyện với nhau, thu xích tay bỏ qua bên kia, cố gắng nhìn những nơi khác, nhưng cô lại không nhìn được mà liếc mắt về phía hai người. Không biết thư ca nói gì nhưng ninh cảnh trần như sụp đổ, cả người không còn sức sống. Cuối cùng, thư ca ông anh vỗ nhẹ vào lưng anh, chắc là đang an ủi ninh cảnh trần. Thu xích tay hơi khó chịu, ve vãn yêu đương thì đi chỗ khác, sao phải đến trước mộ mình? Cho dù ninh cảnh trần giúp cô lập bia mộ cũng không thể đối xử vậy với người chết. Hơn nữa, người chết này còn đứng bên cạnh họ, qua hồi lâu, đôi tình nhân này mới ra khỏi nghĩa trang. Thu xích Tây không định đi theo họ, sau đó không hiểu sao vẫn đi theo, đáng tiếc là Ninh Cảnh Trần không thể nghe cô nói chuyện, nếu không cô sẽ nói cho anh, thư ca không đáng tin, khuyên họ không nên ở bên nhau, có câu nói này không phải sao, người sắp chết, lời nói sẽ thiện chí, không, cô đã chết rồi, cứ quên chuyện này hoài. Ninh Cảnh Trần không lái xe về mà ngồi xe thư ca phía trước là tài xế, thư ca với ninh cảnh trần ngồi sau, ninh cảnh trần đối diện với thu xích tây. Hai người ngồi trên xe cách xa nhau, ai cũng tự tựa vào cửa xe bên mình, ở giữa là khoảng không gian rộng rãi. Điểm này thu xích tây không để ý, cô độc thân 30 năm, lại là sinh viên khoa học tự nhiên. Sinh viên nữ học khoa học tự nhiên thì tốt nhưng nói chung thần kinh còn thô hơn cả nam sinh. Lịch sử tình cảm trống rỗng, những công công quẹo quẹo giữa những cặp tình nhân cô không hiểu, chỉ chủ quan đoán việc nhìn ninh cảnh trần có khuôn mặt tuấn tú đôi mắt còn hơi hoe đỏ khí chất thanh lịch trang nhã như trúc thu xích tay biết ninh cảnh trần như mặt trăng trên trời chiếu sáng muôn nơi cao không thể với trước đây cô chưa bao giờ có cơ hội mà nhìn ninh cảnh trần một cách dễ dàng như bây giờ trong quá khứ ở cao trung cô ngồi cùng bàn với thư ca thỉnh thoảng cô có nói chuyện với ninh cảnh trần vài câu chỉ là thư ca đi đâu lúc nào tan học Thu Xích Tây hoàn toàn không phát hiện từ lúc nào mà trong đầu mình chỉ toàn là Ninh Cảnh Trần Trong lúc cô còn đang cố định thần, xe ngừng lại Ninh Cảnh Trần muốn xuống xe Anh không người ra trước đẩy cửa xe Môi anh chạm thẳng vào mặt Thu Xích Tây Thu Xích Tây rõ ràng đã chết Lúc này vẫn cảm nhận được tim mình vô cớ đập lỡ một nhịp Nhìn Ninh Cảnh Trần đi ngày một xa Thu Xích Tây bỗng nhiên thấy mí mắt mình ngày càng nặng Sắc màu ở tay càng nhạt đi Cơ thể cô đang tan biến Thư ca thật sự muốn điên mấy hôm trước trường mới chia khoa thay đổi bạn học ngồi cùng bạn mình có lòng tốt đánh thức cô ta dạy nộp bài tập kết quả là bị đập cho một phát thu xích tây sững sờ ngồi yên nhìn một vòng quanh các bạn học cũ thời trung học kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong kinh doanh giúp cô nhanh chóng bình tĩnh lại xin lỗi giọng nói khàn khàn lạnh lùng vang lên trong lớp học yên tĩnh thư ca liếc thu xích tây quay mặt đi phớt lờ cô ủy viên môn vật lý đứng bên cạnh ho một tiếng bạn học thu nộp bài tập bản năng của người trưởng thành giúp thu xích tây thể hiện vẻ bình tĩnh không biến sắc không thể hiện những nghi ngờ đang ngập tràn lòng mình ra bên ngoài cô tìm kiếm trong đống tập sách trước mặt cuối cùng tìm thấy quyển sách có bìa bao giống sách trên tay ủy viên học tập trở lại thời trung học như một giấc mơ thu xích tây ngay người một buổi sáng trong lớp học cho dù đã ra trường nhiều năm cô nghe vẫn hiểu được những gì giáo viên đang giảng cô là một học sinh đạt điểm cao được trường quý tộc này mời về học thành tích của thu xích tây từ trước đến nay luôn là tốt nhất Cô là sự đảm bảo để trường tăng tỷ lệ học sinh nhập học, tuy nhiên thu xích tây không phù hợp với ngôi trường quý tộc này, cô cũng không có ý định hòa nhập với nó. Đầu tiên là chết đột ngột, rồi trở thành linh hồn, bây giờ lại không thể giải thích được mà quay về trường trung học, thu xích tay như tê liệt suy nghĩ. Ngồi trên ghế, thu xích tay đặt tay lên bàn học, dùng sức bóp mạnh vào hổ khẩu của mình, không tỉnh dậy. Hổ khẩu, khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ, cô không mơ, bình tĩnh đem mọi việc sắp xếp lại, Thu xích Tây xác định mình đã lần nữa sống lại, sống vào thời kỳ khó khăn nhất. Mười mấy năm nỗ lực của cô đã thất bại trong gan tất, toàn bộ biến mất trong ngày độc thân đó. Lúc này cô phải chăm chỉ học tập để nhận học bổng và trợ cấp của trường. Lúc này, ngoài đồng phục thì quần áo của cô là những đồ cũ của chủ nhà dưới bỏ đi. Lúc này, mẹ cô còn sống, thư ca, lát nữa đi ăn gì, cô nữ sinh ngồi bàn trước quay lại hỏi, thư ca khoác áo khoác đồng phục lên ghế, ra ngoài ăn đi, đồ ở căng tin ăn chán lắm nữ sinh kia gật đầu từ thực nghiệm nhất trung là trường tư thuộc nổi tiếng của thành phố s học phí rất cao thiết bị dạy học rất tốt môi trường tuyệt đẹp nhà ăn cũng không cần phải nói muốn cho đám con nhà giàu hài lòng nên bên trong cái gì cũng có thu xích tay vốn không liên quan gì đến trường này nhưng năm ngoái nhất trung không có nhiều học sinh có điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp làm lãnh đạo trường cảm thấy không ổn năm nay trường trực tiếp tiền trạng nguyên của kỳ thi trung học mời Thu Xích Tây học ở đây miễn phí hoàn toàn, còn cung cấp ngày ba bữa ăn. Nếu mỗi học kỳ trong đề thi chung có thể đạt điểm cao trong tỉnh, cuối kỳ sẽ nhận được học bổng. So với các trường khác, số tiền này tương đối lớn, nhớ lại chuyện này, Thu Xích Tây nhắm mắt lại, nếu sống lại lần nữa, vậy thì sống thêm một lần. Cô không quen mà lại thuần thục thò tay vào ngăn bàn lấy ra hai hộp cơm bằng nhựa, đi ra cửa. Này, thư ca Cảnh trần đến kìa, cô bạn đi phía trước mang theo nụ cười bí hiểm kéo thư ca. Đi sau đó vài bước, nghe cái tên này, thu xích tay chợt dừng bước, ngước nhìn. Ninh cảnh trần ngược nắng đi tới, hầu hết gương mặt anh chìm trong nắng tháng 10, mỉm cười nhẹ nhàng. Lông mi đen như lông quạ, đôi mắt ấm áp mang theo cảm tình rất nhẹ, tự như không thể nhận ra. Không biết tại sao nó lại hiện lên trong mắt thu xích tay rất rõ ràng. Ninh cảnh trần mặc đồng phục xanh trắng, chỉ là một bộ quần áo đồng phục bình thường nhưng anh mặc lại có vẻ trang nhã, thanh lịch. Anh chậm rãi đi đến bên cạnh thư ca, khuôn mặt đẹp cũng lộ ra hoàn toàn, lúng đồng tiền bên má phải như ẩn như hiện, thư ca, có đi ăn ở nhà ăn không? Bạn nữ kia thở dài nói, tiểu ca, tớ đi trước, không quấy rầy hai người các cậu, ở trường học quý tộc này, giáo viên đối với việc yêu sớm cũng không coi là khủng hoảng như nước lũ, thú dữ gì. Trai xinh gái đẹp, bạn nữ kia rõ ràng tự động định nghĩa cho ninh cảnh trần đi ra ngoài ăn đi, đồ ở căng tin thấy chán lắm, thư ca xua tay, vẻ mặt ghét bỏ. Anh sẽ không từ chối thư ca, thu xích tay nghĩ, nhấc chân lên định đi vòng qua họ. Ninh cảnh trần như cũng thấy thu xích tay đi từ phía sau ra, anh cười nói bạn học thu cũng đi nhà ăn à. Nếu theo tính cách mười mấy năm trước lúc còn trung học, thu xích tay chắc chắn sẽ nhấc chân lên bỏ đi thẳng, không để ý tới ninh cảnh trần. Nhưng, thu xích tay nghĩ tới bia mộ mà ninh cảnh trần đã lập cho mình, đôi mắt đỏ hoe của anh trước mộ. Ừ, Thu Xích Tây trả lời đơn giản rồi vòng qua hộ đi đến nhà ăn. Bạn học bàn trước vì thái độ lạnh nhạt của cô mà nói nhỏ vài câu, Thu Xích Tây không nghe rõ, cũng không để tâm. Cô đã quen với chuyện ấy, Thu Xích Tây ngoại hình cũng không tệ, nhưng không có nét mềm mại như các cô gái khác, đường cong hơi thô, cùng khí chất lạnh lùng không thể giải thích, do dinh dưỡng không đầy đủ nhiều năm nên cô gầy hơn bạn bè cùng trang lứa. Trong thời gian dậy thì lại không phát triển bao nhiêu, cả người như cây gậy trúc, ngoài ra trong mắt mọi người cô luôn có vẻ tàn nhẫn trong trường không mấy người muốn nói chuyện với cô thật ra mà nói học sinh trong trường quý tộc chú ý sự phát triển toàn diện đối với kết quả học tập họ cũng không đặt vấn đề quá nặng nề như thu xích tây người có điểm số tốt nhưng không giỏi giao tiếp mọi người cũng không ai sẵn lòng làm bạn với cô thu xích tây đi ngay nên không biết ninh cảnh trần cũng không đi cùng thư ca anh không đi theo các cô ấy đi ăn bên ngoài sau khi thu xích tây lấy đầy một hộp cơm cô xếp hàng lấy đồ ăn. Gì đó cũng quen thuộc, nhận hộp nhựa cho vào bên trong máy muỗng lớn đầy đồ ăn, thức ăn ở trường nhất trung không tồi, chay mặn phối hợp, thực đơn mỗi tuần đều do chuyên gia dinh dưỡng xây dựng, mỗi học sinh còn có sữa với trái cây miễn phí, đây là điều mà trước khi học cao trung thu xích tay chưa từng nghĩ tới. Dùng túi đựng hộp cơm, thu xích tay cầm táo và sữa từ tủ lạnh chung sải bước ra ngoài, trên đường cô vừa đi vừa ăn táo, thu xích tay luôn ở trong tình trạng bị đói ở cấp 3 cơ thể đang thời kỳ phát triển não bộ tập trung học hành cũng tiêu hao năng lượng rất nhiều thu xích tây không có gì để ăn mỗi ngày đều cố chờ tới giờ cơm trưa một mình đi trên đường cô tiêu diệt sạch chai sữa với quả táo thu xích tây đã hoàn toàn bình tĩnh cô bắt buộc mình nhớ lại những mảnh ghép thời trung học nhanh chóng thích ứng với việc sống lại lần nữa đi vòng qua chợ thức đầy nước thải dơ bẩn với những lá rau nằm trên đất thu xích tây nhanh chóng leo lên cầu thang đây giống như ngôi làng trong thành phố không ít người thuê nhà giá rẻ sống ở đây, vì vậy môi trường ở đây tối tăm, dơ bẩn, những tòa nhà nhỏ hẹp, chỉ cần đứng ở cửa sổ bên này có thể vươn tay chạm đến cửa sổ nhà bên kia. Nhà của Thu Xích Tây thuê càng rẻ vì cô ở tầng thượng của tòa nhà cao nhất, chủ nhà lén dựng một gian lều trên đó, mẹ con cô sống ở đây đã 5 năm, đẩy cánh cửa thiết ra, Thu Xích Tây thấy một phụ nữ tóc dài với khuôn mặt tái nhật nằm trên giường, tựa như một giống thịt sắp trả, không hề có chút sức sống chỉ có chiếc quạt điện cũ xoay tròn trên giường phát ra âm thanh kinh kích. Nhờ ánh sáng khi cửa mở, cô thấy người phụ nữ bị bệnh tật hành hạ nên mặt mũi già nua không phù hợp tuổi tác, cánh tay để trần bên ngoài lộ ra màu đen, ánh mắt thờ ơ tuyệt vọng, đặt hộp cơm xuống. Thu xích tay mở cửa sổ ở nhà nhớ mở cửa sổ để thông thoáng, thực tế cũng không phải là cửa sổ, chỉ là miếng sắt mở ra thành lỗ nhỏ. Trời nóng vậy mở cửa sổ muốn nung chết tôi sao, giọng người phụ nữ đầy âm khí, lạnh đến tận xương cũng không có điều hòa thu xích tay cũng không phải là cô gái nhỏ nghe vậy trong lòng không áp lực hay giận dỗi mẹ ơi tiền trước tiên để chạy thận thu xích tay mặt không có biểu cảm gì khi nào tới kỳ học bổng con sẽ mua một cái điều hòa cũ người phụ nữ cười nhạt nói nóng đủ chết rồi cần gì lọc máu ban ngày mẹ đừng nằm đây đi xuống dưới một chút bên dưới không nóng lắm những lời này thu xích tay lặp đi lặp lại nhiều lần rồi thậm chí sau nhiều năm không nói trong thời điểm này hoàn cảnh này bản năng của cơ thể vẫn còn đó ở sân thượng ban ngày đúng là rất nóng nhưng ban đêm trời có gió chỉ cần mở cửa cửa sổ thì có thể mát mẻ để ngủ thu xích tây mở hộp cơm ra lựa những thứ mẹ có thể ăn hơn nửa hộp cơm đều để dành cho mẹ tôi muốn ăn thịt người phụ nữ nhìn những miếng thịt heo kho trong chén của thu xích tây nói mẹ không thể ăn mấy món này thu xích tây di chuyển cái chén nói thêm ngày mai thứ tư có thịt bò mẹ có thể ăn một ít mẹ cô bị bệnh thận có rất nhiều thứ cần phải tránh, như trái cây, các sản phẩm từ sữa, bà không thể ăn uống bậy bạ. Từng ấy năm qua đi, Thu Xích Tây ghi nhớ những điều này trong lòng, cả đời không thể quên được, cái này không được cái kia không được, chết còn tốt hơn. Thu Xích Tây không cãi lại, cô im lặng ăn cơm xong rồi cầm hộp cơm tới khu vực công cộng ở tầng dưới rửa sạch. Cấp 3 buổi chiều thường học lúc 2 giờ 30 phút, Thu Xích Tây quay qua quay lại đã hơn 1 giờ, không thể ngủ trưa nữa, cô tìm cái lượt giúp mẹ chải đầu kết bím tóc gọn gàng cho đầu tóc rối bù của mẹ, rồi mở cái tivi cũ ra. 6 giờ chiều con tan học, mẹ ở nhà coi tivi, nếu khó chịu thì ngủ hay nghỉ ngơi, cửa sổ cứ để vậy. Người phụ nữ phớt lờ cô, nhìn chăm chú vào màn hình tivi đang có tuyết rơi. Trước khi đi, Thu Xích Tây nhìn tráng mẹ đổ mồ hôi, yên lặng quay về trường. Thành tích học tập của Thu Xích Tây luôn đứng đầu, buổi chiều ngồi trong lớp, lắng nghe giáo viên giảng mà đầu óc vẫn nặng nề. Cô tốt nghiệp đã nhiều năm rồi, tự nhiên quay lại với kiến thức ở trung học, không thể nói là không hiểu, chẳng qua là rất khó để quay lại. Mặt u ám, thu xích tay không nghe giảng tiếp, cô nhanh chóng lật sách giáo khoa, muốn thích ứng càng sớm càng tốt. Đối với cô, những kiến thức đó đã học nên đọc qua sách giáo khoa thì có thể từ từ quay về, không giống như trường cấp 3 bình thường trên bàn chất đầy sách, ở trường thực nghiệm học sinh có ngăn tủ riêng, bàn cũng lớn. Vì vậy trên bàn không có sách vở chất đóng như núi kiểu chất đóng sách giống như thu xích tây thì rất hiếm học sinh trường quý tộc ánh mắt sắc sảo mặc dù mọi người đều mặc đồng phục giống nhau nhà ai giàu hay không chỉ cần liếc qua là rõ giống y như trên tivi những học sinh không tiền không quyền dĩ nhiên cũng sẽ có tuy nhiên ngay cả trước khi trọng sinh thu xích tây cũng không bị ai bắt nạt đám học sinh này cũng là người rất tin thấy thu xích tây với ánh mắt trầm lặng không ai dám nói chuyện với cô đạo lý có nói với những người cái gì cũng không có người đó sẵn sàng liều mạng với người khác thư ca chưa bao giờ thích người bạn cùng bàn cô không thích ánh mắt của thu xích tây cô thấy nó quá sâu tham vọng của cô ấy quá nặng nề đang còn là học sinh thư ca thích những ai tâm tư sạch sẽ thuần khiết dĩ nhiên không thích thì không thích không thể phủ nhận cô ấy có thành tích rất tốt giống như bây giờ thư ca vô tình nhìn qua bên cạnh lòng chết lặng đó là bài tập thứ tư ngồi cùng bàn muốn biết người kia làm gì chỉ cần nghiêng mắt là thấy từ tiết thứ hai của chiều nay cô bạn cùng bạn đã cắm đầu đọc sách giáo khoa âm thanh không lớn nhưng rơi vào tai thư ca rất chói tai thư ca liếc mắt nhìn thu xích tay đóng quyển sách toán vừa đọc xong lấy ra một bộ đề giải rất nhanh tốc độ đến cô thậm chí nghi ngờ có phải cô bạn cùng bạn này giấu đáp án trong đầu hay không ngay cả giấy nháp cũng không sử dụng khó trách nhất trung muốn nhận cô vào học thư ca cũng là học sinh giỏi nếu không lúc phân khoa cũng không được vào lớp này nhưng cô không thể làm bài kiểm tra mà không giấy nháp không chạm tới đã làm xong không cần giấy nháp cho mấy câu khó ở dưới a thu xích tay làm bốn bài toán trong bộ đề tìm được cảm giác cũng không có ý khác cô đổi quyển sách vật lý tiếp tục làm bài tập vật lý người chứng kiến thư ca lặng lẽ dời mắt họ không ở cùng thế giới thực nghiệm nhất trung mấy năm trước thực hiện cải cách ba tiết buổi chiều kéo dài thành bốn tiết để giống với mấy trường công lập khác bên ngoài chỉ khổ cho những học sinh sau này như thư ca cũng may là chỉ có năm cuối trung học mới có tiết tự học buổi tối. Giữa tiết thứ ba có nghỉ giải lao tầm 15 phút, cũng đủ dài, đủ cho học sinh ầm ỉ khôi phục sức lực. Thư ca không ngồi yên, định cùng bạn nữ bạn trước đi ra ngoài hóng gió, tiểu ca, giọng nam trong trẻo vang lên phía trước thu xích tây Thu xích tây nghe giọng nói quen thuộc, đầu bút dừng lại, dọc mực từ cây bút kém chất lượng loan ra trên bài tập, cô không ngẩng đầu, tiếp tục làm bài của mình, cảnh trần, sau cậu tới đây thư ca đã đứng lên lạ lùng nhìn quyển sách trong tay ninh cảnh trần anh vừa xuất hiện ở lớp khoa học a lập tức đã nhận được sự chú ý của mọi người ninh cảnh trần của lớp nghệ thuật a là một trong những học sinh nổi tiếng nhất trường dù là tướng mạo đẹp đẽ hay gia đình nổi tiếng ở trường quý tộc này ninh cảnh trần vẫn lóa mắt rực rỡ như vậy nhưng tính tình anh ôn hòa đối xử với mọi người cũng không quá lạnh nhạt cũng không quá thân mật chỉ cần vậy cũng đủ để anh được tất cả mọi người chào đón người duy nhất có thể sánh vai với anh có lẽ chỉ có thanh mai trúc mã của anh thư ca ninh cảnh trần liếm môi có vệt đỏ rất nhỏ nổi lên bên tai nhưng do ánh sáng nên thư ca không thấy mình có vài câu giáo viên giảng rồi vâng không hiểu ninh cảnh trần mở sách bài tập thư ca nghe vậy vẻ mặt bối rối về nhà hỏi gia sư của anh không tốt hơn sao sinh viên đại học nổi tiếng tốt hơn học sinh trung học gà mờ như cô chứ không có tâm trạng chỉ bài người khác thư ca chỉ muốn ra ngoài đi loanh quanh cô nghĩ có lẽ ninh cảnh trần hơi gấp tuy anh học nghệ thuật nhưng kiểm tra khối a vẫn khá nghiêm ngặt bạn cùng bàn cậu giúp tớ chỉ cảnh trần được không thư ca đẩy gánh nặng sang cho thu xích tây nói xong còn cười cười nhìn ninh cảnh trần trước đó nói với cậu rồi đó bạn cùng bàn tớ thu xích tây thành tích còn tốt hơn tớ sẽ chỉ bài cậu tốt hơn tớ thu xích tây có ưu điểm duy nhất là thành tích tốt thư ca rất tự nhiên đem vứt chuyện này cho cô thu xích tây không nói lực nắm cây bút lại tăng hơn kiếp trước từ cấp 3 thư ca đã bắt đầu đối xử như vậy với Ninh Cảnh Trần, cô không hiểu tại sao Ninh Cảnh Trần không nhìn ra thư ca đối với anh chỉ cho có lệ. Bạn học thu, bạn có thể chỉ giúp mình mấy đề này không? Ninh Cảnh Trần nhẹ nhàng mở sách rộng ra trên bàn thu xích tay, giọng hạ thấp xuống. Thu xích tay tự động hiểu là do thư ca không dạy anh mà anh thấy mất mát, hơi nhíu mày, thu xích tay tìm kiếm trong trí nhớ từ xưa, hình như trước đó cũng xảy ra việc như thế này nhưng cô đã thẳng thừng từ chối cuộc sống của cô đầy những chuyện vặt vãnh mỗi ngày cô còn nghĩ cách làm sao để mẹ sống lâu hơn với cô một ngày làm gì có tâm trạng đi dạy người khác làm bài tập nói cô không có tình cảm cũng được nói cô lạnh nhạt cũng được thu xích tây không quan tâm chỉ là trước khi trọng sinh thấy ninh cảnh trần vì mình lập bia mộ vẫn luôn quẩn quanh trong đầu cô cô cuối cùng cũng đồng ý không muốn để ninh cảnh trần lúng túng ừ thu xích tây lạnh lùng trả lời thậm chí không ngước lên nhìn ninh cảnh trần Ninh Cảnh Trần khóe mắt mang ý cười, khớp xương bàn tay rõ ràng cầm quyển sách, thấy ghế trước không có ai ngồi nên ngồi xuống, đối mặt với thu xích Tây. Đi thôi đi thôi, thư ca được tự do kêu bạn bè, một đám con gái đi ra ngoài. Ninh Cảnh Trần quay đầu lại, giọng hơi cao lên, tiểu ca, lát nữa tan học mình đến tiền cậu được không? Được chứ, tóc của thư ca tự nhiên dính bết vào nhau, cô bực bội nên vẻ mặt không được tốt, có điều Ninh Cảnh Trần đẹp trai, giá trị cao, bọn họ ở cùng nhau cũng có mặt mũi nên nghĩ lại, thư ca không từ chối. Học sinh khối tự nhiên A à không có áp lực như những trường bình thường, thời gian ngoài giờ học đều không tiết dành cho việc nghỉ ngơi, thời gian nghỉ giữa giờ dài như vậy nên trong nháy mắt gần như nửa lớp đã trống không. Bạn học thu, bài này, bài này, tôi không hiểu, nên cảnh Trần Vương ngón tay sạch sẽ thon dài chỉ lên sách, nhẹ nhàng gõ gõ, ánh mắt trong sáng. Thu xích tay không nhìn anh cô chỉ liếc qua mặt ninh cảnh trần rất nhanh rồi cúi đầu nhìn sách bài tập ánh nhìn của thu xích Tây vừa cúi xuống đã dán lên bàn tay ninh cảnh trần móng tay cắt gọn gàng lộ ra màu hồng nhạt cô thất thần vừa nhìn là biết anh được nuông chiều từ bé một công tử trăm yêu ngàn chiều mà lớn thu xích tay không cần mở tay ra cũng biết lòng bàn tay mình đầy vết chai hoàn toàn không giống một học sinh trung học bình thường mu bàn tay còn có những vết sẹo không lành những bài này không khó nhanh chóng lướt qua trong đầu thu xích tây đã có vài cách giải ninh cảnh trần chỉ mang theo sách bút với giấy nháp cũng không đem theo nghĩ cách khác đây là bằng chứng anh dùng cớ này để gặp thư ca thu xích tây lấy giấy nháp trên bàn mình chậm rãi giải thích cách làm đơn giản nhất cho ninh cảnh trần giấy nháp là loại giấy rẻ tiền giấy thô ráp chỉ tốt ở chỗ nhiều lại to bây giờ sinh viên học sinh thích sử dụng giấy a 4 làm giấy nháp cái đó phải mua bằng tiền tuy không nhiều nhưng với thu xích tây tiết kiệm nhỏ sẽ được số tiền lớn, vì để tiết kiệm tiền, Thu Xích Tây đã tập thành thói quen không sử dụng giấy nháp, cũng rèn luyện khả năng tính nhẩm của cô. Nói một lần, Ninh Cảnh Trần rõ ràng bị phân tâm, Thu Xích Tây cũng không biết, cứ theo nhiệm vụ mà nói qua một lần tất cả các bài, nghỉ giữa giờ có 15 phút, không đủ thời gian nói lại lần nữa. Mình, có vài cái vẫn chưa hiểu, đôi mắt sáng rỡ của Ninh Cảnh Trần nhìn Thu Xích Tây. Có chút bối rối, bạn có thể cho mình tờ giấy nháp này, đem về xem lại không? Thu xích tay im lặng xé tờ giấy nháp đưa cho Ninh Cảnh Trận bạn về tự tính toán lại sẽ hiểu. Cả buổi trưa chưa mở miệng nên giọng thu xích tay có hơi khàn khàn, như giấy nhám cọ sát nhau. Ừ, tốt quá, mặt mày Ninh Cảnh Trần sạch sẽ, lộ ra nụ cười, má phải lúng đồng tiền lộ rõ trong mắt thu xích tay, cảm ơn bạn đã giảng bài giúp mình. Hơi chật vật dời ánh mắt đi nơi khác, thu xích tay cất giọng lạnh nhạt, những cái này bạn đọc sách sẽ hiểu, không cần tìm ai đó hỏi bài trong lời nói có ý tứ khác, Ninh Cảnh Trần không để ý, như thể nghe không hiểu ý cô, nhẹ nhàng trả lời được. Sau đó anh lấy một hộp chocolate đóng gói tinh tế từ trong túi, đẩy nó đến trước mặt Thu Xích Tây. Thấy Thu Xích Tây mặt không có biểu cảm gì nhìn qua, Ninh Cảnh Trần giấu ngón tay đang cào cào lòng bàn tay dưới bàn, che giấu cảm giác ngực đang đánh thùng thục. Mặt duy trì vẻ bình tĩnh, cái này ăn rất ngon, chung hết giờ vang lên, Ninh Cảnh Trần nhanh chóng đứng lên khỏi ghế. Cầm sách bài tập nói tạm biệt Thu Xích Tây, dường như chạy trối chết đi khỏi, mấy học sinh lớp A ở ngoài cũng lục tục trở lại lớp. Thu Xích Tây nhìn chocolate trên bàn một lúc lâu, cuối cùng cũng cầm lấy, trên đó hình như còn vương độ ấm của bàn tay chủ nhân trước của nó. Cuối tuần này đi suối nước nóng chơi được không? Thư Ca cùng đi với một nhóm bạn vào lớp, sắp xếp lịch đi chơi tuần này. "Này, cảnh Trần đi rồi à?" Thư Ca ngồi xuống ghế hỏi Thu Xích Tây. Do xuất thân của họ nên cho dù không thích cũng sẽ không biểu hiện quá rõ thư ca tuy không thích thu xích tây nói chuyện cơ bản thì vẫn có chẳng qua muốn coi thu xích tây có phớt lờ cô hay không thu xích tây đem cho cô lết để trên bàn thư ca không trả lời câu hỏi của cô ấy thư ca mờ mịt nhìn bạn cùng bàn dĩ nhiên không hiểu cô có ý gì ninh cảnh trần gửi cho cậu thu xích tây nói đơn giản không để ý ánh mắt phức tạp của thư ca đầu tiên là lấy cớ hỏi bài sau lại lấy cho cô lết ra cảm ơn chắc đây là kế hoạch của ninh cảnh trần đối với thư ca Tiếc là nửa chừng thư ca lại đẩy sang cô nên chocolate mới tới tay mình. Thu xích tay tự cho là vậy nên dứt khoát thay ninh cảnh trận đưa chocolate cho thư ca. Thư ca từ từ chạm vào chocolate, vừa nhìn thu xích tay vừa lột giấy bạc ra, nhanh chóng nhét vào miệng. Làm gì có chuyện cảnh trận sẵn lòng đem chocolate cho cô. Mấy ngày trước vì cô có ý đồ ăn vụng mà xém nửa anh đã tuyệt giao với cô. Khi tiếng chuông tan học vang lên, thu xích tay đứng dậy gần như ngay lập tức, đi ra từ cửa sau học sinh và giáo viên khoa học lớp A không ngạc nhiên, thu xích tay giữ thói quen này từ ngày đầu vào trường cấp 3 cho tới nay. Nếu một ngày cô không phải là người đầu tiên ra khỏi lớp mới là chuyện lạ, vừa đi lên tầng 1, thu xích tay đụng mặt ninh cảnh trần, cô không dời mắt đi thẳng ra ngoài. Bạn học thu, ninh cảnh trần đi ra vội nên mặt còn dính màu vẽ, rất nhỏ, ngay trên lúng đồng tiền bên phải, mới nhìn thì không phát hiện ra, anh cười hồn nhiên ấm áp, đang định nói gì đó ngữ điệu mở đầu quen thuộc khiến thu xích tay vô thức nhíu mày nhìn đi chỗ khác thư ca còn ở trong lớp cậu có thể đến tìm cậu ấy ninh cảnh trần sửng sốt đứng yên tại chỗ ánh mắt thu xích tay nặng nề dừng trên mặt anh vài giây rồi rời đi nghiêng người muốn đi ra ngoài khi đi ngang qua nhìn không được nhắc trên má phải bị dính màu vẽ ninh cảnh trần xoay lại nhìn thu xích tay rời đi tâm thần hoảng hốt lấy mu bàn tay dán lên má phải chỉ cảm nhận được độ nóng bừng sáu giờ tan học Trước đây Thu Xích Tây phải dùng nửa giờ ăn cơm xong rồi vội vã quay về, bây giờ cũng giống vậy. Thói quen sinh hoạt nhiều năm không thay đổi, Thu Xích Tây đối với việc sống lại chấp nhận nhanh chóng, chỉ qua một buổi trưa đã đem mình hoàn toàn đặt vào nhân vật hiện tại. Thu Xích Tây xách theo túi màu trắng, không dùng bao nylon, những cái túi đẹp để đựng cơm bán mà trong các tiệm bán đối với cô mà nói, có thể mua thêm dịch lọc máu. Đơn giản chỉ cần lấy kim chỉ khâu quần áo cũ thành một cái túi. Bên trong túi đựng cơm tối nay thức ăn không phong phú như buổi trưa nhưng tốt hơn ở chỗ dinh dưỡng cân đối, chạy nhanh trên đường, thu xích tay thở dốc, cô ngừng lại, vịn lấy tường, đầu rủ xuống, mái tóc dài không được chăm sóc trong thời gian dài rủ xuống mặt, phù, đôi mắt ảm đạm của thu xích tay ánh lên tia dẻo cợt, mấy năm nay sống trong nhung lụa làm bản thân không thể thích ứng với sinh hoạt như bây giờ ngay được, hơn 10 tuổi thu xích tay chỉ có hai bàn tay trắng, nghèo đến mức chỉ có ăn cơm của trường mới có thể sống sót. Hy vọng duy nhất là lên đại học, có học bổng để có thể lọc thận cho mẹ. Thậm chí không dám đi xe buýt, mỗi một phân một ly tiền đều sợ dùng sai chỗ, đứng thẳng lên, thu xích tay tiếp tục sải bước về phía trước và cuối cùng đã đến sân thượng lúc 6 giờ rưỡi, không đẩy cửa ra. Thu xích tay lấy một miếng quần áo cũ trong túi lau mồ hôi trên mặt, đồ ăn đặt trên cái bàn hỏng ở cửa, chương minh hủy nằm bất động trên giường, chỉ có ngực phật phòng chứng tỏ bà còn sống, ngôi nhà sắt nhỏ được ghép từ nhiều miếng, cửa sổ đối diện với giường của chương minh hủy bên phải có cái bàn trống sạch sẽ một cái ghế thanh treo đồ tối nay có bắp ăn thu xích tây nói với người trên giường cúi xuống lấy đèn uv cũ bên dưới lọc màng bụng ở nhà thì tiện lợi và rẻ tiền nhưng đòi hỏi môi trường sạch sẽ vệ sinh mấy năm trước thu xích tây mua đèn khử trùng của một bệnh nhân muốn lọc màng bụng trước hết phải khử trùng sạch sẽ thu xích tây làm mọi việc mà không hề do dự Cô cũng tự ngạc nhiên khi thấy mình vẫn nhớ tất cả các chi tiết. Cô thậm chí còn nhớ được khát vọng sống trong mắt bệnh nhân kia. Tôi muốn ăn kem cây, chương minh hủy ngồi trên ghế lẩm bẩm. Người phụ nữ chưa tới 40 tuổi nhưng nếp nhăn đã đầy gương mặt, lọc máu xong trước đã thu xích tay lạnh lùng nói, rửa tay sạch sẽ, đeo khẩu trang vô. Điểm quan trọng nhất trong quá trình lọc máu tại nhà là không thể để bị nhiễm trùng, thu xích tay dựa vào trí nhớ để lắp đặt dịch thẩm tách vào ống thông một cách trơn tru kéo áo chương minh hủy lên, thu xích tay thấy miệng vết cắt ra trên bụng bà. Lát nữa dưới lầu có người thu gom rác thải, mẹ ăn cơm trước, con xuống dưới xem. Giọng thu xích tay lạnh lẽo như mọi lần, ánh mắt phức tạp người khác nhìn không thể hiểu, động tác cũng không ngừng lại. Ăn kem cây, ăn kem cây, chương minh hủy không biết nghe có hiểu không, vẫn cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó. Lọc màn bụng xong, thu xích tay đỡ chương minh hủy về giường, kéo khẩu trang xuống, dùng mu bàn tay xem xét nhiệt độ của mẹ, nhiệt độ bình thường. Thu xích tay ra cửa lấy cơm đem vào, bên ngoài trời đã bắt đầu tối, nhiệt độ bên ngoài không làm hư thức ăn. Con đặt cơm ở đây, mẹ nằm nghỉ một lát rồi dậy ăn. Thu xích tay chưa ăn cơm, cô phải xuống nhà xem chú thu đồ phế liệu có đồ mình cần hay không. Chương Minh Hủy không nói gì, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt, mấy câu ăn kem cây khi nãy cũng không còn sức nói nữa. Thu xích tay ra cửa rồi quay đầu lại nhìn Chương Minh Hủy. Cô kéo cửa, nhanh chóng xuống cầu thang. Tòa nhà này không cao, chỗ thu xích tây ở chỉ có 7 tầng, cô xuống dưới vừa kịp xe phế liệu dừng ở tầng 1. Tiếng loa trên xe vẫn âm ỉ, tiểu tây hả, bác thu phế liệu ở trước xe thấy cô, cười cháu trèo lên coi có gì xài được không, dạ. Bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình mặt trên cơ thể cao gầy của thu xích tây trông rất lỏng khổng, cộng với gương mặt ảm đạm của cô, thân thể lúc nào cũng có cảm giác căng thẳng, không có chút gì giống với một học sinh trung học đang trẻ trung phơi phới, cẩn thận chút, đừng đạp hư tivi hôm nay bác mới mua được đó. Bác thu phế liệu đứng phía dưới nhắc. Bác không phải người ở đây, đã thu gom phế liệu mấy năm nay, lúc mới tới, thu xích tay muốn mua một cái bàn với giá thấp. Có điều đầu năm nay cuộc sống không dễ dàng, không ai muốn làm người tốt. Cô đưa tiền ít quá, chủ ấy không muốn bán, cuối cùng chủ nhà tới nói giúp một câu, nói thu xích tây thành tích học tập tốt, dạy học cho bọn trẻ ở gần đó. bác động lòng, muốn đưa con trai đang học tiểu học qua học cùng. từ đó, hai người dần quen thuộc, mua bán đều dễ dàng. sau này gia đình bác không đến học với cháu nữa. bác dựa vào xe hút thuốc, không để ý thu xích tây có trả lời hay không. dù sao đứa nhỏ này chưa bao giờ nói lời thừa thải, bác đưa cả nhà về quê học, ở đây hộ khẩu không giải quyết được. bác thu xích tây giọng hơi khàn khàn, đừng lo bác của cháu có thể kiên trì được cháu muốn cái này bao nhiêu tiền ạ à? gương mặt vô cảm của thu xích tây thò ra khỏi xe một hồi im lặng xấu hổ trôi qua bác thu phế liệu cũng lấy lại tinh thần trèo lên xe cháu muốn cái điều hòa này hả bác lắc đầu nó cũ lắm rồi nhiều bộ phận hư hỏng hết cơ bản là chỉ có thể bán sắt vụn thôi thu xích tây ngồi sổng trước đống rác kia cháu muốn nó cháu nói chuyện với thu xích tây nhiều lần bác cũng biết tính tình của cô vẫy tay cháu muốn thì lấy đi không bao nhiêu tiền vừa rồi bác mua cũng không bao nhiêu để lại cho cháu cuối cùng thu xích tay với bác thu phế liệu mang đống đồ sắt vụn đó lên sân thượng cháu thu dọn ở đây tốt đấy bác chưa đi tới cửa chỉ đứng bên ngoài nhận xét mấy điều hòa đã được bán cho thu xích tay với mức giá rất thấp nếu không đem đi bán sắt vụn cũng vậy thà để cho cô còn có tình cảm thu xích tay không đụng tới cái điều hòa cũ đó ngay cô cho mẹ ăn uống nghỉ ngơi xong đem sách trong phòng ra ngồi ở sân thượng đọc sách tự nhiên lại đọc không vô trước khi sống lại thu xích tây trong hoàn cảnh khốn khó đã nỗ lực chăm chỉ tồn tại liệu mạng học hành cuối cùng cũng có chút tên tuổi đáng tiếc là đột ngột mất sớm mọi thứ quay về lại từ đầu chương minh hủy lúc ngủ không thích có đèn thu xích tây không thể để đèn trong phòng làm bài tập nhìn xuống tầng dưới xung quanh cũng không hoàn toàn tối đen có nơi đèn đuốc sáng trưng tiếng người ồn ào có loại âm thanh tản ra từ bốn phía đó là quán ăn khuya trong làng thành phố đem sách để lên bàn nhỏ, thu xích tay đứng dậy, ánh mắt tối tăm. Mới vừa phân khoa, tất cả học sinh đều hào hứng, trong lớp có thêm không ít gương mặt mới, mọi người bận rộn kết bạn với nhau. Thư ca cũng không ngoại lệ, cô ấy luôn là người có giao tiếp tốt, xinh đẹp, tính cách rộng rãi, ai cũng vui vẻ làm bạn với cô ấy, ngoại trừ bạn học cùng bàn. Giáo viên vật lý vẽ sơ đồ phân tích lực lên bảng, thư ca dựa lưng vào ghế, dùng khóe mắt nhìn thu xích tay bên cạnh thư ca thấy mấy hôm nay cô bạn cùng bàn có vấn đề gì đó tuy lúc trước thu xích tây cũng không mở miệng người cũng trầm lặng thư ca cũng không để mắt đến cô một người bình thường học ở một ngôi trường quý tộc của bọn họ ít nhiều gì cũng chịu áp lực huống chi thực tế là thu xích tây trầm lặng âm thầm cũng là bình thường nhưng bây giờ thu xích tây thỉnh thoảng quét mắt qua lại làm thư ca cảm thấy áp lực lạnh lẽo bao trùm da đầu cũng căng thẳng trên bảng có hai đề bài tập ai làm xong trước có thể tan học, giáo viên vật lý sử dụng máy chiếu hai hình lên. Sau khi ngồi xuống, tính uống miếng nước nghỉ ngơi, thu xích tay ở tốt nghiệp đại học nổi tiếng, tuần này đã làm xong những đề bài này trước đó, gần như không cần suy nghĩ mà viết đáp án thẳng lên vở. Cô lấy hộp cơm trong ngăn kéo, tay kia cầm vở đi thẳng lên bục giảng. Giáo viên vật lý cúi đầu nhìn thoáng qua bài giải hoàn chỉnh kia, lại ngẩng đầu nhìn đề bài mình mới vừa chiếu lên, tay còn cầm bình nước giữ nhiệt cuối cùng nở nụ cười hiền lành em có thể tan học thu xích tay lập tức bước ra khỏi lớp đi tới nhà ăn chờ tới khi chuông tan học vang lên đã là nửa tiếng sau học sinh ban a lục tục kéo nhau ra ngoài tiểu ca ninh cảnh trần mang cặp sách từ ngoài bước vào gương mặt đẹp để mang theo ý cười ánh mắt nhìn tới chỗ ngồi trống không bên cạnh thư ca mà nụ cười từ từ ngưng lại thư ca với ba bạn cùng lớp vẫy tay nhau kéo ninh cảnh trần ra ngoài ban của cậu tan học sớm vậy cuối tuần cùng nhau đi leo núi không cảnh trần thư ca phát hiện anh hơi thất thần nhíu mày gọi ninh cảnh trần khôi phục lại vẻ ngoài bình tĩnh ôn hòa lắc đầu không được cuối tuần tớ có việc hai người đi ra một đoạn lại bắt đầu chủ đề khác ninh cảnh trần như lơ đãng hỏi bạn cùng bạn của cậu hôm nay đâu rồi cô ấy nghỉ học à thu xích tây thư ca nhướng mày giáo viên cho hai đề bài tập cô ấy làm xong nên về trước ninh cảnh trần liếm môi hơi cúi đầu che giấu độ công bên khóe miệng thì thầm nói cô ấy giỏi quá thư ca nhún vai thành tích rất tốt, trong lời nói có sự bất mãn nhỏ với thu xích tay, những ngón tay trắng nõn của ninh cảnh trần kéo dây đeo cặp cô ấy rất tốt, lần trước rất kiên nhẫn giảng bài cho tôi, khi nhắc chuyện này, thư ca hỏi một câu nghi vấn lâu nay, gần đây giáo viên của các cậu kiểm tra rất nghiêm à, hay là tớ nói với chú một tiếng, không, tôi chỉ muốn điểm văn hóa tốt hơn thôi, ninh cảnh trần không muốn nói việc này với thư ca, bước chân anh nhanh hơn. Sao cậu không hỏi bài gia sư của cậu, thư ca thấy người càng đi xa, không hỏi nữa hôm nay tan học thu xích tay đi tìm chủ cửa hàng tiện lợi dưới lầu bộ dụng cụ con không ăn cơm à chương minh hủy đang cúi đầu ăn cơm chợt mở miệng hỏi thu xích tay đứng ở cửa quay lại con sẽ ăn sau mẹ ăn xong thì đi bộ vài vòng đi khi tinh thần mẹ cô khá hơn bà sẽ nhớ mình vẫn còn một cô con gái đôi khi sẽ quan tâm hỏi han nhưng thường thì bà như một người chết biết cử động hơn suy thận không giết chết người phụ nữ này việc chồng bà bỏ nhà rời đi mới là cộng rơm để cho bà trở nên suy sụp thế này. Xem xét cái điều hòa, Thu Xích Tây muốn thử sửa nó, ít nhất cũng có thể làm nó hoạt động bộ phận làm lạnh. Trước kia dĩ nhiên Thu Xích Tây không sửa nó, có điều hiện tại linh hồn Thu Xích Tây cũng đã 30 tuổi, cũng từng làm nghề hàng sửa chữa một thời gian, sửa điều hòa cũng không khó. Mở cái vỏ ngoài ra, Thu Xích Tây kiểm tra mạch điện, ghi nhớ mấy chỗ cần thay thế linh kiện, định cuối tuần sẽ đi cửa hàng mua con sẽ về lúc một giờ khuya cơm con đã hâm nóng mẹ để lát nữa rồi tự ăn nhé thu xích tay giải quyết mọi việc trong nhà xong cầm cái điều khiển của điều hòa đã sửa đặt trong tay chương minh hủy đi đến quán ăn đêm lúc học cấp ba cô làm thêm ở đây vào cuối tuần tiền lương không nhiều nhưng đủ để mẹ con cô chi tiêu hàng ngày chỉ là tối xong việc rất muộn gần tới rạng sáng còn chưa tới gần quán bốn phía đã tràn ngập mùi thơm tiếng ồn ào tiểu thu nhớ thu tiền mấy bàn bên kia bà chủ quán đang bận rộn ở quầy đồ nướng quay đầu dặn thu xích tây Dạ biết thu xích tây có trí nhớ tốt làm việc chăm chỉ nhanh nhẹn hơn những người làm bán thời gian khác nên cô làm được lâu ở đây ở đây mấy quầy hàng không lộn xộn mua bán cũng rất tốt thường xuyên có sinh viên nghe tiếng đến ăn rất nhiều bàn ờ à, ờ à, được được ông chủ đang nghe điện thoại hướng về thu xích tây ngoắc ngoắc tiểu thu chút nữa cháu đi giao hàng giúp chú quán ăn này không thường giao hàng có lẽ đây là khách quen của chủ quán. Nghe địa chỉ ông chủ nói xong, thu xích tay nhíu mày, bắt tiểu thu đi. Ông tự đi giao đi, bà chủ trở que nướng, ngẩng đầu không đồng ý, ai già, đi xe điện của chú kìa, nhanh lắm, chỉ chừng 30 phút thôi, không có chuyện gì đâu. Ông chủ cũng bất đắc dĩ, bên này ông còn một đống đồ ăn cần chiên xào, không thể rời đi được, bên khu biệt thự kế bên kia thôi, đám tổ tông nhỏ không chịu chờ lâu, dạ biết, thu xích tay đi lấy hộp, đợi ông chủ đóng gói đồ ăn đồ ăn đóng thành bốn túi thu xích tay đạp xe đạp đã cải tạo của ông chủ đi nhìn địa chỉ trên hộp thức ăn cô biết đường đi sau khi rẽ qua vài đường qua cầu vượt cô nhận ra con đường dần dần có những điểm quen thuộc tương tự như trong ảo giác đi vài km nữa đến khu vực giàu có nổi tiếng thu xích tay nhíu mày nghĩ ngợi đúng ra cô chưa từng đến đây sao lại cảm thấy quen thuộc cho tới khi dừng trước cửa nhà ấy thì cô mới hiểu xác nhận địa chỉ lần nữa dán trên hộp đồ ăn, thu xích tay nhìn cổng nhà, cô đã đến đây không lâu trước đó, trước khi trọng sinh, khi cô biến thành linh hồn, xuống xe đạp, thu xích tay đem bia và đồ ăn từ sau xe ra, cúi đầu nhìn những món ăn được đóng gói đó, cô không biết Ninh Cảnh Trần cũng sẽ ăn những thứ này, lúc đứng nhấn chuông cửa, thu xích tay nhớ lại hình như trước lúc trọng sinh, thời gian này cô cũng không gặp Ninh Cảnh Trần, đúng rồi, thu xích tay chợt nhớ ra, lúc đó cô xin ông chủ quán cho nghỉ nửa tháng để tập trung cho cuộc thi quốc tế tiền thưởng của cuộc thi đó không nhỏ đủ để chi trả chi phí lọc máu cho mẹ cô trong một năm thu xích tây lo lắng sẽ không được kết quả tốt nhất nên xin nghỉ nửa tháng liều mạng ở nhà làm bài tuy nhiên hiện tại thu xích tây đã biến thành thu xích tây của mười mấy năm sau những ngày này bận rộn đến không thở nổi cố gắng thích ứng với cuộc sống hiện tại nên không nhớ tới kỳ thi cũng không xin nghỉ làm thêm nên mới gặp chuyện đưa đồ ăn như hôm nay cửa mở rất nhanh đây là bia lạnh nhiều ớt trên đầu thư ca cắm những que dạ quan, sững sờ nhìn thu xích tây nhìn mặt thu xích tây không có biểu hiện gì thư ca cười là cậu à thật trùng hợp muốn vào cùng ăn khuya không trong miệng cô ấy có mùi rượu chắc chắn trước khi kêu bữa ăn khuya cô ấy đã uống không ít rượu nhét đồ ăn vào tay thư ca thu xích tây cau mày lùi lại lặng lẽ đạp xe về làm sao vậy chứ nhớ lại vẻ ghét bỏ của thu xích tây lúc nãy thư ca không thể hiểu nổi, lẩm bẩm trong miệng, có chuyện gì à, ninh cảnh trần mặc một cái áo sơ mi trắng ngồi trên ghế xích đu ở vườn, ngón tay trắng trẻo, sạch sẽ nắm sợi xích màu đỏ đen, ánh trăng sáng trải rác phía sau, nhẹ nhàng cuốn quanh gương mặt anh. Ánh trăng như tham lam vẻ đẹp của cậu thiếu niên, vây lấy anh, lấy lòng anh. Ninh cảnh trần ngước mắt nhìn, trong mắt như chứa đầy những mảnh sao vụn, thư ca cầm hộp đồ ăn trong tay, bên trong mùi hương dày đặc phả vào mặt cô, làm cô tỉnh táo lại, lắc đầu thở dài, tại sao cũng là đưa lưng về mặt trăng mà cái đám trai gái bên phải kia lại giống như đám người giả mang vây quanh đóng lửa trại chia của. Không có gì, vừa rồi giao hàng bữa khuya là bạn học của tớ, thư ca vừa nói vừa cầm mấy hộp đồ ăn lên. Hôm nay sinh nhật thư ca, cô cùng ba người bạn đi leo núi, cuối cùng còn muốn uống rượu điên cùng một đêm. Vẫn còn là học sinh cấp 3 nên không dám làm loạn dưới mắt bố mẹ. Thư ca lập tức nghĩ tới nơi trú ẩn an toàn là nhà Ninh Cảnh Trần, nơi này khác với những gia đình khác. Ninh Cảnh Trần thật sự được ba mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, không có gì là không thể làm. Chỉ cần là Ninh Cảnh Trần, Thư ca lập tức có kim bài miễn tử, uống rượu mấy vòng, có người nói chỗ làng trong phố có một quán bán đồ ăn khá được. Bia không để trong tủ lạnh mà ướp bằng đá để trong thùng, cả đám nhau nhau cho là mới mẻ, lập tức gọi điện thoại đặt đồ ăn khuya tim ninh cảnh trần nhảy dựng lên ngón tay buông khỏi sợi xích giao bữa ăn khuya là bạn học của cậu ban a ngoài thu xích tay ra ninh cảnh trần không nghĩ còn ai có thể đi giao đồ ăn khuya người giảng bài cho cậu lần trước đó thư ca bị mùi thức ăn hấp dẫn trả lời qua loa rồi chạy tới chỗ bạn mình nhìn theo thư ca ninh cảnh trần mím môi đứng dậy nhanh chóng đi ra cửa cậu chủ cậu muốn đi ra ngoài à quản gia không biết từ đâu đi tới hỏi tôi tìm người đưa cậu đi chú chúc không cần "Cháu đi ra ngoài một chút thôi." Ninh Cảnh Trần lắc đầu từ chối. Quản gia chút gật đầu nhưng không đi ngay, "Bên ngoài gió lớn, tôi đi lấy thêm áo khoác cho cậu." Ninh Cảnh Trần từ trước đến giờ luôn có vẻ mặt ôn hòa, nay hiện lên vẻ nôn nóng, lắc đầu, "Chú chút, cháu không lạnh." Thấy cậu chủ nhỏ bước nhanh ra ngoài, quản gia chút ở phía sau cười cười, "Cậu chủ cũng lớn rồi, ngoài cổng đã trống không, chỉ còn vài ánh đèn đường mờ nhạt." Ninh Cảnh Trần giơ tay lên ngực, cảm nhận sự mất mát Hàng mi đen run rẩy, từ cổng lớn đến vườn chỉ có một đoạn, huống hồ đã lâu như vậy, cô chắc đã đi từ lâu rồi. Ninh Cảnh Trần xoay người muốn trở về, lại dừng bước, rốt cuộc thấy tiếc nếu cứ quay về như vậy, dứt khoát đi về phía trước, có phải cô ấy đã đi theo con đường này. Gió thổi qua những cây đa hai bên đường, tạo ra âm thanh xào xạc, Ninh Cảnh Trần đi chậm chậm trên đường. Bất ngờ anh thấy một người dắt xe đạp đang chậm rãi đi phía trước, tim Ninh Cảnh Trần đập mạnh, kêu cái tên kia. Có lẽ âm thanh nhỏ quá, hoặc có thể anh cũng không thật sự phát ra âm thanh, người kia không quay đầu lại, đi nhanh về phía trước, rồi chạy một đoạn, Ninh Cảnh Trần dừng lại để hơi thở ổn định, gọi Thu Xích Tay, "Bạn học Thu, Thu Xích Tay quay đầu, khuôn mặt không thay đổi, chỉ một tia dao động sâu trong mắt, quá nhanh nên không ai phát hiện, có việc gì không?" Thu Xích Tay dừng lại, Ninh Cảnh Trần đến gần, anh nhìn chiếc xe đạp với một lớp bị hỏng. Khóe miệng hơi cong, lúng đồng tiền ẩn hiện xe cậu bị hỏng mình đưa cậu về được không nếu thu xích tây của mười mấy năm trước nhất định cô sẽ từ chối khi đó chưa bao giờ thu xích tây nghĩ muốn có mối quan hệ với ninh cảnh trần đừng nói gì đến nói chuyện thấy thu xích tây không nói gì ninh cảnh trần hơi hoảng anh vội vàng nói nhà mình ở ngay sau đây xe cậu bị hỏng không thể đi giao hàng nhìn mặt sau xe có mấy chữ to ninh cảnh trần vội vàng nói mình gọi chú chút đưa cậu đi giao hàng cho xong mặt thu xích tây vẫn không biểu cảm không còn hàng cần giao nữa sự can đảm của ninh cảnh trần rất vất vả mới có nhanh chóng biến mất bày tay phải giấu sau lưng nắm chặt lại cậu đưa tôi đến đường hà khẩu được không thu xích tây đá chiếc xe đạp tôi đến đó sửa xe ninh cảnh trần ngạc nhiên nhìn thu xích tây mắt lại vui vẻ gợn sóng lúng đồng tiền bên má không giấu nổi nữa mình mình gọi điện thoại cho chú chút ngay cậu chờ chút được không ừ thu xích tây không chú ý ninh cảnh trần cô nhìn chăm chăm bánh xe sau mau xẹp quá vừa rồi còn hơn nửa bánh xe giờ đã xì xẹp lép vá lốp xe không biết có được không hay phải thay lốp nếu phải thay cả bên trong lẫn bên ngoài thì là chi phí không nhỏ đối với thu xích tay bây giờ ninh cảnh trần lặng lẽ đi vài bước về phía trước tới gần thu xích tay bạn học thu cuối tuần làm thêm hả thu xích tay nhìn lên ánh mắt nặng nề cái gì mình chỉ hỏi một chút ninh cảnh trần ấp úng bị ánh mắt cô nhìn không biết phải làm gì ngực có cảm giác ấm ức anh ngậm thì vàng sinh ra Người nhà nâng niu anh trong lòng bàn tay hơn mười mấy năm, không ai không thích anh, càng không có ai lạnh nhạt với anh. Vậy mà bây giờ có người lạnh lùng đối xử với anh như vậy, quản gia chút đến rất nhanh. Cậu chủ, đây là bạn của cậu, quản gia chút xuống xe, lấy tốc độ cực nhanh đánh giá ăn mặc thu xích tây, hỏi. Ninh Cảnh Trần đem ánh mắt dời về phía thu xích tây, thấy cô không nói tiếng nào, rất muốn cười nhưng nhìn lại chú chút. Chú đưa tụi cháu đến đường Hà Khẩu được không? Tụi cháu, quản gia chưa kịp trả lời, thu xích tây đã nhướng mày hỏi cô không nghĩ là ninh cảnh trần cũng đi theo ninh cảnh trần thấy cô không muốn cho mình đi hơi nắm tay lại miễn cưỡng cười vừa rồi tụ tập mệt mỏi nên muốn đi hóng gió xe của người ta muốn làm gì cũng đâu cần cô đồng ý thu xích tây không nói nữa lặng lẽ đem xe đạp nhét vào cốc xe hơi dạ bây giờ đi sửa không cần cháu sẽ quay lại ngay thu xích tây ngồi trong xe điện thoại cho chủ quán báo tình hình ninh cảnh trần chờ thu xích tây cúp điện thoại quay đầu chỉ chỉ bên trái cô bạn học thu, dây an toàn. Thu xích tay nhìn thấy Ninh Cảnh Trần đã thắt dây an toàn, cẩn thận như vậy sao? Thu xích tay đã chết một lần cũng không quý trọng mạng sống của mình, lôi dây an toàn ra, cúi đầu nhìn chăm chú cái khóa lạ lùng trên tay, thu xích tay loay hoay cả buổi không được, dứt khoát bỏ qua, để dây an toàn tự thu lại, chỉ cần đặt nó nhẹ lên trên là được rồi, Ninh Cảnh Trần tự nhiên nhìn thấy sự lúng túng của thu xích tay, nhỏ giọng chỉ dẫn thu xích tay không nhúc nhích. Mình giúp cậu nên cảnh trần cởi dây an toàn của mình, nhưng người qua thu xích tay thắt dây an toàn. Nói nhỏ, mỗi năm số người ngồi sau không thắt dây an toàn bị ti nạn giao thông tới 11%, thu xích tay nhíu mày dựa vào lưng ghế, chừa lại khoảng không gian cho ninh cảnh trần, nhưng hơi thở của anh vẫn mang chút xâm lược hòa với hơi thở cô, mang theo vị cam ngọt ngọt, cục dây an toàn thắt xong. Ninh cảnh trần rời đi, hương vị thanh đạm nhẹ dần rồi biến mất, cậu thích ăn cam, thu xích tây bỗng nhiên hỏi một câu giấu trong lòng đã hai đời cái gì ninh cảnh trần không nghe rõ anh mới thất thần nên không nghe cô nói gì nhất thời xúc động thu xích tây rất hối hận không quan tâm biểu hiện của ninh cảnh trần chỉ dời mắt đi nói nhàn nhạt tôi nhớ cậu học toán không tốt cô đang nói tới dữ liệu mà ninh cảnh trần vừa đề cập người bình thường được thắt dây an toàn giúp trước hết phải nói cảm ơn ít nhất sự tôn trọng cơ bản vẫn phải có ai như thu xích tây còn chọc vô vết sẹo của người ta cậu chủ chúng tôi là học về mỹ thuật, đối với toán lý hóa có hơi yếu một chút, nhưng cậu chủ sau này sẽ là nhà nghệ thuật lớn, quản gia chút ở phía trước lên tiếng phá vỡ sự xấu hổ trong xe, bạn học nhỏ, thiết kế dây an toàn khi nãy là do cậu chủ thiết kế, rất phù hợp với chiếc xe này, trên đường đến Hà Khẩu. Chúc quản gia nói về chiếc xe được chế tạo riêng này cùng với cậu chủ có bao nhiêu là tài nghệ trời cho trong nghệ thuật. Bạn học thu, Ninh Cảnh Trần cùng xuống xe, kêu thu xích tay lại, anh có vẻ bối rối, quay đầu đi lấy can đảm nhìn cô lần trước nghe thư ca nói thành tích của cậu rất tốt sau này có thể đến hỏi bài cậu không giáo viên nói nếu muốn là học sinh giỏi thì học văn hóa cũng không được quá tệ mình vẫn muốn cải thiện trình độ toán của mình nếu là hồn của thu xích tây hồi xưa lúc này trong mắt nhất định tràn ngập kinh gia kiếp trước cô luôn cho rằng ninh cảnh trần tiến lui phù hợp đúng nghĩa là công tử quý tộc trước nay không tiếp xúc với nữ sinh trừ thư ca không có thời gian thu xích tây thu ánh mắt đánh giá ninh cảnh trần lại lạnh nhạt nói tuy kiếp trước anh chôn cất cô nhưng đời này không tới nổi cái gì cũng làm theo anh đem xe đạp ra thu xích tây định đi về tìm sửa chữa bên kia ninh cảnh trần vẫn đứng tại chỗ đầu hơi thấp môi miếng chặt lúng đồng tiền trên má đã biến mẩn thu xích tây hơi siết lại có chút thiếu kiên nhẫn cô đỡ xe nhíu mày nói thành tích của thư ca cũng không tệ cậu có thể tìm cô ấy đúng là tốt kết quả của thư ca đối với người khác thì ổn nhưng trong mắt những người học bá như thu xích tây thì chẳng ra gì có điều cô thật sự rất bận trình độ thư ca có thể giúp ninh cảnh trần chưa kể hai người còn là một đôi kiếp trước ninh cảnh trần kết quả thi cũng không tệ nhìn về phía bóng thu xích tây xa dần ninh cảnh trần đứng dưới đèn đường mới từ từ bước vào xe chú chúc đóng cửa sổ lại đi cháu hơi lạnh ninh cảnh trần ngồi chỗ thu xích tây vừa ngồi nói nhỏ cậu chủ cậu chưa hoàn thành bài tập toán tuần này quản gia chúc đang lái xe chợt nhớ ra chú chúc ngày mai nói với giáo viên tôi bị bệnh không làm nổi ninh cảnh trận nheo nheo mắt đèn đường nhấp nháy chiếu lên khuôn mặt cậu nếu bà chủ biết cậu nói mình bị bệnh bà lại giận quản gia chúc lắc đầu cậu chủ của ông cái gì cũng tốt chỉ có không muốn học toán nhưng đối với những gia đình như họ thành tích thi đại học cũng không quan trọng trình độ nghệ thuật của cậu chủ đủ để có thành tích tốt cuộc thi này liên quan đến danh tiếng trường chúng ta nếu em có thể đạt điểm cao trường sẽ không đối xử tệ với em thu xích tây em có nghe không chủ nhiệm gõ gõ lên bàn nhắc nhở người đối diện đang phân tâm dạ nghe thu xích tây hơi cúi đầu hạ mi khuôn mặt tối tâm, cả người không nhìn ra sức sống trẻ trung như những người cùng trang lứa không có việc gì nữa em xin phép đi trước được em về lớp đi gọi thư ca lên đây giúp thầy giáo viên chủ nhiệm thở dài gật đầu cho cô rời đi khi thu xích tây vừa đi khỏi phòng giáo viên như được hít thở không khí một vài giáo viên nhìn nhau khôi phục lại bầu không khí thoải mái. Giáo viên Lý, vất vả cho anh, chủ nhiệm khối tự nhiên bang A nói, giáo viên Lý là người giáo viên lớn tuổi rất được kính trọng, không nghĩ tới có ngày sẽ nói chuyện với học sinh giống như người làm kinh doanh vậy. Nhưng chỉ có như vậy, học sinh bang A kia mới có thể thấy hứng thú, giáo viên Lý hít sâu một hơi, lắc đầu tôi có vất vả gì đâu, đứa nhỏ đó sống cũng không dễ dàng gì, trong tuần này. Các giáo viên đã công khai hoặc ngấm ngầm phản ánh thu xích Tây thường đi trễ, đi học cũng không nghe giảng, mỗi ngày ở bên dưới lật sách đọc liên tục, không biết là đang làm gì. Lý luật đức sợ nhất là thành tích thu xích tay giảm xuống, không chỉ vì điểm số của lớp mà lo lắng cho con đường cô đi sau này sẽ không dễ dàng, cô không giống như học sinh khác trong trường, thành tích không tốt còn có trong nhà chống đỡ, thu xích tay trở về chỗ ngồi của mình. Mở sách giáo khoa hôm qua đang đọc ra, chủ nhiệm kêu cậu đi lên phòng giáo viên, thư ca đang nói nói cười cười với bạn bạn trước, quay đầu về thu xích tây cậu nói chuyện với tôi hả thu xích tây lật sách không để ý đến cô thư ca nhìn chằm chằm thu xích tây một lúc cuối cùng đứng dậy đi đến phòng giáo viên trong lòng lại ghét thu xích tây thêm chút nữa nói thêm một câu thì sao chứ mấy ngày này thu xích tây ở trong trạng thái máy móc thích ứng cuộc sống sau khi sống lại lại không biết ý nghĩa cuộc sống nặng nề của mình như vậy sống sót không có gì sai đời trước thu xích tây thi đậu trường đại học tốt nhất có tiền để duy trì lọc máu cho mẹ cuối cùng mẹ cô không chịu nổi mà đi cô tiếp tục chăm chỉ làm việc cho đến khi lên được đến tầng cao mua nhà mua xe thực hiện mơ ước của hầu hết mọi người không cần lo lắng vì tiền bạc cho đến hết đời sau đó thì sao sau đó cô đã chết quay về lại trường trung học theo suy nghĩ của người bình thường lúc này ít nhất cũng chửi thề một câu mẹ kiếp vất vả phấn đấu cả đời lại quay về con số không lần nữa còn thu xích tay chỉ thấy nhàm chán cả đời cô sống như bị che phủ bởi một màu xám thêm một lớp màu xám nữa cũng không phải là vấn đề lớn. Cậu đi đâu vậy? Ninh Cảnh Trần mới vừa bước lên cầu thang khoa tự nhiên đã thấy Thư Ca bước xuống. Chủ nhiệm tìm tớ nói chuyện, Thư Ca bày ra vẻ mặt ghét bỏ, quỷ cùng bàn của tớ nửa ngày không nói một tiếng. Thường ngày Thư Ca không phân biệt đối xử với người bình thường, thậm chí lúc đầu biết mình ngồi cùng bàn với người đứng đầu trường cô còn rất vui vẻ. Ai biết người đứng đầu đó nhìn cô không vừa mắt, hơn nữa cả người có vẻ u ám, Thư Ca dần dần không thích thu xích tay ánh mắt ninh cảnh trần trong phút chốc lạnh lẽo nhưng anh khôi phục lại vẻ ôn hòa nhanh chóng khóe môi hơi cong nói tiểu ca nói xấu người khác không tốt đâu thư ca đột nhiên rét ruông cô xoa xoa tay quay đầu nhìn theo lưng ninh cảnh trần thì thầm tớ cũng chưa nói gì mà ninh cảnh trần dừng lại trước cửa lớp ban a liếc mắt một cái nhìn thấy người ngồi phía sau đó anh giơ tay che ngực nơi trái tim đang đập rất nhanh đôi môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào thủy thủy tiểu ca đâu rồi Ninh Cảnh Trần bước vào lớp, đi đến trước chỗ ngồi thư ca, hỏi cô bạn bàn trước, à mới lên phòng giáo viên rồi, cậu không gặp cậu ấy à, Trương Thủy Thủy quay đầu lại cậu tìm cậu ấy có việc gì, tí nữa tớ nói lại cho. Ninh Cảnh Trần lắc đầu, vẻ mặt có vẻ ngượng ngùng, tôi quên mang bài kiểm tra trước, tiết sau là tiết toán, giáo viên muốn giảng bài, cậu không mượn của thư ca được đâu, ngăn bàn của cậu ấy là ổ chó. Ai có thể chịu được cảnh nhìn hốt boy xấu hổ? trương thủy thủy định tìm bài của mình đưa cho ninh cảnh trần bạn học thu cậu có thể cho mình mượn bài của cậu không ninh cảnh trần mím môi nhìn về thu xích tây trương thủy thủy đang lục lọi trong ngăn bàn dừng lại thu xích tây mặt không biểu tình nhìn ninh cảnh trần đem một đống bài kiểm tra được xếp gọn gàng cho ninh cảnh trần tự tìm đi ninh cảnh trần cẩn thận mở bài kiểm tra chậm rãi lật không giống như tìm bài kiểm tra mà như đang xem nội dung thu xích tây nhìn sách giáo khoa cau mày lật sách Tìm được rồi, Ninh Cảnh Trần lấy ra một bài kiểm tra, trả chồng giấy lại cho Thu Xích Tây, "Bạn học Thu giỏi quá, hầu hết đều được điểm tối đa. Nếu điểm toán của mình được một nửa của bạn thì tốt rồi." Thu Xích Tây vẫn đang đọc sách, nhưng cô không nhịn được nói, "75 điểm chưa đạt tiêu chuẩn." Trương Thủy Thủy ở bàn trước hét lên trong lòng, "Não của Thu Xích Tây là gì, có biết cái gì gọi là khích lệ không?" "Có kiểu nói chuyện với nam thần vậy sao? Nếu Ninh Cảnh Trần nói chuyện nhỏ nhẹ với cô như vậy," cô sẽ bay lên trời luôn. Bài kiểm tra lát nữa tan học mình đưa cho cậu được không? Ninh cảnh trần tự như không nghe thấy lời thu xích tây mỉm cười nhẹ nhàng. Để trên bàn là được rồi thu xích tay trước sau không ngẩng đầu nhìn ninh cảnh trần, ánh mắt chỉ dừng trên sách giáo khoa. Lớp nghệ thuật A. Ninh cảnh trần ngồi bên ghế cạnh cửa sổ, không có người ngồi cùng bàn, giáo viên toán trên bục giảng đang nói say sưa về các bước giải của bài kiểm tra. Anh nhẹ nhàng mở bài kiểm tra, muốn cảm nhận lực và cảm xúc của người cầm bút khi đó đúng là nét chữ nết người ninh cảnh trần nhìn những chữ được viết bởi đầu bút sắc bén ý cười dịu dàng trong mắt như tràn ra chữ y như người kia cực kỳ sắc bén Trung tan học vừa vang lên ninh cảnh trần đã chạy về lớp tự nhiên ban a có điều phòng học của ban nghệ thuật và ban tự nhiên xa nhau khi anh đến được cửa ban a thì thu xích tây đã rời đi cảnh trần đi thôi thư ca cũng ra đến cửa cậu đợi tôi ở tầng dưới một lát tôi trả bài kiểm tra trước đã ninh cảnh trần giơ tờ giấy trên tay lên được thư ca đang mắt đi mày lại với học sinh lớp bên trả lời cho có lệ ninh cảnh trần đi đến chỗ ngồi của thu xích tây không trực tiếp để bài lên bài mà ngồi vào chỗ của cô không biết nghĩ tới cái gì mà má ninh cảnh trần hơi nóng lên một lát sau anh cầm lấy bút của thu xích tây để trên bàn lấy giấy viết một câu đem giấy với bài kiểm tra bỏ vào ngăn kéo đứng dậy nhưng ninh cảnh trần không đi ngay anh lấy trong túi ra một vật, cũng bỏ vào ngăn kéo. Đến lúc xuống tầng dưới, trên hành lang, thư ca bộ dạng như chim khổng tước xuề đuôi. Ninh cảnh trần trao mày, bạn cậu đâu rồi, thủy thủy hả, đi trước rồi, thư ca quay đầu lại, vừa rồi cô ấy nói cậu tới tìm tớ, còn nói không gặp được tớ. Ninh cảnh trần dương mắt nhìn thoáng qua thư ca, thế nào, cắt, thư ca nhún vai, xung quanh không có ai thì lạnh nhạt với tớ như vậy, mệt tớ vừa rồi còn thay cậu yểm trợ, hai người từ từ đi khỏi trường, thư ca vẫn không ngừng tớ còn nói sao phân ban rồi cậu ân cần với tớ như vậy hóa ra cảm tình là vì người khác ninh cảnh trần phớt lời những lời phàn nàn của cô cuối tuần mời cậu đi ăn vậy còn được nhưng mà cuối tuần tớ có hẹn rồi thư ca cà lơ phất phơ ra vẻ quyến rũ học sinh mới chuyển trường đặc biệt thích hợp với việc ăn uống của tớ buổi chiều thu xích tay không đi học xin nghỉ nửa buổi mẹ cô phát sốt thu xích tay dán miếng hạ sốt cho bà chờ tới 2 giờ vẫn không thấy tốt hơn màu dịch lọc cũng không đúng bệnh lâu thành bác sĩ thu xích tay chăm sóc mẹ nhiều năm như vậy tình huống nào cũng biết nên không quá hoảng hốt sau khi dọn dẹp đỡ mẹ dậy xuống lầu kêu xe đi bệnh viện có khoản tiền có thể tiết kiệm nhưng tiền cho mẹ thì không thể tiết kiệm được có nhiễm trùng nhẹ không có gì quan trọng bác sĩ sau khi kiểm tra nói an ủi cô những bác sĩ này đều biết thu xích tay nhìn cô lớn lên đứa nhỏ này trưởng thành hơn so với người khác cha cô không chịu nổi gánh nặng này đã bỏ chạy, bỏ lại hai mẹ con cô. Lúc ấy Chương Minh Hủy chạy lên sân thượng bệnh viện để tự sát, được người tới cứu, đứa nhỏ này không khóc không gây ầm ĩ, tìm bác sĩ hỏi rành mạch về bệnh, chăm sóc sau này thế nào, bình thường yêu cầu thế nào, tất cả đều hỏi rất kỹ càng. Đến bây giờ hai mẹ con vẫn còn sống, chỉ là tinh thần Chương Minh Hủy lúc xấu lúc tốt, mới vừa kiểm tra, Chương Minh Hủy đã đòi về. Thu xích tay lấy thuốc, đóng tiền xong, đưa mẹ trở về trước cửa bệnh viện luôn có ít người bán hàng rong bây giờ trời tối mọi người cũng không còn ai thu xích tây để chương minh hủy đứng chờ ở cửa đi vào siêu thị nhỏ làm phiền các nhỏ giúp thu xích tây đưa khoai tây cho nhân viên siêu thị nhân viên nheo mắt không rõ ý định cô nhìn củ khoai tây trước mặt cắt một củ này một củ thôi thu xích tây lặp lại cắt thành lát giúp người nhân viên bực bội nhận củ khoai tây cắt thành ba miếng thu xích tây không quan tâm đến cảm xúc của nhân viên đó nhặt khoai tây cho vào túi xách về chỗ mẹ cô chương minh hủy đứng trước bệnh viện có chiếc xe phía sau bấm còi nhưng bà không nhúc nhích thu xích tây chạy tới kéo mẹ sang một bên cả buổi chiều không uống nước nên giọng cô khàn khàn có xe phía sau chương minh hủy lẩm bẩm thà chết còn hơn mỗi lần ra khỏi bệnh viện chương minh hủy đều lặp lại câu này thu xích tây cũng đã quen với nó suy thận không làm người ta chết ngay lập tức nhưng làm người ta tiêu dần ý chí sức lực huống hồ chương minh hủy bị chồng bỏ rơi đã bị đả kích rất lớn tinh thần không còn bình thường thu xích tay cầm tay mẹ lấy khoai tây cắt lát đắp lên mu bàn tay có thể giảm sưng trước kia có bác gái chung phòng bệnh chỉ dậy chúng ta về nhà thôi thu xích tay nói với giọng khang khang tiểu ca tớ nghe nói học sinh mới chuyển trường ở lớp bên cạnh đến từ thành phố vê đúc có người đưa cậu ấy đến trường trương thủy thủy vẽ mặt nhiều chuyện quay đầu lại nhìn thư ca đang chăm chăm nhìn chỗ trống của thu xích tay sao vậy thư ca thu hồi ánh mắt không có gì vừa rồi cậu nói gì học sinh mới chuyển trường kia cậu biết không rất đẹp trai trương thủy thủy rất khí thế tớ muốn theo đuổi cậu ấy đừng có mơ cậu ấy là của tớ thư ca đá chân vào ghế trước ngã người ra sau bàn trương thủy thủy ngạc nhiên cậu đã có ninh cảnh trần thư ca xì một tiếng chúng tớ khi nào thì ở bên nhau lời đồn vậy cậu cũng tin là thật à sao lại là lời đồn chính tớ thấy tận mắt mà trương thủy thủy đứng lên xoay người đối mặt với thư ca ninh cảnh trần đi với cậu rất gần gũi cậu thấy cái gì chúng tớ hôn môi hay nắm tay thư ca trợn mắt hôm nay tâm tình cô không tốt này trương thủy thủy bị sốc bởi lời lẽ của cô hồi lâu sau mới nói tớ cũng không thấy cậu phủ nhận mà được rồi đừng nói điều này trước mặt người khác thư ca nhìn người ở cửa đẩy trương thủy thủy ra nằm gối tay lên bàn thư ca thay ninh cảnh trần trắng đào hoa đã thành thói quen từ trước đến nay cô không phủ nhận chuyện này, hiện tại có ai coi trọng cô đâu, đêm qua chương minh hủy kêu khó chịu cả đêm, chỗ này đau chỗ kia đâu, thu xích tay cả đêm không ngủ. Hôm nay đến trường, vẻ lạnh lùng còn thêm mấy phần, ngồi trên chỗ mình, thu xích tay đem cặp sách nhét vào ngăn bàn, lại sờ soạn lấy ra một đồ vật nhỏ, cô nhíu mày chạm vào nó, là một thanh chocolate, giống thanh hôm đó ninh cảnh trận đưa cô như đúc, thu xích tay nhìn chăm chăm thanh chocolate trong tay không khỏi hướng mắt qua bên cạnh, thư ca không kịp thu hồi ánh mắt, nhìn cái gì, thư ca chột dạ hừ một tiếng, giờ tay trái lên che mặt, quay óc lại thu xích tay, không thể để Ninh Cảnh Trần biết cho cô lết lần trước là do cô ăn được. Nói cũng buồn cười, Ninh Cảnh Trần cư xử luôn ôn hòa, cả ngày đều có nụ cười bên môi, thật ra sâu trong lòng thư ca lại có chút sợ anh, thu xích tay thu hồi ánh mắt, đem đồ đạc lấy được trong ngăn kéo ra ngoài, trên bài kiểm tra được trả về còn có dán tờ giấy có dòng chữ cảm ơn. Sau đó còn vẽ một cái mặt cười, trong đầu thu xích tay hiện lên nụ cười của Ninh Cảnh Trần, cô xì trong lòng, quý công tử thích diễn xuất, xé tờ giấy vo lại thành nắm vứt vào chỗ sâu trong ngăn kéo, thu xích tay dừng lại, tiện tay ném thanh chocolate đắt tiền vào luôn, thư ca đang lén lút quan sát, thấy vậy không nhịn được đem điện thoại ra, nghiêng người nhắn cho Ninh Cảnh Trần tin nhắn, thư ca, người đó không ăn chocolate của cậu ném thẳng vào ngăn bàn rồi ninh cảnh trần không trả lời thư ca cũng đem chuyện này vứt ra sau đầu có rảnh thì truyền giấy nói chuyện với bạn trước về lớp nào có năm sinh loại nào chúng ta có hai tiết kiểm tra các bạn đem sách để lên bàn giáo viên hóa học vừa đi vào lớp vừa nói lớp trưởng giúp thầy phát bài kiểm tra thư ca đứng dậy đi lên bục giảng lấy chồng bài kiểm tra phát chúng ra lớp khoa học ban a có điểm số tốt nhất trong trường học sinh gia đình có gia thế lớn đang xen nhau lớp trưởng đương nhiên là người có gia thế tốt nhất, thành tích cũng tốt, huống hồ thư ca lại nổi tiếng. Năm hai chương trình học không hợp lý, một số môn tách ra thi riêng, đề bài cũng nhiều, hai tiết dạy học không đủ thời gian cho một bài kiểm tra thông thường, chiếm thêm thời gian nghỉ giữa các tiết, thu xích tay cầm bài kiểm tra, điền tên lên, đối mặt với đề bài ngẩn người một hồi, cuối cùng dùng thời gian một tiết hoàn tất bài kiểm tra, dụi dụi mắt, thu xích tay nhíu mày gục lên bàn ngủ, thư ca viết được một lát, quay cái đầu cứng nhắc của mình, cảm giác bị nghiền nát dâng lên. Lúc thu xích tay lật trang giấy, thư ca vẫn đang làm mặt đầu tiên, cô nghĩ thu xích tay chỉ đang đọc câu hỏi, kết quả cả buổi cũng không nghe tiếng lật giấy lại, chỉ có tiếng mỏi bút sàn sạc trên giấy, thư ca còn nghi ngờ rằng cô ấy còn không đọc đề. Nhìn những học sinh đang chăm chỉ làm bài, việc thu xích tay nằm sắp xuống bàn dĩ nhiên bị bị thầy giáo nhìn thấy, thầy hóa nhìn cô từ bục giảng rất lâu cũng không thấy cô ngồi dậy. Thu xích tay viết xong liền nằm bò ra bàn, đè lên hơn nửa bài kiểm tra, còn hơn nửa rủ xuống bàn. Giáo viên hóa đi xuống bên cạnh cô, định đánh thức cô dậy, ánh mắt dừng lại nơi nửa bài thi bên bạn là mặt sau bài làm. Bài kiểm tra này giáo viên hóa đã làm, dĩ nhiên biết đáp án chính xác. Thầy liếc thấy không có vấn đề gì, những câu hỏi khó phía sau hình như cũng đã làm xong hết. Hít một hơi, giáo viên hóa trở lại buộc giảng, không đánh thức người dậy. Mất bao lâu để thầy làm xong bộ đề này? Ít nhất cũng 45 phút bài kiểm tra lớp khoa học tự nhiên ban A rất nhiều, trường học thống nhất bài kiểm tra, giáo viên sẽ giải trước, làm xong thì học sinh tự mình đối chiếu đáp án hoặc giao cho đai di biểu môn của lớp sửa một chút là được, giáo viên không giảng, càng không lấy hai tiết học ra để làm bài kiểm tra, đến kỳ thi đặc biệt. Giáo viên các môn sẽ lấy bài kiểm tra khó đưa cho học sinh làm, loại đề bài này mới giảng lại. Ninh Cảnh Trần đến lớp A mới biết lớp đang làm kiểm tra, không có cách nào lấy lý do gì để tới. Từ cửa kính thấy Thu Xích Tây nằm bò ra bàn ngủ, Ninh Cảnh Trần thấy nhói nhói lòng, sao lúc ngủ cô ấy cũng nhíu mày. Thu Xích Tây không biết bị người khác chú ý, lúc giáo viên kêu nộp bài, cô tỉnh dậy, đưa nọc bài cho lớp trưởng. Tâm lý thì thích ứng với việc sống lại nhưng cơ thể thì hình như chưa thích ứng, Thu Xích Tây vẫn còn buồn ngủ nghỉ ngợi. Hơn 10 tuổi Thu Xích Tây đã có khi cả đêm không ngủ, cô nhớ lúc cấp 3 có thời gian bệnh của mẹ cô rất xấu, tối nào cũng không ngủ được, Thu Xích Tây cũng không thể ngủ. Cứ như vậy hơn cả tháng mới hết, vậy mà cô cũng không ngủ gục trong lớp, chỉ có quần thâm mắt càng ngày càng nhiều. Thu xích tay hình như đánh giá thấp hậu quả của việc trọng sinh, trong lớp cô càng ngày càng buồn ngủ. Cũng may là thành tích của cô không bị tụt xuống, ngược lại còn tốt hơn so với trước kia, các giáo viên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Ngồi cùng bàn với cô, Thư ca là người đầu tiên phát hiện ra việc này, Thư ca thường quan sát cô bằng ánh mắt lạ lùng khi cô ngủ thư ca không thể hiểu sao ninh cảnh trần lại thích một người thế này muốn tiền không có tiền diện mạo cũng bình thường thậm chí còn rất âm trầm ưu điểm duy nhất chắc là thành tích tốt tiểu ca tối thứ bảy cậu muốn đến nhà tôi à ninh cảnh trần hỏi cô khi trên đường đến trường mặc dù tớ có cuộc hẹn nhưng tớ vẫn có thời gian buổi tối thư ca cười rất gian máy chơi game nhà cậu khủng tớ chơi chưa đã ghiền cậu đến vào tối sau đi tối mai tôi có việc ninh cảnh trần từ chối cậu có thể có việc gì chứ thư ca dường như không chấp nhận nổi gia đình cô rất nghiêm khắc ở nhà không tự do từ nhỏ cô đã thích đến nhà ninh cảnh trần nói họ là thanh mai trúc mã không bằng nói là do thư ca mà ra cứ vậy đi ninh cảnh trần cười nhẹ nhàng như cũ nhưng mà không nghĩ tình chút nào không phải cậu muốn làm gì vậy thư ca bám riết không tha ninh cảnh trần trước sau không thèm để ý mãi cho tới khi mỗi người tự ngồi xe đi về tối thứ bảy là thu xích tây đi làm thêm ở quán ăn cô giúp chương minh hủy làm lọc màn bùng xong mới đi về phía chợ đêm đi tới nơi chợ đêm cũng vừa mở cửa người cũng chưa đông rất nhiều tiệm chủ quán mới đem đồ đạc ra bày biện thu xích tay đi vào quán ăn mình làm công ông chủ đã nổi lửa tiểu thu cháu lại đây giúp làm đồ nướng đi ông chủ chỉ bàn đồ ăn khách đó muốn hơi nhiều thức ăn ánh mắt thu xích tay dừng ở vị khách duy nhất trong quầy nhìn một lát rồi thu hồi ánh mắt mặt tạp về đảo thang bắt đầu nướng mấy mâm thức ăn trước mắt Lượng đồ ăn đúng là nhiều, chắc chắn là khách đã đặt mỗi loại một phần. Vị nướng không chứa được nhiều, Thu Xích Tây chỉ có thể nướng từng chút rồi để lên bàn, đem qua. Găng tay trong hộp, sau khi đặt đĩa đồ ăn lên bàn, Thu Xích Tây chỉ một cái hộp gỗ. "Cảm ơn," Ninh Cảnh Trần ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt anh chứa đầy ánh sao nhỏ, nói nhỏ, "Tiểu ca nói bên này đồ ăn rất ngon, không biết bạn học Thu làm thêm ở đây." Lấy cớ vụng về vậy, người bình thường nghe là biết ý định của Ninh Cảnh Trần thịt nướng ngồi ăn không ngon thu xích tay mặt không cảm xúc thực tế đối với ninh cảnh trận ngốc nghếch ngọt ngào vậy là hiểu thêm một chút khó trách lại bị thư ca xoay lòng vòng đến cả cô là người không hay nhiều chuyện còn biết được mọi người đều nói về thư ca thế này thế kia mà anh lại vẫn ở bên thư ca thời gian trôi qua nhanh khu vực xung quanh bắt đầu náo nhiệt lên bà chủ cũng ra giúp đỡ thu xích tay lật cánh gà nướng rắc gia vị ánh mắt dừng ở phía đối diện Người đó ngồi chậm rãi cắn sâu thịt nướng trong tay, có vẻ anh không quen ăn mấy thứ này, vùng về không rút ra được, loay hoay một hồi cuối cùng lấy nĩa lấy từng miếng ra, để xuống dĩa, cũng phải, công tử quý tộc sinh ra đã ngậm thì vàng làm gì có chuyện ăn mấy món này, chắc là vì thư ca thích nên muốn thử xem đồ ăn mà cô ấy thích như thế nào thôi, yêu đương không phải là thích làm vài chuyện ngu ngốc sao, thu xích tay cầm mâm đồ ăn đi về phía ninh cảnh trần, trong lòng không chút nào lăng tăng nghĩ ngợi bạn học thu giọng ninh cảnh trần âm cuối hơi mềm đáy mắt như có nước ở đây có nước không ánh mắt thu xích tay dừng trên đôi môi đỏ hồng của anh rồi chuyển mắt đến bàn tay mình đang bị anh nắm buông ra ninh cảnh trần nhanh chóng thả tay ra mặt mũi nhăn nhúm lại mấy thứ này cây chỉ có bia không có nước mấy quán ăn khuya chỉ bán bia ăn đồ nướng uống bia lạnh là đúng kiểu ở đâu ra nước ninh cảnh trần thở ra một hơi đôi mắt nheo lại nhìn thu xích tay như muốn khóc chờ thu xích tay lạnh lùng nói không ăn được còn chạy tới đây tự chuốt khổ nổi tiếng ở chợ đêm là bia lạnh và thịt nướng thu xích tây đi ra ngoài mua nước lạnh ở cửa hàng gần đó cô quay lại rất nhanh chưa đến 10 phút ninh cảnh trần còn ngồi ở đó lưng anh gầy thẳng dáng vẻ sạch sẽ không phù hợp lắm với chợ đêm này nước đây thu xích tây đặt nước lên bàn không dừng lại đi ngang qua bàn khách đưa đồ ăn khui bia ninh cảnh trần chạm vào chai nước hơi hơi mỉm cười lúng đồng tiền hiện ra bởi vì trên bàn đầy đồ ăn mà anh kêu, không ai đến ngồi cùng, chỉ có mình ninh cảnh trần. Anh ăn chậm, thịt nướng gần như không vơi đi. Vừa rồi lúc thu xích tay đi cũng không để ông chủ biết. Chống cầm, ninh cảnh trần vừa từ từ ăn vừa nhìn thu xích tay, thấy cô phục vụ đồ ăn, có khi lại nhíu mày. Chợ đêm sôi động nhất chỉ vài giờ, 12 giờ hơn mọi người cũng bắt đầu tan dần, chỉ còn ít bàn còn ở lại, nói chuyện ồn ào, dưới chân là đóng chai bia. Ninh Cảnh Trần đúng là không thường tới những chỗ thế này, không quen với sự ồn ào của mọi người. Nhưng anh không đi, lại còn gọi tiếp vài món ăn. Mấy thứ này có thể dọn bớt. Ninh Cảnh Trần chỉ cho ông chủ những thứ trên bàn. Được ông chủ đồng ý, quay đầu gọi Tiểu Thu qua đây giúp khách dọn bàn. Thu xích tay mới từ phía sau dọn đóng mâm. Nghe vậy đi về phía Ninh Cảnh Trần dọn hết mấy thứ này, những thứ trên bàn gần như không vơi đi bao nhiêu. Ninh Cảnh Trần liếm môi dừ, nguội hết rồi. Có quá nhiều đĩa hết cái này đến cái khác đặt chúng vào thùng để trên đất thu xích tây phải mất một thời gian cảm ơn vì đã mua nước ninh cảnh trần mỉm cười thu xích tây không nói gì vùi đầu thu dọn trong lòng tính toán mấy giờ mới về được bên cạnh còn hai bạn xem chừng còn một thời gian nữa mới đi ninh cảnh trần cũng không để ý nhìn thu xích tây rời đi lát sau cô mang đồ ăn mới xào xong đến bạn học thu ninh cảnh trần kéo tay thu xích tây lần nữa hơi ấm lòng bàn tay lướt qua da, có nhiều đồ ăn quá, cậu ngồi xuống cùng ăn với mình được không? Xung quanh không còn khách gọi đồ ăn, ông chủ cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Nếu ăn không hết thì có thể đổ, thu xích tay không nghĩ ngợi đã từ chối, né tránh ninh cảnh trần gần như đã là bản năng. Ninh cảnh trần thả tay ra, rủ mắt nói nhỏ, xin lỗi, mình không, ăn xong về nhà sớm đi, thu xích tay cứng rắn chuyển đề tài. Cô không có bất kỳ mối quan hệ nào với ninh cảnh trần ở kiếp trước, ai ngờ anh lại là người tổ chức tang lễ cho mình làm cho khi sống lại thu xích tây không thể đối xử với anh như trước đây cô luôn thấy như mình nợ anh ừ ninh cảnh trần lại mỉm cười ánh mắt mềm mại rơi trên người thu xích tây trở về nhà chương minh hủy đã ngủ thu xích tây đi lại nhẹ nhàng không tiếng động chương minh hủy luôn ngủ không sâu căn bệnh dày vò khiến bà mất ngủ thường xuyên thu xích tây mua một ít tinh dầu để đốt đắt mà còn rất khó mua may là có một bác gái ở quê chuyên làm tinh dầu kiểu này, thu xích tây lấy ra một khoản tiền nhờ bác làm mang đến. Học bổng trong trường, giải thưởng các cuộc thi đều dành cho trương minh hủy. Ngoài ăn uống, văn phòng phẩm cùng vài cuốn sách tham khảo, thu xích tây không mua bất kỳ thứ gì. Trong phòng ngoài đồ trang trí chỉ đặt cái giường. trương minh hủy cả người chỗ nào cũng đau, nếu thu xích tây ngủ cùng bà thì không tránh khỏi đụng phải bà. thu xích tây đơn giản ngủ luôn dưới đất đời trước cô ngủ ở đó đến khi đậu đại học việc học nhờ có kiến thức của đời trước nên thu xích tây không quá căng thẳng chủ yếu vẫn là vấn đề tiền bạc mặc dù thuốc của trương minh hủy chưa từng bị ngừng nhưng dinh dưỡng lại không đủ sau này thu xích tây có tiền đưa bà đi trị liệu cũng không kịp nữa nhất trung có học bổng các kỳ thi lớn nhỏ đều có phần thưởng thu xích tây chỉ có thể trả tiền thuốc cho trương minh hủy đời trước cô không dám thả lỏng dù chỉ một chút chỉ sợ thành tích đi xuống ngoài giờ làm thêm cuối tuần mọi thời gian đều ở trường học chăm chỉ học hành. Nhìn bài kiểm tra có điểm số tuyệt đối, thu xích tay suy nghĩ, tính toán tìm việc làm thêm khác. Bài kiểm tra này hơi khó, làm kém cũng bình thường, nhưng các em phải suy nghĩ lý do tại sao mình làm không được. Giáo viên hóa nhìn đám học sinh quể oải bên dưới, vỗ bàn thu xích tay làm bài được điểm tối đa, các em vẫn còn thả lỏng quá, nghiên cứu bài học không sâu sắc, thầy vừa dứt lời, thu xích tay giơ tay lên, giáo viên hóa gật đầu với cô thưa thầy, em bị đau bụng, muốn xin nghỉ tiết sau. Buổi trưa chỉ có 2 giờ nghỉ, không đủ thời gian đi tìm việc làm thêm, đi đi, giáo viên hóa không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Một tiết dĩ nhiên không đủ, sau đó còn 2 tiết nữa mới tan học, ở lớp 11 đa số các tiết học liên tiếp nhau, thuận tiện cho giáo viên. Thu xích tay đến phòng giáo viên xin giáo viên vật lý nghỉ học hai tiết sau rồi đi ra cổng. Không được, muốn ra ngoài phải có sự đồng ý của giáo viên chủ nhiệm chú bảo vệ trường không cho cô ra ngoài lâu rồi không có ở trường học nên cách thức xin nghỉ thu xích tây cũng quên cô quay lại đi thẳng qua khu lớp học thu xích tây đi tới bức tường gần cửa sau ngửa đầu nhìn chiều cao bức tường cảm thấy cô khó có thể trèo qua trốn học hả đột nhiên phía sau có hai người nam sinh đi tới cười hì hì với thu xích tây thu xích tây lạnh lùng liếc qua không tỏ vẻ hoảng sợ vì bị bắt gặp Thời gian này xuất hiện ở tường này cũng không phải học sinh tuân thủ kỷ luật gì, quả nhiên người tóc vàng cười hì hì nói, bên này tường cao, rất khó leo, vòng qua bên phía sau tòa nhà thể dục có bức tường dễ trèo hơn, thu xích tay đi theo họ đến bức tường trốn học kia, ở đó cho lõm vào một chút, khác biệt với những bức tường xung quanh. Bức tường này do học sinh học thể dục trốn học, năm này qua năm khác nó thấp hơn những chỗ khác, rất tốt để leo ra tóc vàng dẫn đầu trèo lên thu xích tay chắc trong bản chất cũng không phải là học sinh ngoan tay chân cô trèo tường rất thuần thục cậu muốn đi đâu tới tiệm nét chơi hả tóc vàng thấy rất hứng thú với thu xích tay đám người họ trốn học suốt ngày rất quen thuộc với những người trèo tường chung hôm nay mới thấy khuôn mặt mới thu xích tay nhướng mày tìm công việc bán thời gian tìm việc làm thêm tóc vàng lắp bắp kinh ngạc cái này đúng là mới mẻ với cậu học sinh nhất trung mà muốn tìm việc làm thêm lại còn trốn học đi ra nữa cậu tìm việc làm thêm thế nào anh liễu ở tiệm nét đang cần quản lý mạng nam sinh bên cạnh tóc vàng đột nhiên lên tiếng tóc vàng vỗ tay một cái đúng rồi vừa hay tiện đường có muốn đi qua xem thử không quản lý mạng thu xích tay nhíu mày nghĩ nghĩ đi theo họ trên đường đi tóc vàng bắt chuyện tớ tên triệu duy hắn là tôn vĩ quan cậu tên gì thu xích tay ừ đợi lát nữa cậu xem quản lý mạng có hợp với mình không nếu cậu muốn làm tớ nói với anh liễu cho triệu duy cười hi hi ra vẻ anh em tốt cậu thấy thu xích tây rất thú vị người trong hội sẽ có cảm giác như nhau cô bạn cùng trốn học này lại có vẻ không giống vậy tôn vĩ quan bên cạnh ngạc nhiên hỏi thu xích tây cậu là lớp khoa học tự nhiên ban a thu xích tây thu xích tây không giấu giếm gật đầu các cậu biết nhau à triệu duy kỳ là hỏi hai người họ từ cấp 2 đã kết bè quậy chung với nhau vậy mà có người tôn vĩ quan biết mà cậu lại không biết tôn vĩ quan thở dài triệu đại ca à tốt xấu gì cậu cũng chú ý đến việc học một chút chứ bạn học thu là người đứng đầu trường mình trường hợp của thu xích tây tôn vĩ quan cũng có nghe qua vậy thì tìm việc làm thêm cũng không có gì lạ chỉ là không nghĩ người đứng đầu trường cũng trèo tường trốn học cậu triệu duy nhìn từ trên xuống dưới thu xích tây đứng đầu năm nay không bạn học thu hình như từ khi đi học luôn đứng đầu tôn vĩ quan ngưỡng mộ đầu óc bạn với chúng ta nhất định không giống nhau Triệu Duy cười nhạo có thể giống nhau sao? Trong đầu cậu toàn là nước, hai người đem đề tài nói tới xa vạn dặm, cuối cùng cũng đi tới tiệm nét. Cậu vào đây với tớ, tớ dẫn cậu đi gặp anh Liễu. Triệu Duy quay đầu lại nói với Thu Xích Tây, quán nét không dơ như tưởng tượng, hoàn cảnh không tồi, được quét tước sạch sẽ, thiết bị thông gió cũng tốt. Anh Liễu ở trên lầu 2, Thu Xích Tây theo Triệu Duy đi lên, nhìn thấy một thanh niên khoảng hai mấy tuổi ngồi bên máy tính đang pha trà. Anh Liễu em tìm quản lý mạng cho anh nè triệu duy cười hi hi ngồi xuống đối diện anh liễu cầm chén trà lên uống quản lý mạng gì ánh mắt anh liễu dừng trên người thu xích tay mấy hôm trước anh nói anh thiếu quản lý mạng bạn học em có thời gian nè triệu duy chỉ chỉ tay về phía thu xích tay anh liễu nhướng mày con gái triệu duy nheo nheo mắt anh liễu à anh là phân biệt giới tính nha chủ tịch mau nói phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời đó bạn học cậu là phụ nữ sao anh liễu cười Rốt cuộc là người quen, anh Liễu cũng không làm khó, nói thời gian quản lý cần, hỏi Thu Xích Tây có được không? Từ thứ hai đến thứ sau, từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối, miễn phí internet, anh Liễu đánh giá đồng phục trên người Thu Xích Tây được không? Một tuần 5 ngày, Triệu Duy quay đầu lại nhìn Thu Xích Tây. Tuy cậu là người quen trốn học nhưng cũng không dám trốn 5 ngày một tuần, cậu mới trốn học tổng cộng có 5 ngày, còn trốn 5 ngày một tuần thì về nhà sẽ bị ba mẹ cậu đánh chết vâng thu xích tây đồng ý lúc xuống lầu triệu duy khuyên thu xích tây suy nghĩ lại trốn hai ba ngày thì còn đỡ cậu trốn học mỗi ngày sẽ quá rõ hai ba ngày trốn học cũng là trốn trốn học mỗi ngày cũng là trốn có khác nhau gì đâu thu xích tây không muốn bỏ việc làm thêm này một tháng có bốn nghìn số tiền không nhỏ hơn nữa việc học lại cũng nhàm chán thu xích tây sống lại một lần không muốn thời gian lãng phí trên lớp huống chi thân thể mẹ cần bổ sung dinh dưỡng triệu duy lo lắng sốt ruột nhìn thu xích tây lắc đầu học bá suy nghĩ đúng là khác với bọn học tra như cậu việc làm thêm ở tiệm nét bắt đầu vào tuần sau tuần này thu xích tây vẫn đi học như bình thường có hai tiết thể dục chiều thứ tư tiết một là học tennis thời gian còn lại giáo viên cho học sinh hoạt động tự do bên lớp b cũng học thể dục hai lớp ở cùng một chỗ nên sân thể dục không vắng thu xích tây lại buồn ngủ tìm chỗ ngồi định ngủ một lát ngay lúc cô sắp ngủ cách đó không xa có hai người đang nói chuyện. Từ trước tới nay Thu Xích Tây vốn không quan tâm những chuyện nhiều chuyện thế này, nhưng có cái tên rơi vào tai cô khiến cô ngẩng lên nhìn. Thư ca, đừng nhúc nhích, ở đây có cái gì nè, một nam sinh đẹp trai đứng trước mặt Thư ca. Hai người đứng rất gần, Thu Xích Tây mơ hồ chỉ nghe được tiếng nói rất nhỏ, lực chú ý của cô dừng trên nam sinh đối diện Thư ca. Cô biết người này, Chu Lan Bân, tương lai là người mẫu nam hàng đầu trong nước, cùng Thư ca vẫn luôn dây dưa không rõ. Thu xích Tây nhíu mày, cô không ngờ rằng từ năm thứ hai cấp ba thư ca đã quen với Chu Lan Bân. Trong chớp mắt, Thu xích tay nghĩ tới Ninh Cảnh Trần, thì ra nghe từ lúc này anh đã bị thư ca lừa dối. Kiếp trước Ninh Cảnh Trần có ý tốt với cô, Thu xích Tây không bao giờ quên, huống hộ kiếp trước cô cũng luôn coi thường thư ca. Chắc Ninh Cảnh Trần có thời khóa biểu của thư ca, lúc họ vừa học xong tiết thể dục, anh liền chạy tới lớp khoa học tự nhiên ban A, tiểu ca, lát nữa tan học tôi tới tìm cậu. Ninh Cảnh Trần đến đây cũng không có việc gì, chỉ nói vài ba chuyện phím với thư ca. Thu xích Tây không nhìn hai người, trong đầu lại có vô số suy nghĩ. Cô cho rằng Ninh Cảnh Trần rất thích thư ca, cho nên thời gian ngắn nghỉ giải lao đã chạy từ tòa nhà ban nghệ thuật học xong bên ban tự nhiên này để gặp mặt một lần. Còn thư ca thì chưa bao giờ đi tìm Ninh Cảnh Trần lúc tan học. Không biết tại sao Ninh Cảnh Trần không nhìn ra đối phương không hề để ý đến anh, thư ca một chân đạp hai thuyền mà không hề có vẻ xấu hổ. Thu xích tay khép sách lại, ý bực bội hiện rõ. Bạn học Thu, chúng tớ ồn ào quá à, Ninh Cảnh Trần dừng nói chuyện với Thư Ca, nghiêng đầu hỏi, Thu xích tay lấy cuốn sách khác, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi, nếu tôi nói ồn thì cậu có thể không tới nữa sao? Nè, Thu xích tay, cậu nói chuyện đừng quá đáng nhé, Thư Ca quay lại vẻ tức giận, Thư Ca dĩ nhiên biết Ninh Cảnh Trần tìm tới cô là vì muốn nhìn thất Thu xích tay, ai biết Thu xích tay dầu muối không ăn, Ninh Cảnh Trần còn mệt mỏi dài dài thu xích tây nhìn ninh cảnh trần lôi tay thư ca với vẻ mặt chán ghét tiếng chuông vào lớp vang lên bầu không khí căng thẳng giữa ba người bị phá vỡ sau giờ học thu xích tây ra khỏi lớp vô tình thấy thư ca nói chuyện với chu lan bân ở lớp bên cạnh hai người đứng rất gần nhau thu xích tây trước nay không thích xen vào việc của người khác chỉ là hình ảnh ninh cảnh trần ngồi trước mộ cô đổ hoe mắt cứ quanh quẩn theo thường lệ sau tiết hai ninh cảnh trần sẽ tới tìm thư ca ngày hôm sau ngay khi chung tan học vừa reo thu xích tây liền đứng lên đi ra ngoài quả nhiên trên đường gặp ninh cảnh trần đi tới đụng mặt thu xích tây cũng làm ninh cảnh trần bất ngờ thu xích tây còn thấy anh lui lại một bước nghĩ anh vì chuyện hôm qua mà không thích mình thu xích tây hơi bực bội nhưng không thể hiện ninh cảnh trần vẫn như thường lệ khóe môi cong cong như trời sinh lúc nào cũng cười anh gật đầu với thu xích tây muốn đi tiếp về lớp khoa học tự nhiên thấy hai người sắp đi vượt qua nhau thu xích tây nắm lấy cánh tay ninh cảnh trần mắt ninh cảnh trần mở to ngạc nhiên nhìn thu xích tây nụ cười bên môi quên mất phải giữ thế nào thu xích tây bực bội nhăn mày không nói rõ thư ca với chu lan bần lớp kế bên rất thân mật cậu để ý đi ninh cảnh trần hơi giật mình trong đầu nhanh chóng nhớ lại thư ca mấy ngày trước bình phẩm nam sinh thế nào với mình cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ khó tin với mất mát tiểu ca cậu ấy thích người khác ninh cảnh trần dường như không tin được giọng nói lộ vẻ buồn bã thu xích tây không hối hận khi nói điều đó trong mắt người khác chỉ thấy thư ca với chu lan bân thân thiết còn cô thì biết họ còn dây dưa với nhau rất lâu thời gian tới bảy tám năm vốn dĩ không được thoải mái lắm khi thu xích tay quyết định tới tìm ninh cảnh trần buông tay anh ra cô định bỏ đi đừng đi ninh cảnh trần lôi tay thu xích tay rũ mắt lông mi đen nhánh run run môi giật giật mấy lần muốn nói rồi lại thôi thu xích tay kiên nhẫn đợi không lấy tay ra khỏi ninh cảnh trần có thể cho anh nhìn thấy bộ mặt thật của thư ca là được qua hồi lâu sau, Ninh Cảnh Trần ngước nhìn Thu Xích Tây, đôi mắt anh đỏ hoe giống như muốn khóc cậu, phát hiện ra lúc nào. Mấy ngày trước Thu Xích Tây mặt mày vô cảm, Thư Ca là người quen biết nhiều, chắc chỉ là bạn bè với cậu ấy, Ninh Cảnh Trần miễn cưỡng, bạn học Thu chắc là hiểu lầm, tin hay không tùy cậu, Thu Xích Tây lạnh lùng nói, cô không mong Ninh Cảnh Trần hoàn toàn tin tưởng lời mình nói, nhưng cũng không ngờ Ninh Cảnh Trần lại tự mình phủ nhận vậy. Ninh Cảnh Trần tiếp tục kéo tay Thu Xích Tây, Lắc đầu nhưng không có bằng chứng, có bằng chứng thì tin. Thu Xích Tây nhớ tới những tin tức bị che giấu, cô không nên tới nhắc Ninh Cảnh Trần, nhìn dáng vẻ anh sẽ lại bịt tai trộm chung tự lừa dối bản thân thôi. Thu Xích Tây chỉ không muốn làm trái lương tâm, cô nhất thời xúc động mới làm ra việc không phù hợp tính cách mình như thế này. Ninh Cảnh Trần mím môi nói với Thu Xích Tây, "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở." Nói xong, vẻ mặt thất hồn lạc phách quay về tòa nhà khoa nghệ thuật. Thu xích tay nhíu mày nhìn theo bóng anh, không biết lời nhắc nhở của mình có tác dụng hay không. Thứ sáu có một cuộc thi vật lý trong tỉnh, bàn A chọn ra sáu người, kiếp trước thu xích tay nghỉ việc làm thêm nửa tháng tập trung ôn luyện mới được thứ hai trong tỉnh. Tuy nhiên đối với trường nhất trung đã là kỷ lục mang tính lịch sử, lần này thu xích tay thi cũng không áp lực, mặc dù không thể nhớ chính xác đề bài là gì, cô cũng đại khái biết trong phạm vi nào, ôn qua là được, giáo viên vật lý đi cùng họ, vừa ra khỏi trường thi đã hỏi mọi người làm thế nào đa số mọi người đều méo máo nói đề rất khó cuộc thi vật lý trong tỉnh nhiều hơn cuộc thi vật lý quốc gia trình độ khó hơn mấy phần cũng là bình thường kết quả một tuần sau mới có giáo viên vật lý an ủi mọi người nói rằng mọi người đều thấy khó nên đừng quá lo lắng đến thứ hai ninh cảnh trần chưa tới tiền thư ca thu xích tây tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng cô bắt đầu tính toán lớp học bỏ học vào buổi chiều cô chưa nói về việc trốn học Thu Xích Tây xin nghỉ phép với giáo viên của lớp, treo tường ra khỏi trường đến quán nét, anh Liễu tìm người tới nói với cô về công việc cụ thể, em chỉ cần chịu trách nhiệm thu tiền ở quầy, còn coi ai báo máy móc bị trục trặc, nếu không có làm gì khác, anh đưa em đi làm quen sắp xếp ở đây, công việc vốn không có gì phức tạp, Thu Xích Tây chỉ cần một buổi trưa để quen thuộc với mọi thứ. Một tuần năm ngày học, Thu Xích Tây nghỉ bốn buổi, giáo viên chủ nhiệm chậm chạp tới đâu cũng nhận được tin tức vào sáng thứ sáu lại gọi người vào phòng giáo viên lý luật đức nói thấm thía có biết hôm đó giáo viên vật lý tức giận như thế nào không nói em sa đọa sợ ảnh hưởng thành tích có khó khăn gì thì nói với thầy đừng giấu hết trong lòng không có gì khó khăn chỉ là em không có tiền thu xích tay nói bình thản trên mặt cũng không có biểu hiện gì dư thừa cô giáo phía sau vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa hai người đang ngậm trà trong miệng cũng phải phun ra lý luật đức không biết phải nói gì là chủ nhiệm lớp hoàn cảnh học sinh trong lớp ông đều biết thu xích tay gia đình nghèo khó còn có mẹ bị suy thận cần lọc máu chỉ nhiêu đó cũng biết nếu chỉ trông chờ vào học bổng với trợ cấp khó khăn của trường thì không đủ chi tiêu trước đây không có chế độ trợ cấp khó khăn chính lý luật đức là người lên thành phố xin cho thu xích tay trường học không phải tổ chức từ thiện không thể cho thu xích tay tiền mà không có lý do đây là chuyện thực tế em trốn học ra ngoài làm gì làm thêm lý luật đức bất lực hỏi thấy thu xích tây đứng đó không nói lời nào lý luật đức đã quan tâm cô hai năm nay hiểu đó là sự thật như thế này được không thầy vay tiền cho em em cứ học hành chăm chỉ ở trường lý luật đức thở dài nói học hành mới là đường ra của em sau này sau này vẫn còn đường dài để đi không thể vì khó khăn nhất thời mà từ bỏ học hành thu xích tây lắc đầu thành tích của em sẽ không giảm nhìn học sinh trước mặt dầu muối không ăn lý luật đức còn chưa nghĩ ra nói thế nào cho tốt di động trên bàn ông sáng lên Chủ nhiệm khoa nhắn cho ông, thu xích Tây đạt giải nhất kỳ thi vật lý toàn tỉnh. Này, đứng nhất tỉnh cũng không dễ lấy như vậy, trường nhị trung có người thành tích vật lý đặc biệt tốt, là ứng cử viên sáng giá nhất của cuộc thi vật lý này. Thu xích Tây thời gian này đúng là có sự tiến bộ đáng kể, trước đây tuy thành tích cũng tốt, vẫn luôn đứng nhất nhưng vẫn có không gian để phát triển hơn. Mà thành tích hiện tại gần như đã không còn chỗ để cải thiện, giáo viên lý là giáo viên toán mấy hôm nay sửa bài cho thu xích tây phát hiện cô thay đổi góc độ làm bài ngắn gọn và nhanh chóng hơn em về lớp đi chúng ta lại nói chuyện sau lý luật đức đau đầu muốn đuổi thu xích tây về em có thể xin nghỉ chiều nay không trước khi đi thu xích tây lại hỏi lý luật đức không còn cách nào khác ngoài việc mở ngăn kéo đưa ra sắp giấy nghỉ phép ký tên đưa cho thu xích tây em tự sắp xếp đi thu xích tây vừa đi khỏi giáo viên vật lý đã hào hứng đi tới lão lý ông biết ai đứng đầu cuộc thi vật lý của tỉnh chưa Lý Luật Đức mỉm cười, chủ nhiệm khoa mới gửi tin nhắn nói là thu xích tay của lớp tôi. Giáo viên vật lý tự hào, vậy ông đoán xem em ấy với người đứng thứ hai bên nhị trung cách nhau bao nhiêu điểm? Là 20 điểm, cuộc thi vật lý này rất khó, chênh lệch giữa người thứ hai bên nhị trung với người đứng thứ ba là 15 điểm. Không ai nghĩ đến việc thu xích tay giữa trời đoạt ngang thứ hạng của nhị trung, giành lấy vị trí đầu tiên còn chênh lệch đến 20 điểm. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Những người sáng suốt gần đây đều biết Thư Ca với Chu Lan bần lớp bên cạnh rất thân thiết, nóng bỏng, ở ngay lớp bên cạnh nên chỉ 10 phút giải lao. Trừ thời gian bị giáo viên kéo dài đến 2, 3 phút thì còn lại 5 phút ở bên cạnh nhau. Trương Thủy Thủy trước đây hay tám chuyện với Thư Ca, thế nhưng cũng chấp nhận điều đó, hoàn toàn thấy không có vấn đề gì. Mặc dù lúc trước mỗi lần thấy ninh cảnh trần tìm Thư Ca đều cười hiểu ý, như thể anh và Thư Ca là một đôi. Bây giờ đối với việc Thư Ca một chân đứng hai thuyền cũng không nói gì thảo nào có thể thành bạn tốt của thư ca nhiều năm sau bạn học thu nghe nói lần này thi vật lý cậu đứng đầu so với trường nhị trung kế bên còn lợi hại hơn nhiều trương thủy thủy đang trò chuyện với bạn bè đột nhiên quay đầu lại nói bạn học cũng hứng thú bừng bừng nói vì bên nhị trung kia đã học năm năm hai hai năm rồi ép nhất trung chúng ta thảm thương đem một người trở lại thi đại học lần nữa không ngờ bạn học thu lại thắng thu xích tây ở bang a không được hoan nghênh có điều đây là vinh dự tập thể bọn trương thủy thủy cũng vui vẻ theo vô thức mà tươi cười với thu xích tây có liên quan gì tới cậu không ngồi bút thu xích tây dừng lại ngẩng lên nhìn trương thủy thủy vẻ chăm chọc thu xích tây bây giờ không phải là học sinh trung học tuổi thiếu niên trải qua bao năm lăn lộn nơi làm việc thấm đẫm máu và nước mắt đã đem những ảm đạm năm xưa biến thành khí thế bức người trương thủy thủy bị khí thế thu xích tây làm sợ hãi đến quên không đáp trả một đám người nói cười trước đó bị tình huống bất ngờ này làm sững sờ ngượng ngùng nhìn nhau, từ từ giải tán, lạnh lùng nhìn đám bạn học giải tán, thu xích tay mới cúi đầu viết tiếp bài tập. Theo đề nghị của giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn đều mắt nhắm mắt mở với việc thu xích tay trốn học buổi chiều. Trốn học thì trốn học, bài tập về nhà phải làm xong, bài thi cũng phải nộp. Thu xích tay trong buổi sáng hoàn tất hết những việc này, đặt hết lên bàn, chờ bạn đại diện môn học đi thu. Dĩ nhiên nghỉ giữa giờ 20 phút không dễ gì yên ổn, một người xuất hiện ở ban A, Thủy Thủy tiểu ca đâu rồi, Ninh Cảnh Trần cầm một quyển sách bài tập toán đi tới. À, cậu ấy ra ngoài với bạn rồi, Trương Thủy Thủy chỉ về hướng cửa sổ, chắc là ở sân thể dục. Vậy, Ninh Cảnh Trần giọng điệu có phần mất mát, xê dịch bước chân đối diện với Thu Xích Tây. Anh như đang che giấu cảm xúc, lòng mi run run. bạn học Thu, có thể giảng giúp mình vài câu không? Trương Thủy Thủy cố gắng không quay đầu lại, tuần trước vì nhiều chuyện mà bị Thu Xích Tây làm cho mất mặt, cô không cần quản việc của Ninh Cảnh Trần, nhất là trước mặt Thu Xích Tây. Trương Thủy Thủy không biết, Trương Thủy Thủy cũng không dám hỏi. Cô có thể làm gì? Nói nam thần đẹp như ánh trăng kia thích cái người hung thần bàn sao sao? Cô không thể, cô chỉ là học sinh bình thường, cô không hiểu cách bác quái buôn chuyện, đúng vậy, nhất định phải như thế. Trương Thủy Thủy cầm cục tẩy trong tay, tự thôi miên bản thân, thu xích tay đối xử không giống với cách cô đối với Trương Thủy Thủy, chỉ nhàn nhạt nhìn qua ninh cảnh trần hỏi bài nào không giống các cô gái khác có giọng nói mềm mại ngọt ngào thu xích tây vì sốt cao không chữa trị kịp thời nên giọng nói bị ảnh hưởng sau khi dậy thì thì thanh quản có đỡ hơn nhưng nói chuyện vẫn mang theo kiểu khàn khàn ninh cảnh trần không ngồi vào chỗ của thư ca mà đứng thẳng bên cạnh thu xích tây không lưng nghe cô giảng bài sách bài tập thống nhất của nhà trường những dạng bài tập này đều cơ bản không khó học sinh ban a không làm loại này thường họ phải làm những dạng đề khó hơn sử dụng hai công thức này để giải thu xích tây là giáo viên giỏi dù sao trước kia cô cũng dạy qua nhiều trẻ em điền các bước làm bài trên tờ giấy nháp sạch sẽ thu xích tây còn dùng bút đỏ viết các công thức bên góc giấy ninh cảnh trần nhẹ nhàng từ diễn xuất trước mặt thu xích tây ánh mắt anh chuyển qua vị trí ngồi của thư ca không che giấu vẻ mất mát trên mặt ánh mắt thu xích tây nặng nề hiểu anh đã biết rõ hơn phân nửa tin tức của thư ca với chu Lan bân nhất thời trong lòng lại thở ra nhẹ nhàng lại vì biểu hiện của ninh cảnh trần mà cảm thấy không thoải mái như vậy còn muốn nhớ thương cô ta cảm ơn cậu bạn học thu ninh cảnh trần cất sách bài tập với giấy nháp nhỏ giọng nói cảm ơn quay người đi khỏi lớp sau khi ninh cảnh trần đi thu xích tay lại chậm chạp không viết tiếp bài tập về nhà của mình đôi mắt cô rơi trên quyển sách toán với vẻ mặt phức tạp cô nhớ kiếp trước lúc năm ba thư ca có khoảng thời gian thường xuyên ôn tập cho ninh cảnh trần bây giờ cô vạch trần bộ mắt thư ca cho ninh cảnh trần hai người nếu không biết có ảnh hưởng thành tích của ninh cảnh trần không thu xích tay ngay người nhìn quyển sách cuối cùng rút nó bỏ vào cặp cậu có đi xem phim tối thứ bảy này không thư ca nằm trên ghế sofa nhà ninh cảnh trần hỏi ninh cảnh trần ngồi trên thảm quay lại nhìn thư ca không nói gì thư ca chịu không nổi nói tớ vốn định đi với chu lang bân nhưng cậu ấy không đi nói xong người uể oải như chịu tổn thương nặng nề chờ trúc mạ tới an ủi không đi ninh cảnh trần quay đầy cúi đầu gấp ngôi sao của mình, thư ca lăn lộn xoay người trên sofa, đứng dậy hỏi cậu không có việc gì chứ, có nên cảnh trần không thèm liếc mắt nhìn thư ca, thư ca cau mày cậu có chuyện gì, sao tớ không biết. Ninh Cảnh Trần đem ngôi sao cuối cùng bỏ vào bình thủy tinh, sau đó quay lại nhìn Thư Ca, chăm chú đánh giá. Phải thừa nhận Thư Ca ở nhất trung chỉ có người này xứng đáng, mẹ cô là một diễn viên rất đẹp, sinh ra con gái tất nhiên sẽ không xấu cô ấy cho là tôi thích cậu ninh cảnh trần đem bình thủy tinh ông trong lòng thư ca ban đầu sửng sốt sau mới phản ứng kịp cô ấy trong miệng ninh cảnh trần là ai lời nói đùa mà cô ấy cũng tin thư ca tự giác kiểm điểm bản thân có thân mật quá mức với ninh cảnh trần không cậu muốn tớ thay cậu đi giải thích à ninh cảnh trần cong khóe môi má lúng đồng tiền hiện ra mi mày cong cong đẹp đẽ sáng láng giống như vương tôn công tử không cần tôi thực sự thích cậu cái gì thư ca giật mình giọng nói cao lên mấy phần làm ninh phu nhân trên lầu cũng giật mình. Ninh cảnh trần thần thái nhàn nhạt, đôi mắt đen nhún vẻ buồn bã, có điều cậu lại thích chu Lan Bân, tôi rất khó chịu. Lần trước Ninh Cảnh Trần làm ra vẻ này là hơn 10 năm trước, lấy dáng vẻ như thiên sứ mà lừa anh họ dẫn nguyên đám trẻ con đi thành phố ép chơi. Thư ca vẫn luôn cho rằng Ninh Cảnh Trần không nên đi học nghệ thuật, giới nghệ sĩ nên có một mảnh giang sơn cho anh mới đúng. Tối thứ bảy, Ninh Cảnh Trần chọn lựa tới lui, cuối cùng chọn một bộ để thay ra người thiếu niên có dáng cao gầy hơi có vẻ ngây thơ cơ bắp mỏng manh gương mặt tuấn tú ánh mắt trong trẻo ninh ninh trễ vậy rồi còn định đi tìm tiểu ca à mẹ anh ngồi dưới lầu đang nói chuyện phiếm với ba anh ninh kiến hùng nghe thấy tiếng động trên cầu thang ngẩng lên nhìn anh hỏi dạ không ninh cảnh trần lắc đầu hơi mỉm cười con ra ngoài ăn cái gì đó bà ninh nhíu đôi mày đẹp đói bụng sao để mẹ chu nấu cho con ít cháo hay muốn ăn gì để chú chúc ra ngoài mua cho con ninh cảnh trần chưa kịp giải thích ba anh nhìn anh từ trên xuống ông vợ mình con muốn ra ngoài ăn để con đi ra ngoài ăn đi vậy sao được trời tối rồi bà ninh ngay lập tức lắc đầu ninh ninh lớn rồi ninh kiến hùng hướng về phía ninh cảnh trần phất phất tay đi nhanh đi tự mình chú ý an toàn ninh cảnh trần cười với ba mẹ nhanh chóng ra khỏi nhà nhà họ ninh cách quán ăn khuya một quãng đường lần trước thu xích tay đi xe đạp mất khoảng nửa tiếng bây giờ ninh cảnh trần đi bộ đến lúc đến được chợ đêm thì khách đã chật kín hai bên đường ninh cảnh trần vất vả đến được quán trong quán đã không còn chỗ ngồi thu xích tay đưa lưng về phía anh ghi thực đơn cho khách không biết ninh cảnh trần tới nhưng ông chủ vẫn nhớ ninh cảnh trần không nói tới việc mặt mũi anh đẹp để làm người ta không quên được còn là người đặt rất nhiều món ăn ông chủ tự nhiên sẽ có ấn tượng tiểu soái ca muốn ăn gì ông chủ vừa xào một phần ốc đồng nhìn ninh cảnh trần hỏi lát nữa sẽ có bàn cậu xem thực đơn trước đi, thu xích tay nghe giọng ông chủ, không quay đầu lại, chờ khách gọi món cho xong. Để khách hàng không đi qua quán khác, ông chủ thường hét to như vậy. Ninh Cảnh Trần nhìn ông chủ gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Anh đứng dưới ánh đèn mờ, cúi mắt, lông mi đen nhánh che khuất ánh nhìn, cả người có vẻ nhu hòa đi, đi bộ hơn một giờ, sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt. Ninh Cảnh Trần ngước lên, hướng về phía thu xích tay đi tới vừa lúc thu xích tay bên kia cầm thực đơn quay người anh liền đập ngay vào mắt cô thu xích tay nhíu mày theo bản năng đưa mắt nhìn ông chủ thấy ông chỉ về mình có ý bảo lại nhìn về phía ninh cảnh trần muốn ăn gì vừa dứt lời bên cạnh có khách đứng lên đi lại đây ngồi đi thu xích tay lấy thái độ bình thường như đối với khách dẫn ninh cảnh trần đi qua đó ngồi chờ một lát tôi dọn dẹp ngay được ninh cảnh trần đứng yên chờ chờ thu xích tay đem dẻ lau bàn dọn sạch thức ăn thừa muốn ăn gì trước, thu xích tay cầm thực đơn, bình tĩnh hỏi. Ninh cảnh trần không giống như lần trước chọn tất cả, chỉ chọn vài món không quá nặng hương vị, còn gì nữa không, thu xích tay vừa viết vừa hỏi. Ninh cảnh trần im lặng, thu xích tay không thể không ngước nhìn anh. Chỉ thấy ninh cảnh trần cúi đầu, nắm tay siết chặt, nói giọng nhỏ nhỏ muốn hai chai bia có được không, thu xích tay viết xong món ăn cuối cùng lên giấy, nhàn nhạt nói không bán cho trẻ vị thành niên. Ninh cảnh trần sửng sốt, không kịp phản ứng, sau đó kinh ngạc nhìn thu xích Tây, quên mất việc phải ngụy trang. Học sinh năm 2 của trung học, trừ những người đặc biệt học sớm hoặc học muộn hơn, cơ bản đều khoảng 18 tuổi. Mà anh đúng thật là còn nửa năm nữa mới 18 tuổi, thu xích Tây không biết Ninh Cảnh Trần vẫn nhìn mình, cô hơi phân tâm nhớ tới việc đời trước, cô biết sinh nhật Ninh Cảnh Trần. Lễ thành niên 18 tuổi là điều rất quan trọng trong mắt những học sinh, lễ 18 tuổi của Ninh Cảnh Trần được tổ chức rất long trọng, gần như anh đã mời hết tất cả học sinh năm 2 của trường trung học. Không có giáo viên, học sinh nào không được mời, địa điểm tổ chức trên chiếc du thuyền lớn, hôm đó là thứ sáu, bởi vì số lượng người xin nghỉ phép quá nhiều, trường đã bàn bạc và thống nhất cho toàn bộ khối năm 2 được nghỉ học, toàn bộ khối, có lẽ chỉ có thu xích tây là không đi, khi đó trong mắt thu xích tây chỉ có liều mạng học tập. Đối với quyết định này của trường cô rất ghét, cho nên vẫn nhớ rõ lớp học không có ai cô ngồi trong lớp làm bài tới giờ đi nhà ăn lấy cơm đem cơm về nhà ăn với mẹ ngày hôm sau cả lớp đều nhận xét về lễ trưởng thành của ninh cảnh trần long trọng như thế nào du thuyền có rất nhiều thứ để chơi ngay cả bọn họ là con em nhà giàu đều phải tắm tắt khen ngợi có lẽ gây gỗ gì đó với thư ca nên khi thu xích tay gặp ninh cảnh trần trên hành lang cô không thấy niềm vui trên mặt anh dù lễ trưởng thành được tổ chức long trọng như vậy bạn học thu ninh cảnh trần cắt ngang những ký ức của thu xích tây anh ngước mắt vẻ buồn rầu cậu nói đúng tiểu ca thích người khác thu xích tây thừa nhận trong khoảnh khắc cô thấy vui trong lòng còn gì nữa không không thì tôi đi thu xích tây đặt bút vào sổ chờ đợi ninh cảnh trần dường như không nghe thấy lẩm bẩm do mình có cái gì không tốt sao thu xích tây gấp sổ lại quay người kêu ông chủ làm đồ ăn tiểu thu cháu biết cậu bạn đẹp trai đó à ông chủ tò mò hỏi dạ bạn học thu xích tây có sao nói vậy bạn cùng trường à ông chủ liếc mắt nhìn ninh cảnh trần đồ ăn gọi khá nhiều cháu có thể ngồi chơi với cậu ấy bây giờ không có khách mới vào thu xích tây đứng bên cạnh nhìn ninh cảnh trần rốt cuộc cũng không đi qua bọn họ không thân kiếp trước không thân bây giờ cũng không cần thân huống hồ ninh cảnh trần đã biết thư ca và chu lan bân quen nhau cô với ninh cảnh trần vốn là hai đường thẳng song song cuộc sống không có điểm nào giao nhau người đứng đầu khối là người trốn học nhiều nhất tin tức này không lâu sau đã lan khắp trường một học sinh ngày nào cũng không đi học buổi chiều sẽ khiến người ta chú ý chưa kể điểm bài kiểm tra bài thi của người này lúc nào cũng đè trên đầu các học sinh khác tớ chỉ có trốn học hai lần đã bị mời phụ huynh cậu nhìn người ta kìa thu xích tay một tuần trốn năm ngày thôi đi nếu cậu mỗi lần thi đều đứng nhất giáo viên mới không mời phụ huynh thu xích tay cứ vậy mà càng nổi tiếng hơn lời đồn đãi của học sinh giáo viên lý chủ nhiệm ban a không có ý kiến gì với chuyện này vì học sinh mới quay về trường nhị trung bên cạnh làm các trường trung học khác lên tinh thần mạnh mẽ trường nhất trung họ vất vả mới có nhân tài để áp chế được nhân tại bên kia dĩ nhiên trường sẽ không làm gì thu xích tây chào triệu duy đặt một chân lên tường một chân còn ở dưới loay hoay quay đầu chào hỏi thu xích tây ừ thu xích tây gật gật đầu coi như chào hỏi công việc làm thêm ở quán nét là nhờ triệu duy và tôn vĩ Quang giới thiệu cô đối xử với họ cũng không thể thờ ơ tôn vĩ quan tới gần thu xích tây cười cười sao cậu ra ngoài lúc này sắp tới tiết ba rồi thu xích tây quay quay cổ tay có bài kiểm tra đó không phải là bài kiểm tra chung mấy giáo viên giỏi ở các trường trọng điểm của thành phố ép ra một bộ đề thi toán nhất trung chỉ có ban a mới có thể làm bộ đề này khi có kết quả sẽ ly ra để xếp hạng với các trường khác sáng hôm qua lý luật đức cố ý dặn dò thu xích tây không được trốn học à vậy hả tôn vĩ quan biết trường có nhiều cách thức khác nhau nếu tất cả các lớp đều làm kiểm tra thì điểm sẽ thấp hơn nhiều dù sao cũng không thể để kiểm tra mà nộp giấy trắng lúc nói chuyện triệu duy đã leo lên bức tường tôn vĩ quan lui về phía sau vài bước lấy đà trèo lên tường mặc dù bức tường quanh năm suốt tháng bị học sinh trèo thấp hơn các bức tường khác không ít nhưng đối với tôn vĩ quan hơi mũm mĩm thì hơi khó khăn chỉ có thể từ từ trèo lên phía dưới thu xích tay chờ hết nổi di chuyển sang phải, lùi ra sau hai bước, lao thẳng lên. Tôn Vĩ Quang cuối cùng cũng đặt được một chân lên tường, nghe tiếng gió, quay đầu lại đã thấy Thu Xích Tây ngồi trên tường. Đi lên đi, Thu Xích Tây nhìn Tôn Vĩ Quang đang bị trượt xuống, thò tay kéo cậu lên. Tôn Vĩ Quang nhìn tường bên cạnh cao hơn ít nhất 20cm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Không lẽ học thần treo tường cũng lợi hại hơn học tra? Thu Xích Tây không biết suy nghĩ của Tôn Vĩ Quang, thời gian trôi qua, cô đã dần thích ứng với cơ thể mình kiếp trước từ lúc lên đại học thu xích tây đã bắt đầu học quyền anh đầu tiên học của một nữ quyền anh cô như bao cát cho người ta đánh sau này trải qua nhiều chuyện bắt đầu học quyền anh cô luôn học mọi thứ rất nhanh quyền anh cũng học không tệ thậm chí còn tham gia thi đấu quyền anh nghiệp dư bây giờ trở lại tuổi thiếu niên thu xích tây tuy không có thời gian để tập luyện lại nhưng đã quen thuộc với cơ thể này nên một số kỹ năng có thể sử dụng được ba người cùng nhau tới tiệm nét chẳng qua hai người triệu duy và tôn vĩ quan đi chơi game thu xích tây là đi làm thêm thu xích tây không chỉ ngồi đó lên mạng có máy tính trước mặt cô trong lúc không có ai quấy rầy cô sẽ chú ý đến tin tức trong ngành kiếp trước thu xích tây học ngành tài chính sản xuất cô hiểu biết về ngành đây là ngành phát triển nhanh nhất chỉ tiếc cô bây giờ không có tiền có bao nhiêu đều để dành mua thuốc cho mẹ chăm chú nhìn màn hình giao diện thị trường chứng khoán thu xích tây cau mày vài năm sau ngay cả sinh viên tài chính học tệ nhất cũng biết biến động của thị trường chứng khoán. Là một sinh viên tốt nghiệp ngành tài chính, thu xích tây đã ở trong nghề nhiều năm, biết rõ hướng đi sau này. Ô, em vẫn đang xem cái này à? Anh liễu trên lầu đi xuống để tìm đồ uống nhìn thấy màn hình máy tính, những mày hỏi cô quan tâm tới chứng khoán hả? Anh liễu cầm một chai coca lạnh, dựa vào quầy chỉ một mục trên màn hình máy tính nói, cái này không tồi, anh đã đầu tư khá nhiều tiền vô đó. Anh liễu nghe như xã hội đen. Thật ra anh là người thanh niên trẻ nho nhã, mang mắt kính rộng bạc, áo sơ mi kẻ sọc, quần đen, rất giống sinh viên. Tên đầy đủ của anh là Liễu Tri Tự, anh ngại mẹ mình, chỉ thích bầu không khí của những học sinh cấp 3 vây lấy mình kêu anh. Công nghệ sinh học Châu Kiến, Thu Xích Tây nhìn theo tay chỉ của Liễu Tri Tự, nói nhỏ: "Thế nào?" Liễu Tri Tự nhướng mày tò mò. Thu Xích Tây ở đây đã nửa tháng, anh đã hỏi thăm chuyện của cô qua Triệu Duy. Nhìn thấy cô ở quầy thường thấy nhất là vẻ mặt vô cảm đây là lần đầu thấy cô cau mày thu xích tây không trả lời câu hỏi của anh ngược lại nói tới chuyện khác mấy hôm trước ở bệnh viện trung tâm quận hồng an có người tới dân biểu ngữ tích tích đồng hồ bên cạnh máy tính chợt vang lên thu xích tây vương tay tắt chuông đồng hồ ông chủ hết giờ làm rồi nói xong bắt đầu dọn dẹp đồ đạc đi về nhìn cô đi ra từ tiệm nét liễu tri tự ánh mắt sâu xa đứng ở quầy một lúc lâu anh gọi điện thoại cho bạn ta sơn Bệnh viện các cậu dạo gần đây có chuyện gì không? Không có gì, hỏi chút thôi. Buổi chiều không đi học, thu xích tây không thể đến nhà ăn lấy cơm, may mà có việc làm thêm, tiền ăn cũng dư được một ít. Năm hai không cần học buổi tối, thu xích tây có thời gian để nấu ăn, cô mua con cá, táo đỏ, đậu phộng. Suy thận cần bổ sung chất đạm nhưng không được quá mức, kể cả một số thực phẩm giàu kali không thể ăn nhiều hơn. Hải sản là điều cấm kỵ, chất đạm trong cá cao thỉnh thoảng thu xích tay mua để chương minh hủy ăn đỡ thèm, có được bữa ăn ngon. Cá mua về đã được chủ tiệm làm sạch trước, thu xích tay mang về là được, có đôi khi giống hôm nay có bài thi hoặc chương trình học quan trọng, thu xích tay sẽ đi từ trường ra mà không đến tiệm nét, cặp sách của cô để hộp nhựa đựng cơm. Chương Minh Hủy thấy Thu Xích Tây trong tay sách đồ ăn cũng không hỏi. Thực tế thì có thấy gì bà cũng không hỏi, bà nhìn chầm chầm cửa sổ mỗi ngày, không biết đang nghĩ gì. Từ sau khi chồng rời đi, dường như linh hồn bà cũng tiêu tan trên thế giới này. Thu xích tay đặt đồ xuống trước, chạm vào tay mẹ, kéo chiếc chăn cũ trên giường cuốn lấy mẹ, đi tới chỉnh điều hòa lên 27 độ, cô sợ bà lạnh. Chương Minh Hủy không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ, đồ cay. Nếu thu xích tay nấu ăn ở nhà, đồ ăn thường được nấu, hấp. Trong nhà không có bếp ga, chỉ có bếp từ, hai cái nồi cơm điện nhỏ. Cơm đã được thu xích tay nấu từ trưa, để chế độ giữ ấm. Cô cho đậu phộng đã rửa sạch, táo đỏ vào nồi cơm khác thêm hai miếng đường phèn nấu cá trên bếp từ thêm lát gừng rượu khử mùi tanh rắc chút muối trời mưa chương minh hủy quay đầu về thu xích tây đang nấu cá ở cạnh cửa thu xích tây đậy nắp nồi đem mền đã trượt trên vai mẹ đắp lại điều hòa chảy nước không phải trời mưa à chương minh hủy quay đầu lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ bà vẫn nhớ chồng mình rời nhà vào một ngày trời mưa hôm nay ăn cá thu xích tây ở cùng với chương minh hủy luôn muốn nói nhiều hơn tối thứ bảy chủ nhật thu xích tây vẫn làm việc ở quán đồ nướng nhưng không thấy ninh cảnh trần đến thu dọn xong bàn cuối cùng thu xích tây liếc nhìn một vòng không thấy bóng người quen thuộc lấy lại tinh thần thu xích tây tự cười nhạo mình không cần nghĩ cũng biết ninh cảnh trần lần đầu tới ăn là vì muốn thử đồ ăn thư ca thích như thế nào lần thứ hai là muốn học người ta tìm rượu để vui những việc này không liên quan gì đến cô dù sao ninh cảnh trần đã biết bộ mặt thật của thư ca tiểu thu ở đây còn một số que nướng cầm về ăn đi công việc buôn bán tốt thức ăn không để qua đêm hôm nay nhập hàng hơi nhiều ông chủ nghĩ những người trẻ tuổi thích ăn mấy món này nên đem đồ nướng còn thừa đưa một nửa cho thu xích tây và dạ không cần cảm ơn ông chủ thu xích tây đói với việc ăn uống không quan trọng chưa kể trong nhà còn một người bệnh không thể ăn đồ dầu mỡ nói chung chương minh hủy không thể ăn món gì thu xích tây cũng sẽ không ăn món đó để mẹ cô đỡ phải gây rắc rối tuy nhiên đồ ăn ở trường đôi khi không thể tránh được, đồ ăn ở nhất trung nổi tiếng xa hoa, vì múc đồ ăn cũng thường cho đầy trạng muỗng đồ ăn cho cô. Hai, đứa nhỏ này, nhìn lưng thu xích tay đi dần xa, ông chủ quay đầu lại nhìn bà chủ, lắc lắc đầu, buổi tối về nhà, thu xích tay tắm rửa trước khi vào nhà. Chương Minh hủy mũi thính, cô ở quán đồ nướng loay hoay cả đêm, trên người đều là mùi khói dầu. Nằm trên sàn nhà, thu xích tay nhìn lên mái tôn, cô muốn có nhiều tiền hơn, để mẹ cô có môi trường sống tốt hơn, đáng tiếc là đang đi học, cô không có tiền, học bổng, tiền làm thêm bán thời gian vừa đến tay chưa kịp ấm tay đã phải chia xài hết, thu xích tay không phải chưa từng nghĩ tới việc tìm mấy nhà đầu tư mà cô biết ở kiếp trước để hợp tác, nhưng chưa biết có thể tìm được hay không, cho dù có tìm được, cũng có thể chỉ vô dụng, thời cơ chưa tới, trở mình. Thu xích tay nhìn bóng mẹ trên giường rất lâu, không thể ngủ được. Thứ hai, theo thường lệ có buổi chào cờ. Thu xích tay dừng bút, ngồi tại chỗ mình một lúc. Mãi tới khi ủy viên thể dục muốn đóng cửa, cô mới đứng lên, đi được hai bước, thu xích tay quay lại, lấy một quyển sách trong cặp cầm theo. Lúc này cầu thang còn chật cứng học sinh, khi thu xích tay đi đến sân trường, các lớp còn đứng trải rác khắp nơi. Mỗi lớp chia thành bốn hàng, hai hàng nam hai hàng nữ. Thư ca và thu xích tay chiều cao tương đương nên cô ấy đứng trước cô, hai người đứng cuối hàng nữ, song song với hàng nam lớp bên cạnh thư ca có quan hệ tốt với mọi người đứng trong hàng đã có vài người chào hỏi nói chuyện với cô thu xích tay đứng sau lưng cô nhìn thư ca vương tay nắm tay chu lan bân hàng bên cạnh thu xích tay dời mắt đi không biết sao dù đã cho ninh cảnh trần biết mối quan hệ của họ cô vẫn thấy chướng mắt như trước buổi tối em có liên hoan cùng nhau đi nhé thư ca cầm làm tay chu lan bân nở nụ cười rực rỡ thứ hai mà tụ tập ăn uống gì chu lan bân không đồng ý ngay khi hai người nói chuyện càng dựa càng gần đến nỗi gần như dính sát vào nhau thu xích tây quay đầu đi trông thấy ninh cảnh trần từ tòa nhà khoa nghệ thuật đi đến hiển nhiên anh cũng thấy thư ca với chu Lan bân thu xích tây theo bản năng quan sát gương mặt ninh cảnh trần quả nhiên nụ cười nhẹ nhàng luôn trên mặt ninh cảnh trần biến mất mắt nhìn xuống đất không biết đang nghĩ gì ban a và lớp đằng sau cách nhau một khoảng khá lớn những người đi tới đều đi ngang qua thu xích tây là người đứng cuối cùng ninh cảnh trần đi ngày càng gần ánh mắt anh vội vàng đảo qua thư ca nhanh chóng chuyển mắt đi nơi khác dường như không muốn thấy cô ấy đang thân mật với chu lang bân như cảm giác được ánh mắt thu xích tây ninh cảnh trần ngẩng lên nhìn cô cười miễn cưỡng xem như chào hỏi thu xích tây không chào lại anh nhíu mày nhìn đi chỗ khác chào cờ xong hiệu trưởng nói chuyện học sinh bên dưới nói chuyện nho nhỏ với nhau thu xích tây cũng phân tâm cuối cùng hiệu trưởng chấm dứt bài nói chuyện học sinh chia thành hai đường một nhóm đi về phía lớp học một nhóm đi về căng tin thu xích tây đứng yên tại chỗ khi mọi người bắt đầu rời đi, đứng ở ban nghệ thuật vẫn còn ninh cảnh trần. Thu xích tay cuộn cuộn quyển sách trong tay, đi tới cạnh anh, bạn học thu, ninh cảnh trần như mới lấy lại tinh thần, cười với cô, nhưng vẻ mất mát trên mặt không che giấu được, cầm lấy thu xích tay đưa sách luyện tập cho ninh cảnh trần, thấy vẻ mặt anh mơ hồ, mở miệng cứng nhắc nói, cố gắng học hành, như vậy nhiều người thích cậu, đừng buồn. Ninh cảnh trần cuối nhìn quyển sách trong tay, rất quen, đó là quyển bài tập toán mà trường phát không có đáp án chi tiết, tôi đã viết ở bên cạnh đề thu xích tay lần đầu làm việc này. Cô khuấy động việc của Ninh Cảnh Trần và Thư Ca, hiệu ứng bương bướm có thể dẫn tới kết quả học tập của Ninh Cảnh Trần trong năm sau, thành tích có thể không theo kịp. Ninh Cảnh Trần mở sách, trên đó đầy những phân tích, có đề còn dùng bút đổ khoanh tròn, ý chỉ những bài đặc biệt quan trọng. Nếu mình không hiểu có thể tới hỏi cậu không? Ninh Cảnh Trần thấp giọng hỏi, giống như đang bị áp lực thu xích tây có hơi hối hận vì xen vào chuyện người khác cô nhất thời xúc động phá vỡ sự cân bằng giữa ninh cảnh trần và thư ca nghĩ quyển sách này coi như bồi thường nếu có thời gian sẽ dạy cậu thu xích tây cuối cùng cũng đồng ý mang theo cảm giác như bỏ chạy trối chết thu xích tây về chỗ của mình cuộc sống của cô luôn được lên kế hoạch học hành kiếm tiền đó như hai cây cột chống đỡ thu xích tây đi tới trước trong quá khứ thu xích tây từng bước đi tới cho đến tận lúc chết Bây giờ cảm thấy cách làm có chút xấu hổ, không biết có phải ảo giác của cô không? Bất quá chỉ là chia rẽ thư ca với Ninh Cảnh Trần, cô cũng không làm gì biến đổi quá nhiều. Nghĩ vậy, thu xích tay díu mắt, kề lên tay nằm xuống bàn ngủ. Khi tỉnh lại đã là tiết thứ tư, thu xích tay ngẩng đầu nhìn xung quanh, giáo viên trên bục giảng vẫn đang giảng bài. Rõ ràng cảm thấy mình đã dung hòa với thân thể này, thu xích tay lại bắt đầu thích ngủ nướng, nhất là buổi sáng. Chung tan học, thu xích tay chệch choạng lấy hộp nhựa đi ra ngoài, vì chưa tỉnh táo, cô ngồi một lát mới đứng lên, dịch lọc máu trong nhà gần hết, tiền trong thẻ có thể mua được vài hộp, gần đây sức khỏe mẹ cô tương đối ổn định, chỉ có dinh dưỡng vẫn là vấn đề, thu xích tay lắc đầu, cẩn thận tính toán xem tiền làm thêm có đủ hay không, do ngồi lại một lúc nên khi xuống cầu thang, không còn ai trên hành lang. Đột nhiên một bóng đen nhào tới, một vật mềm ấm lấp kín môi thu xích tay. Cô vừa thủ thế định đem người đó ném ra ngoài thì nghe mùi cam ngọt ngọt quen thuộc mở to mắt, thu xích tay không nhìn thấy rõ người đang ép mình, nhưng cô có thể thấy thư ca với chu Lan Bân ở hành lang tầng trên. Họ nắm tay nhau trong cực kỳ thân mật, đương nhiên nếu không hiện giờ cô với Ninh Cảnh Trần cũng không thân mật, vừa thoáng nghĩ, lại liên tưởng tới những yêu yêu đương đương trên phim truyền hình, thu xích tay thở dài trong lòng, cuối cùng đem tay để lên vai Ninh Cảnh Trần, chờ hai người kia lập cọc đi xuống cầu thang, nhất là khuôn mặt thư ca có vẻ như thấy quỷ. Thu xích tay đẩy người ra, họ đi rồi xin lỗi ninh cảnh trần lui ra sau một bước không dám nhìn thu xích tây lông mi run rẩy sắc mặt tái nhợt sắc mặt thu xích tây cũng không được coi là đẹp bản thân vốn đã mơ mơ màng màng đột nhiên gặp phải chuyện bất ngờ thế này không ai có thể thoải mái nổi họ đi rồi thu xích tây ngồi xuống nhặt hộp cơm lên định bỏ đi ninh cảnh trần giữ chặt cô vừa rồi mình mình xin lỗi thu xích tây nhìn sâu vào ninh cảnh trần tình cảm không có cách nào ép buộc được lời này nói ý vị thâm trường thật ra thu xích tây từ trước giờ không có tình cảm với ai kể cả đời trước khi điều kiện kinh tế khá hơn cũng chưa bao giờ có quan hệ tình cảm với ai mắt ninh cảnh trần phủ vẻ đau buồn tiểu ca rõ ràng là thu xích tây nhíu mày trước nay cô chưa thấy qua dáng vẻ này của ninh cảnh trần từ đời trước đến nay anh giống như viên ngọc trên cao khổ sở ở thế gian này sao có thể ảnh hưởng đến anh cậu không nên buồn thu xích tây liên tưởng kiếp trước thư ca và chu lan bân ở bên nhau lâu vậy không muốn ninh cảnh trần tiếp tục sa chân vào vũng bùn thư ca không thích cậu anh là người tốt đối với mình tốt thu xích tay cho dù lạnh nhạt cũng biết ơn anh ninh cảnh trần rủ mi mắt che giấu vẻ chán nản lát sau ngước lên nhẹ nhàng nói bạn học thu chúng ta kết đôi với nhau được không bục học cơ mới nhặt lên lại rơi xuống thu xích tay lập tức cúi xuống nhặt vẻ mặt vốn vô cảm hiện lên một tia mờ mịt rất nhanh đã thu hồi lại cậu không cần lấy bản thân để trả đũa cậu ấy thu xích tay nói ninh cảnh trần lắc đầu ngón tay thon dài sạch sẽ nắm lấy cổ tay thu xích tay đầu ngón tay run rẩy bạn học thu đồng ý với mình được không mình sẽ không ảnh hưởng tới việc học của cậu bất kể ai chạm vào người cô đều khó chịu không biết vừa rồi anh lấy can đảm ở đâu mà nhạo đến cô thu xích tay cúi đầu liếc mắt về tay ninh cảnh trần cô không quan tâm lắm đến nụ hôn trước đó chỉ nghĩ ninh cảnh trần cố ý chọc giận thư ca bỏ tay ninh cảnh trần ra thu xích tay nói nhỏ quay về đi tôi còn phải đi lấy cơm. Khi người đó biến mất sau hành lang, Ninh Cảnh Trần mới giơ tay chạm môi mình, ánh mắt phức tạp, thật lâu sau mới cười thành tiếng, thư ca hai ngày nay lo lắng đề phòng, không dám đến nhà họ Ninh chơi. Trên đường gặp phải bà Ninh hỏi han, cũng cười ha ha mà đi vòng qua chỗ khác. Từ hôm ở hành lang gặp Ninh Cảnh Trần với Thu Xích Tây, khi hẹn hò với Chu Lan Bân cũng thấy không tốt, cân nhắc xem Ninh Cảnh Trần đang muốn làm gì. Mặt nạ Ninh, bàn phím của cậu còn ở nhà tôi nhìn tin nhắn thư ca ngã lên giường rên rỉ từ nhỏ tới lớn ninh cảnh trần đối với mọi thứ đều có vẻ có cũng được không có chẳng sao mấy thứ đó đều rơi xuống cho cô mặt khác nếu có thứ ninh cảnh trần coi trọng thì trong lòng mang những suy nghĩ rối rắm thư ca đi tới nhà họ ninh lấy bàn phím người trong nhà đang ngồi ở phòng khách nói chuyện thấy thư ca tới bà ninh cất tiếng chào cuối cùng tiểu ca tới rồi vừa rồi chúng ta còn đang hỏi dạo này cháu đâu rồi mẹ tụi con lên lầu trước ninh cảnh trần cười cười người anh có hơi thở ấm áp sạch sẽ làm người ta thấy yên tâm có cảm tình tốt ngay ngay khi cửa vừa đóng lại thư ca ngay lập tức giơ tay hôm đó tớ không thấy gì hết ninh cảnh trần ngồi trên ghế rút bàn phím chơi game của thư ca ra ném về phía cô cậu đã thấy vẻ mặt thư ca đau khổ cô không biết ninh cảnh trần muốn làm gì nhưng căn cứ vào kinh nghiệm trước đây cô nhất định gặp xui xẻo rồi Cô ấy cho là tôi thích cậu, Ninh Cảnh Trần bỗng nhiên nói, tớ đi giải thích với cậu ấy, thư ca nhẹ nhàng thở ra, cũng kéo ghế ngồi xuống, việc không lớn mà, cậu không được đi giải thích, Ninh Cảnh Trần nhấc mi mắt lên, nhìn thư ca, hả, thư ca băng khoăn một hồi mới hỏi, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Ninh Cảnh Trần tựa lên bàn học, tay xoay quay quả địa cầu, giống như thiếu niên yếu đuối, trông trắng lại vô tội, cô ấy chỉ khi gặp phải tôi thích cậu mới có thể, cái gì, thư ca nghe không rõ. Ninh Cảnh Trần không giải thích lại, anh không thể nói rõ cảm giác của mình. Anh vẫn nhớ rõ lúc trước khi cố gắng tiếp cận thu xích tay, trên người cô như có hàng rào lạnh băng chắn lại. Mãi cho tới bây giờ, hình như cô thông cảm với việc anh gặp phải với thư ca mới cho phép anh đến gần hơn, mặc dù mối quan hệ giữa anh và thư ca không giống như cô nghĩ. Ninh Cảnh Trần nhìn thư ca, cô ấy cho rằng tôi thích cậu, tôi đây sẽ thích cậu, đừng làm lộ, cũng được thôi thư ca gật đầu, dù sao cũng không ảnh hưởng gì tới cô, nhưng mà cậu thích gì ở cô ấy vừa hung dữ vừa tàn nhẫn đã lớn lên cùng nhau thư ca chỉ dám lầm bầm nửa câu còn lại trong lòng ninh cảnh trần ánh mắt lạnh lẽo nhìn thư ca thành công khiến cô nuốt hết những nghi ngờ xuống thu xích tay đâu biết sự thông cảm của mình sẽ dẫn tới như thế này từ nhỏ cô tiếp xúc với những người lớn tuổi hơn mình không có chơi với những người cùng trang lứa nên đối với phương diện nào đó thần kinh cô rất thô ấn tượng của cô đối với ninh cảnh trần luôn dừng lại như ban đầu Vốn tưởng mọi chuyện đã qua, Thu Xích Tây không ngờ người kia bắt đầu thường xuyên tới tìm cô. Ngày đó Ninh Cảnh Trần xuất hiện ở lớp ban A, vừa ngẩng lên Thu Xích Tây đã nhíu mày, cho là anh không chịu từ bỏ, còn đến tìm thư ca. Kết quả là Ninh Cảnh Trần đi thẳng đến trước mặt cô bạn học Thu, cảm ơn sách bài tập của cậu. Đặt lên bàn cô ngoài sách bài tập toán còn có một hộp chocolate đóng gói nhìn cổ xưa tinh tế. Trong mắt ghen tị của thư ca sắp lòi ra, hộp chocolate này là hàng thủ công của nước ngoài số lượng cực kỳ ít ninh cảnh trần đi nghỉ hè ở nước ngoài mang về hai hộp cô được ăn thử một viên vẫn muốn được ăn lần nữa nhưng ninh cảnh trần không cho cô lần trước thu xích tây đưa cho cô một hộp vì tưởng là ninh cảnh trần muốn đưa cho cô thu xích tây ngẩng lên đang muốn từ chối thì thấy ánh mắt ninh cảnh trần như đang cầu xin khóe mắt cô liếc qua thấy thư ca đang nhìn bên này cuối cùng thu xích tây cũng bỏ cho cô lết và sách bài tập vào ngăn kéo môi ninh cảnh trần nhếch cao lên lộ vẻ cảm kích với thu xích tây anh mặc đồng phục trường cũng không che được khí chất quý phái, các nữ sinh xung quanh đang lặng lẽ nhìn anh, Thu Xích Tây cũng không thể thu hồi ánh mắt mình trên lúm đồng tiền bên má phải anh. Một tuần sau, tập đoàn dược phẩm nổ ra vụ bê bối lớn, cả nước đều phẫn nộ, giá cổ phiếu lao dốc. Khụ khu, Liễu Tri tự xuống lầu cầm bình nước, ho khan rồi lên lầu, chưa tới 10 phút lại xuống lấy khoai tây chiên, thấy Thu Xích Tây đứng đó không có phản ứng gì, không nhìn được nửa tiếng tới gõ bàn, anh Liễu thu xích tay từ màn hình máy tính nhìn lên, liễu tri tự cổ phiếu của công nghệ sinh học châu kiến rớt giá, dạ thu xích tay không có gì dao động. Năm ngày trước anh đã bán tất cả cổ phiếu trong tay, liễu tri tự nói anh đã tìm người ở bệnh viện quận Hồng An hỏi thăm, thu xích tay đứng lên giúp khách mở máy, thần sắc vẫn như cũ, liễu tri tự không biết nói sao, bạn học tiểu thu, có vẻ em rất am hiểu cổ phiếu, nếu không thì anh đưa em một số tiền. Em sử dụng mua bán trong 3 tháng, kiếm được lợi nhuận thì em hai anh tám, lỗ thì anh chịu. Lúc này thu xích tay mới nhìn liễu tri tự tiền vốn là bao nhiêu? 50 vạn, khoảng 165 triệu, tiền không nhiều lắm nhưng cũng không ít so với người thường. Liễu tri tự không thiếu chút tiền đó, anh muốn thử thu xích tay, không phải anh bốc đồng, người đứng đầu trường trung học đáng giá để liễu tri tự kỳ vọng, hơn nữa thu xích tay chỉ nói một câu mà anh không lỗ vốn, ngược lại còn kiếm được lợi nhuận nhỏ lợi nhuận đó có thể lên lên tới hơn 50 vạn. Khi nào bắt đầu được, thu xích tay không do dự đồng ý ngay. 50 vạn nếu hoạt động tốt, ngay cả khi chỉ có hai phần lợi nhuận cũng đủ cho thu xích tây tiếp tục đầu tư. Liệu tri tự nhướng mày em không lo sẽ bị thua lỗ sao? Anh đã nói lỗ thì anh chịu thu xích tây mặt vẫn như cũ không biểu hiện gì. Liễu tri tự bật cười, đẩy mắt kính, lấy thẻ ngân hàng trong túi ra mật khẩu là 467.822, 3 tháng. Thu Xích Tây nhanh chóng tính toán tương lai thị trường chứng khoán trong 3 tháng tới, cô sẽ không lấy lợi nhuận, như vậy mới có thể tối đa lợi ích, với con mắt chuyên nghiệp và biết trước tương lai thị trường chứng khoán trong tương lai, Thu Xích Tây tự tin mình sẽ không lỗ lã, chưa tan tầm, Thu Xích Tây đã lấy 50 vạn tệ. Liễu Tri Tự vừa mở máy định chơi game thì thấy tin nhắn của ngân hàng, anh dùng sức nhắm mắt lại. Thôi, coi như đánh bạc một lần, Thu Xích Tây không biết suy nghĩ của Liễu Tri Tự cô trước đó nhắc nhở anh là cố tình nói ra trong lúc làm thêm ở tiệm cô nhìn ra được liễu tri tự không phải như những gia đình bình thường không người nào làm kinh doanh mở tiệm nét mà trang bị máy tốt nhất sàn nhà vì lao công tiệm nét này hoạt động chỉ có lỗ cho nên khi liễu tri tự nói đầu tư không ít tiền thu xích tay động tâm tư quả nhiên liễu tri tự tới tìm cô thu xích tay làm việc chăm chỉ trong nhiều năm không thể chết đi rồi sống lại mà lại đi con đường cũ cô muốn tích lũy nhanh chóng cho dù cô có thể chịu khổ nhưng thân thể mẹ cô cũng không chờ đợi được. Thu Xích Tây vẫn nhớ chẩn đoán của bác sĩ 10 năm trước, có thể mẹ cô không giúp được gì cho cô trong cuộc sống, ngược lại còn luôn liên lụy cô. Thu Xích Tây vẫn sẵn sàng chịu đựng điều trói buộc này, mất đi chương minh hủy, dưới bầu trời này cô không còn ai có quan hệ thân thiết, đem 50 vạn đi đầu tư tăng gấp đôi như dự kiến, việc học ở trường đối với sinh viên đã tốt nghiệp đại học đối với cô càng đơn giản như trở bàn tay điều duy nhất khiến thu xích tây hoang mang khó xử chính là ninh cảnh trần giờ giải lao anh vẫn cứ thích tới lớp học chẳng qua không tìm thư ca mà tìm cô có đôi khi cầm bài tập tới hỏi có khi làm trò trước mặt thư ca đưa đồ ăn cho cô thu xích tây gặp phải tình huống này không thể để anh muốn tới thì tới lại không thể để anh nối lại quan hệ với thư ca lá phong trên núi đang rộ thứ bảy muốn đi ngắm không ninh cảnh trần ngồi ở chỗ trương thủy thủy đối diện với thu xích tây hỏi cô sống lưng anh thẳng tắp bộ đồng phục trọng không ngăn được hơi thở mát lạnh như tùng bách nhìn thôi cũng khiến người ta vui vẻ trong lòng tôi có việc làm tối thứ bảy thu xích tây theo bản năng từ chối ngay chúng ta đi ban ngày là tốt rồi có một cây ước nguyện ở đó mình nghe nói rất linh rõ ràng là chuyện mê tín nhưng được ninh cảnh trần nói ra lại thấy tốt đẹp thu xích tây vẫn muốn từ chối mẹ cô ở nhà phải chuẩn bị cơm trưa không thể đi được chỉ đi buổi sáng thôi không được sao thật lâu lâu tới khi ninh cảnh trần nghĩ thu xích tây sẽ không đồng ý trước mười hai giờ phải về thu xích tây cuối cùng cũng buông lời vào cuối tháng mười lá phong chuyển màu rực rỡ trường sơn là điểm thu hút không thể bỏ qua đối với người dân thành phố s ninh cảnh trần chưa bao giờ tới đó anh ngại ở đó quá ồn ào không muốn đi lần này vẫn là nghe thư ca nói mới biết tới cây ước nguyện trên đỉnh núi tối thứ sáu anh không tài nào ngủ được sáng sớm đã thức dậy lựa chọn quần áo hôm nay con ra ngoài chơi với tiểu ca à mẹ ninh cầm mấy đóa hoa từ ngoài vườn vào thấy ninh cảnh trần có vẻ muốn ra ngoài nên hỏi dạ không phải ninh cảnh trần lắc đầu vội vàng uống xong ly sữa đi ra ngoài anh hẹn với thu xích tây ở ngã tư trường học chú chúc chú chở cháu đến cửa trường học với ạ à. ninh cảnh trần mang túi đen chéo quần đen áo trắng vừa xuống xe đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh ninh cảnh trần đi đến ngã tư đứng ở ngã tư chờ thu xích tây nụ cười hiện lên trên mặt thu xích tây hôm nay không mặc đồng phục nhưng quần áo cũng là đồ cũ áo sơ mi không còn nhìn ra màu sắc gốc cô không ngại ninh cảnh trần càng không ngại chỉ cần cô có thể đi là đủ thật ra có thể coi đây là lần đầu tiên thu xích tây lần đầu đi ra ngoài mà không có áp lực công việc cũng không bị khó khăn về tiền bạc đi thôi ninh cảnh trần còn chưa chào hỏi thu xích tây đã thấy anh ninh cảnh trần hẹn thu xích tây đi trường sơn chỉ là anh chưa bao giờ đi phương tiện giao thông công cộng, cuối cùng người dẫn đường lại là thu xích Tây. Do cuối tuần nên đường lên trường sơn khá chen chúc, người trên xe buýt rất đông. Ninh cảnh trần lúng cuốn chân tay đứng phía trước, thỉnh thoảng bị những người phía sau xô đẩy, hít thở cũng khó khăn. Thu xích Tây bị ép ở phía sau, cô quay đầu nhìn ninh cảnh trần, cuối cùng mới đi qua hai trạm cô đã lôi ninh cảnh trần xuống xe. Làm sao vậy? Sau khi xuống xe ninh cảnh trần hoảng hốt hỏi, lại phát hiện tay mình được thu xích tay nắm nên tai đỏ lên đi thôi thu xích tay buông tay ra đường tới trường sơn không xa trường học hơn nửa đường đang bị kẹt xe đi bộ không chậm hơn bao nhiêu ninh cảnh trần đi theo sau thu xích tay anh không biết thu xích tay có thấy xung quanh có nhiều cặp đôi cũng đi bộ như họ không khoảng nửa giờ sau hai người đến chân núi trường sơn có nhiều dây tơ hồng cột trên nhánh cây dưới chân núi nhìn xa xa thấy đỏ rực một mảng rất nhiều đôi tình nhân đã đến đây ghi lời cầu nguyện lên mảnh dây đỏ có người còn mua các ổ khóa tình nhân để khóa ở đây cây phong trên đỉnh núi à thu xích tây không chắc chắn nên hỏi lại cô không nhìn thấy cây phong dưới chân núi từ ninh cảnh trần hoàng hồn gật đầu để thấy được cây phong cần phải leo lên đỉnh núi trường sơn không phải khắp núi đều là cây phong mà trên đỉnh núi có một cây phong ngàn năm tuổi thu xích tây thường vận động nên việc leo núi với cô tương đối nhẹ nhàng Đi được nửa đường thu xích tay quay lại chờ Ninh Cảnh Trần, thấy anh cũng theo nhanh phía sau, có vẻ không mệt lắm. Ninh Cảnh Trần nhạy bén thấy thu xích tay quay lại, anh cười với cô, ánh mắt lấp lánh như sao cậu muốn uống nước không? Ninh Cảnh Trần lấy chai nước trong túi mình ra, lại lấy một bịch bánh đưa cho thu xích tay. Thu xích tay ngẩn người nhận chai nước, cô đã nghĩ hai người chỉ cần đi lên tới cây phong là tốt rồi. Còn có điểm tâm nữa, Ninh Cảnh Trần bước tới cạnh thu xích tay, đây là đồ ăn mẹ chu làm, cảm ơn tôi không đói thu xích tây không nhận đồng ý đi với ninh cảnh trần lên núi đã là phá vỡ quy tắc bình thường của cô ninh cảnh trần lấy lại đồ ăn nhẹ thấp giọng hỏi có phải mình làm người khác không thích không thu xích tây ngạc nhiên nhìn lại suy nghĩ lẫn quẩn muốn nói mấy lần rồi thôi cuối cùng bảo leo núi thôi ninh cảnh trần phía sau cân nhắc anh biết không phải lúc nào tỏ ra đáng thương cũng có hiệu quả trường sơn không cao hai người mất khoảng một giờ để lên đến đỉnh trên đỉnh núi đã có nhiều du khách Hầu hết là những đôi tình nhân nắm tay nhau lên đây, Thu Xích Tây không chú ý điều đó, cô nhìn Ninh Cảnh Trần tới rồi, cây phong chiếm gần như toàn bộ đỉnh núi, một lớp lá phong dày trên mặt đất, chân dẫm lên mềm như bông, giống như đạp lên những đám mây trên cao kia. "Cậu đợi mình một chút." Ninh Cảnh Trần nói với Thu Xích Tây, đi qua quầy bên cạnh bán những dây nguyện ước. Ninh Cảnh Trần mua hai cái, lấy một cây bút đưa cho Thu Xích Tây, "Cái này có thể ghi một điều ước, mỗi người một cái." Ninh Cảnh Trần viết từ hạnh phúc lên đó rồi đưa bút cho thu xích tây cho dù là đời trước hay đời này thu xích tây chưa từng làm những điều này cô ngạc nhiên cầm bút cho là trên đó chỉ viết được hai chữ ninh cảnh trần nhìn hai chữ khỏe mạnh thu xích tây viết ánh mắt ấm áp cả hai đi về hướng cây phong ngàn năm ninh cảnh trần và thu xích tây treo dây ước nguyện lên cây thu xích tây chưa từng làm điều này nên quay qua nhìn người bên cạnh xem làm thế nào ninh cảnh trần nhanh chóng lấy ra một khối gỗ ướt lấy tốc độ cực nhanh mà cột lại khối gỗ nguyện ước người ta bán chỉ có 21 đồng, chỉ cần cột vào đầu một giây là được. Ninh cảnh trần cột khối gỗ vào sợi dây của mình lại là làm từ gỗ tử đan, treo lên cây giống như hạt giữa bầy gà, mà bên kia thu xích tay không hề hay biết, cô loay hoay tìm cách cột dây ước nguyện của mình lên cây, để mình giúp cậu ninh cảnh trần tới nói nhỏ, thu xích tay thả tay ra, đưa sợi dây cho ninh cảnh trần, nhìn những ngón tay thon dài trắng trẻo của anh cột sợi dây lại, buộc vào nhánh cây sau khi làm xong thì dĩ nhiên phải chụp hình lưu niệm ninh cảnh trần lấy điện thoại di động ra nhờ du khách đứng cạnh đó chụp giúp chúng ta đứng ở đây được không ninh cảnh trần âm thầm dẫn thu xích tay tới chỗ anh để dây nguyện ước của mình hỏi tôi chụp nhé anh thanh niên cầm di động của ninh cảnh trần nói to thu xích tay vô thức nhìn qua mặt ninh cảnh trần cảnh này được anh chàng chụp ảnh chụp lại mặt sau miếng gỗ tử đàn nếu cố tình nhìn kỹ sẽ thấy có tên hai người được khắc trên đó có một hình trái tim ở giữa ninh cảnh trần thỏa ước nguyện tâm trạng lúc xuống núi cực kỳ tốt mặt đầy ý cười vừa xuống núi điện thoại của thu xích tây đổ chuông người hàng xóm dưới lầu gọi tiểu thu cháu mau tới bệnh viện mẹ cháu xảy ra chuyện rồi tim thu xích tây như ngưng đập cô lập tức cút điện thoại chạy về hướng bệnh viện ninh cảnh trần theo thu xích tây lên taxi chất lượng điện thoại của thu xích tây không tốt nên vừa rồi giọng chủ nhà rất vang ninh cảnh trần nghe rõ nội dung cậu đừng lo lắng quá vì sẽ không có việc gì đâu ninh cảnh trần mím môi nắm tay thu xích tây an ủi thu xích tây theo bản năng hất tay ninh cảnh trần ra kiếp trước mẹ cô không có chuyện gì nếu hôm nay mình không đi ra ngoài không phải cô đem trách nhiệm đổ cho ninh cảnh trần thu xích tây chỉ tự trách mình trong lúc này cô không thể chấp nhận điều đó hai người chạy như bay tới bệnh viện chủ nhà đang đợi thu xích tây ở trước cửa phòng bệnh mẹ cháu té trên cầu thang xuống cũng may người không có việc gì lớn chỉ có mấy chỗ xương sườn bị bầm tím, không cần lo quá, thu xích tay hít sâu một hơi, đẩy cửa vào, chương minh hủy đã ngủ, có lẽ do tiêm thuốc an thần. Thu xích tay không dám giọng vào mẹ, cô chỉ ngồi xuống nhìn chăm chăm vào mẹ trong sự bàng hoàng. Một lát sau, thu xích tay mới đứng dậy đi ra ngoài tìm chủ nhà cô, tiền thuốc men cháu sẽ gửi lại cô, không gấp, cháu cứ lo chăm sóc mẹ trước đi, chủ nhà xua tay, bà cũng nhìn thu xích tay lớn lên, biết cô cũng không dễ dàng gì. Mẹ cháu, hôm nay thời tiết đẹp, mẹ cháu có vẻ muốn đi ra ngoài, không biết người nào đáng chết ném rác bừa bãi ngoài hành lang, mẹ cháu bị trượt chân, nhắc tới đó chủ nhà hết sức tức giận. Hai người nói được vài câu, chỉ nhà vội vàng trở về, Chương Minh Hủy vẫn nằm trong phòng bệnh, mặc dù vết thương không nghiêm trọng, thu xích tay không muốn mẹ xuất viện nhanh, nhưng cơ hội này kiểm tra sức khỏe một lần luôn. Vừa rồi, xin lỗi, giọng thu xích tay nghẹn nghẹn, mắt đỏ hoe ninh cảnh trần lắc đầu gì không sao là tốt rồi anh chỉ biết qua hoàn cảnh gia đình thu xích tây nhưng anh không ngờ mẹ cô lại bệnh nặng vậy chương minh hủy sắc mặt tái nhợt gầy trơ xương vừa nhìn là biết bà bệnh quanh năm cậu về trước đi ninh cảnh trần không cương quyết ở lại lúc này ở lại chỉ làm thu xích tây thấy khó xử hơn trước khi đi ninh cảnh trần nhìn thu xích tây chúng ta là bạn bè đúng không thu xích tây nhìn lại ninh cảnh trần nhìn chăm chăm vào vẻ nghiêm túc của ninh cảnh trần sau đó gật đầu vì liễu tri tự đã đồng ý khoản lợi nhuận kia thu xích tây có can đảm đem số tiền còn lại cho mẹ kiểm tra sức khỏe toàn bộ việc làm thêm buổi tối thu xích tây xin nghỉ cô ở lại bệnh viện với mẹ chiều chủ nhật cô làm thủ tục cho mẹ xuất viện về nhà tắm nắng ra tới cửa bệnh viện trương minh hủy quay lại nhìn thu xích tây thu xích tây sửng sốt nhớ trước đó nói với trương minh hủy là nếu bà có thể ra ngoài tản bộ hít thở không khí ra ngoài tắm nắng thì được nhưng xuống cầu thang nhớ cẩn thận, thu xích tay thì thầm. Chương Minh Hủy tỉnh táo cũng chỉ được một lát, rất nhanh đã lại bắt đầu mê man, miệng không ngừng lẩm bẩm, tắm nắng, tắm nắng, thu xích tay không thấy mất mát, cô chỉ nghĩ tới việc nhận 2% lợi nhuận sau 3 tháng kia, ít nhất cô có thể nhờ hộ lý chăm sóc cho mẹ, không cần hộ lý cao cấp gì, chỉ cần trông chừng mẹ cô để không bị thương là được. Khi Ninh Cảnh Trần trở về, Thư Ca đang ngồi trong phòng khách nhà anh ăn trái cây, về rồi hả, thư ca phun vỏ nho, cười tủng tiễn hỏi, chơi vui không? Ninh cảnh trần trong lòng có chuyện, anh không trả lời thư ca. Hai, thư ca nhìn bóng ninh cảnh trần lên lầu, cũng may là cô quen chịu vắng vẻ rồi, dù sao cô tới nhà họ ninh cũng chỉ vì trốn mấy người trong nhà. Nằm trên giường, ninh cảnh trần nhớ ánh mắt đỏ hoe của thu xích tây trong bệnh viện, đây là lần đầu tiên anh thấy cảm xúc của cô biến động lớn như vậy. Ninh cảnh trần thà rằng anh không bao giờ phải nhìn điều đó, anh không thể tưởng tượng thu xích tây phải chịu bao nhiêu áp lực có vài việc chỉ cần liếc mắt qua là đã biết ví dụ như trong phòng bệnh không có cha của thu xích tây ví dụ như trong miệng chủ nhà không có lời nào về cha của thu xích tây ninh cảnh trần thở hát ra mở điện thoại phần ảnh chụp chàng trai chụp ảnh giúp họ hình như từ lúc họ bắt đầu đứng yên là chụp liên tục có vài bức hình ninh cảnh trần không xóa tấm nào để lại tất cả trong điện thoại nhìn chăm chú một hồi ninh cảnh trần đặt một tấm làm màn hình nền di động bức hình đó cả hai đều nhìn vào camera ninh cảnh trần mỉm cười mặt mày lộ vẻ sung sướng còn thu xích tay thì khuôn mặt lãnh đạm tay chân cứng nhắc ánh mắt có vẻ trút trắc ninh cảnh trần chạm vào người trong ảnh bằng ngón tay của mình dường như có thể chạm vào nhiệt độ cơ thể của người đó từ đầu ngón tay truyền tới tiên thực tế hai người không có nhiều cơ hội gặp nhau ở trường buổi chiều thu xích tay luôn đi làm bán thời gian chỉ buổi sáng mới đến trường ninh cảnh trần ở tòa nhà khoa nghệ thuật chỉ có nghĩ giải lao giữa tiết thứ hai mới có cơ hội tới tiệm thu xích tây nhưng không thể ngày nào cũng tới tiệm cô làm vậy quá rõ ràng không có cớ để mỗi ngày tới tiệm cô ấy thu xích tây vẫn sinh hoạt theo kế hoạch của mình chẳng qua có thêm việc của liễu tri tự giữa trưa thấy mẹ ngủ say thu xích tây mới đi tới tiệm nét chiều nay trường không có tiết quan trọng thu xích tây không đến trường thu xích tây đi về hướng tiệm nét gần trường có một hẻm nhỏ thu xích tay quen đi theo đường này bụt chưa đi tới đầu hẻm thu xích tay nghe tiếng một vật nặng rơi xuống đất nhíu nhíu mày thu xích tay không ngừng bước chân hướng về phía hẻm nhỏ đi tới hẻm nhỏ kế bên trường thường có mấy học sinh đánh nhau thu xích tay cũng không muốn xen vào chuyện người khác cô chỉ nghĩ sẽ nhanh chóng đi ngang qua để tới chỗ làm ngay khi bước vào con hẻm đúng là có mấy học sinh mặc đồng phục giơ tay nhìn đồng hồ một giờ năm mươi tám phút đã muộn giờ làm thu xích tay mắt nhìn thẳng, muốn vòng qua đám người này đi tiếp, đồng phục học sinh cũng không phải của trường nhất trung, là của trường nhị trung bên cạnh. Này, làm gì vậy, cứ thế đi qua à, có người không nghĩ sẽ buông tha thu xích tay, thu xích tay lạnh lùng quay lại nhìn, cô thấy một gương mặt quen thuộc qua khe hở, chuyện của chúng ta, khụ, không, người khác làm gì, triệu duy phun ra một ngụm máu, gần như không đứng lên nổi nếu không có tôn vĩ quan đỡ, thế nào, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, người bên cạnh đạp triệu duy một cái ngã lăn ra đất thu xích tay lại thoáng nhìn đồng hồ hai giờ muộn làm rồi không để ý tới ánh mắt của tôn vĩ quan thu xích tay hướng về đám người đó đi tới một nữ sinh đứng xung quanh đá lên eo thu xích tay tôn vĩ quan nhắm tịt mắt lại thu xích tay chỉ nhẹ nhàng né qua nhấc chân đá lại thoạt nhìn rất tự nhiên tự như chỉ lười biến duỗi eo cô gái đó la thảm thiết một tiếng trong nháy mắt đã ôm chân nằm lăn lộn trên mặt đất những người xung quanh sững sờ khi thu xích tây bước tới gần triệu duy đám người mới phản ứng lại bắt đầu vây quanh thu xích tây vây quanh triệu duy và tôn vĩ quan có khoảng bảy tám người một cô gái còn lại là mấy nam sinh nhụm tóc những người này không quan tâm thu xích tây là nam hay nữ một đám vây lại định đánh hội đồng đáng tiếc là không chạm được đến cô một cái ngược lại còn bị thu xích tây làm cho chết khiếp triệu duy còn nằm trên đất nghe xung quanh không ngừng vang lên tiếng răng rắc răng rắc không khỏi ê cả răng. Miệng vết thương như thấy đau hơn, thậm chí thu xích tay còn không đổ một giọt mồ hôi, mặt lạnh băng, giống như bẻ củ sen, ai nhào đến bẻ gãy tay người đó. Cô xuống tay rất nặng, không hề thương tình, đến phút cuối, con hẻm chật hẹp đầy người nằm trên la, Hai giờ ba phút, thu xích tay cúi đầu sửa lại đồng hồ trên tay. Các cậu đi bệnh viện hay đến trường, thu xích tay phẩy tay, nhìn hai người tôn vĩ quan, đi tới chỗ anh liễu triệu duy được tôn vĩ quan đỡ lên đau tới nhe răng trận mắt hít hà không có gì nghiêm trọng thu xích tây gật đầu cùng đi tới tiệm nét thì bất việc trước khi rời đi triệu duy ngừng lại quay đầu nhìn đám người trên mặt đất hay là kêu xe cứu thương tới đi không phải cậu thần thánh gì hẻm nhỏ này tuy gần trường học nhưng đến giờ học thì không ai đi ngang đây triệu duy không ưa đám này sợ liên lụy tới thu xích tây để tớ gọi tớ gọi cho tôn vĩ quan sợ cái ót đầy mồ hôi rút điện thoại gọi xe cứu thương, thu xích tay đi không nhanh, chủ yếu do hai người sau khập khiển đi chậm quá, cũng không quan tâm đã muộn thêm vài phút. Chị, chị học võ à, Triệu Duy nhìn cô ngưỡng mộ, thu xích tay quay lại cau mày nhìn Triệu Duy, cậu gọi tôi là gì? Triệu Duy cười gượng, lại đụng đến miệng vết thương, vẻ mặt nhăn nhúm. Tôn Vĩ Quang đúng là anh em tốt nhiều năm của Triệu Duy, thay cậu giải thích, hôm nay chị cứu tụi em, từ giờ trở đi, tụi em là đàn em của chị chị chỉ đi đông tuyệt đối không đi về hướng Tây, bọn họ cũng xui xẻo, Triệu Duy và Tôn Vĩ Quang thuộc loại học sinh xấu đơn thuần nhất, chỉ mê game. Họ thuộc loại nghiện Internet, không làm những chuyện xấu gì khác, gần trường có một quán nét khác có máy tốt, hai người tính lên đó chơi thử. Ai ngờ mấy hôm trước ở tiệm nét lỡ xúc phạm một cô gái bên Nhị Trung, hôm nay bị vây đánh trong hẻm, Nhị Trung cũng là trường trung học trọng điểm nhưng không phải trường quý tộc, đa số là gia cảnh bình thường bên trong hỗn độn phức tạp cùng với hai nam sinh xấu của nhất trung thì là hai thứ khác nhau nhất trung đa số học sinh không đi học thì thích chơi gì đó tiêu khiển cũng bị gia đình ràng buộc không dám làm gì quá đáng còn bên nhị trung thì học sinh xấu là thuộc dạng cậy mạnh một đám người vây đánh một người thường xuyên gây chuyện nghe tôn vĩ quan lẩm bẩm lầm bầm đem sự việc kể từ đầu tới cuối thu xích tay nhướng mày bọn họ như vậy sẽ không thôi đâu hai cậu sau này đừng đi đường đó nữa còn muốn gọi người tới nữa Triệu Duy nổi giận, tớ cũng có anh em. Thu xích tây vẫn nhẹ nhàng, nếu muốn gây lớn chuyện thì cậu cứ làm vậy đi. Trước khi thu xích tây học cấp 3, môi trường học đường khá tệ, giáo viên cũng không tốt. Học sinh không chịu học hành đến 80%, dạng người nào cũng có, cô đã thấy rất nhiều. Khi cả ba đi đến tiệm nét, Liễu Tri Tự đang đứng trước quầy uống coca. Anh thích giả vờ ở tầng hai pha trà, có khi hù dọa được người khác, khi đến thường sẽ biết Liễu Tri Tự không bao giờ uống những thứ đó, cả ngày anh chỉ uống coca. Thế này là sao, Liễu Tri tự lộ vẽ ra vẻ hứng thú, các em đây là, anh Liễu, có thể mượn thuốc của anh không? Tôn Vĩ quan đỡ Triệu Duy khó khăn nói, Liễu Tri tự không trả lời được mà lại nhướng mày, anh mở tiệm nét chứ không phải hiệu thuốc Tây, thu xích tay đi vào quầy, giúp khách mở máy tính. Được rồi, lên trên đi, đùa đủ rồi, Liễu Tri tự dẫn hai người lên lầu. Triệu Duy bị thương ngoài da nhìn nghiêm trọng, thực ra không ảnh hưởng xương cốt, nhưng đám người kia thì... Trong lúc bôi thuốc, Tôn Vĩ Quang đã kể hết lại mọi chuyện. Hai đứa em cũng không làm gì, chỉ đi qua cười hai tiếng, cô gái kia cho là tụi em cười nhạo cô ta, Tôn Vĩ Quang nghĩ lại thấy rất quan ức. Lúc đó cô gái kia không dám ở tiệm nét ầm ĩ lên, dù sao cũng là địa bàn của Liễu Tri Tự, những học sinh các trường gần đây đều biết tiệm nét này có bối cảnh sâu không lường được, không ai dám ở bên trong gây rối. Được rồi, để anh đi chào hỏi một tiếng cho họ đừng gây ầm ĩ lên nữa tụi em cũng đừng gây chuyện liễu tri tự xua tay phần mặt mũi này anh vẫn có lý do này rất thường thấy khiến những thanh thiếu niên đánh nhau liễu tri tự không nghe xong đã để hai người tự bôi thuốc cho nhau đi xuống tìm vài học sinh trốn học lên mạng để nói chuyện liễu tri tự chỉ nghe một nửa tôn vĩ quan chưa kịp nhắc tới chuyện thu xích tay tới cứu bọn họ bỏ qua đoạn này liễu tri tự hòa giải hai bên lại không biết có thu xích tay kẹp ở giữa từ khi xảy ra chuyện đó Triệu Duy với Tôn Vĩ quan gặp Thu Xích Tây chỉ hận không thể giơ tay cúi chào, nếu đến căng tin mua đồ ăn nhất định phải kêu chị, tôi không lớn hơn các cậu, Thu Xích Tây không hiểu suy nghĩ của họ. Triệu Duy cười hì hì, ở ngoài đều kêu vậy, hai người này coi nhiều phim xã hội đen nên cứ thích gọi như vậy, mặc kệ mỗi lần Thu Xích Tây nghe thấy đều cau mày. Nếu trước đó Triệu Duy chỉ đơn giản là tò mò, giúp đỡ đại thần ở trường họ, coi như là bạn kiểu có quen biết, sơ giao, đến bây giờ, triệu duy và tôn vĩ quan thật sự thân thiết với thu xích tây lần trước anh liễu đã tới nói chuyện chúng ta không nên một học sinh mặc đồng phục lỏng lẻo do dự nói anh ta không cho chúng ta tìm hai tên kia gây phiền phức không đề cập tới con nhỏ kia nam sinh đầu đinh rất bạo lực một tay bị bó thạch cao treo trên cổ không tìm hiểu được địa vị của cô ta à tôi đã hỏi thăm rồi bình thường ở tiệm anh liễu làm quản lý hình như là học sinh của nhất trung kêu thêm vài người nữa mang dao theo đầu đinh nghiến răng không hay đâu Đem giao lỡ gây ra chuyện lớn nữa, xung quanh có người không đồng ý, huống chi đối phương là con gái, làm sao mà họ thu được. Đầu đinh cười lạnh, có gan thì cùng đi với tao. Những người trẻ tuổi dễ bị kích thích, hôm sau cả đám ngồi chờ gần trường Nhất Trung, chờ giờ tan học, rất dễ nhận ra Thu Xích Tây, học sinh Nhất Trung phần lớn có xe hơi đưa đón, cô đi ra ngoài sớm, đầu đinh nhanh chóng nhìn thấy cô, đi theo. Đầu đinh cũng không can đảm trước trường học đánh người, dù gì cũng phải tiền chỗ vắng người trong tay thu xích tay cầm hộp nhựa thời tiết bắt đầu trở lạnh mấy hôm nay chân mẹ cô không thoải mái bị phù lên đi bộ qua trạm xe buýt thu xích tay quay đầu lại hình như phát hiện ra điều gì đó cười khẩy chân cũng không dừng bước chậm rãi đem hộp cơm bỏ vào túi bạn học thu phía sau có giọng trong trẻo gọi cô thu xích tay khó hiểu quay lại thấy ninh cảnh trần hướng tới phía cô đi nhanh tới chắc vì chạy tới nên trên gương mặt trắng trẻo của ninh cảnh trần hiện lên màu đỏ ửng anh đưa thu xích tây học rất đẹp cái này là đồ ăn tặng cậu cảm ơn vì đã đi cùng mình tới trường sơn thu xích tây đảo ánh mắt qua kính chiếc ô tô kế bên đẩy tay anh ra sốt ruột không cần sắc mặt ninh cảnh trần trắng bệch cố gắng cười nói gì cũng có thể ăn được hôm đó ở bệnh viện anh nghe được chủ nhà với thu xích tây nói chuyện rồi về tìm hiểu thêm mới biết bệnh tình của mẹ thu xích tây học đồ ăn này có chút vị thuốc có thể bồi bổ thân thể thu xích tây vẫn không nhận đẩy ra rồi xoay người đi đến nói cũng không muốn nói nhiều nữa, Ninh Cảnh Trần dường như thấy trở về thời năm một cấp ba, chỉ cần mình tới gần cô ấy một chút đã cảm nhận được hàng rào sắc bén dày đặc xung quanh, nhìn hộp đồ ăn đẹp để tinh tế trong tay, khóe môi Ninh Cảnh Trần vẽ lên nụ cười miễn cưỡng, là anh quá nóng vội, cậu chủ, sao lại đem về rồi, tài xế tò mò hỏi, đồ ăn là quản gia dặn dò riêng phải đưa cho cậu chủ, vừa rồi anh thấy cậu chủ lấy ra ngoài, cho rằng muốn đưa ai đó. Ninh Cảnh Trần tính tình tốt, đối xử với mọi người luôn hiền lành, vì vậy tài xế mới dám mở miệng hỏi. Không nghe trả lời, tài xế cũng biết cậu chủ mình tâm trạng đang rất tệ, về thôi Ninh Cảnh Trần tựa vào ghế, dạ, cậu chủ. Mà lúc này, cách trường khoảng vài trăm mét, thu xích tay bị chặn trên con đường nhỏ, nhất trung có tiền, trường học xây ở khu vực thành thị chứ không phải ngoài thành, nếu muốn đi đường nhỏ, phải cố ý đi qua mới tới, thế nào, choáng rồi sao, đầu đinh vẹt hai đàn em ra đi đến trước mặt thu xích tây hôm đó không phải mày kiêu ngạo lắm à thu xích tây đảo mắt qua đám người kia chân mày hiện lên vẻ sát khí cô không ngờ đám học sinh này dám mang cả dao cởi cặp sách xuống thu xích tây kéo tay áo đồng phục đầu đinh bị đánh gãy tay trong trường nhị trung không ít người âm thầm hay công khai cười nhạo hắn nỗi nhục này nuốt không trôi hắn phất tay đằng sau có người đưa dao tới đầu đinh cho rằng thu xích tây không dám làm gì giơ tay lên nhắm vào mặt thu xích tây chát, thu xích tay một tay bắt lấy chui dao, tay kia trực tiếp tác cho hắn một cái thật kêu. Những đàn em phía sau chỉ nghe âm thanh giòn giả, con dao ném xuống đất, tiếp đó là một bàn tay bó thạch cao cũng nằm trên đất. Không cho những người đó kịp phản ứng, thu xích tay một chân đạp lên dao, một chân dẫm lên ngực đầu đinh không để hắn kịp trên lên một tiếng. Cô sống lâu như vậy, học được nhiều nhất là việc vứt bỏ sự thương cảm, không chút động lòng trước bất kỳ tình huống nào đám đàn em theo sau có một nửa là lần trước chưa thấy thu xích tay ra tay, đồng loạt sách dao tiến lên. Một đám lưu manh cầm dao tương đương với việc có cũng như không, vì vướng tay vướng chân, sợ làm chính mình bị thương hay ảnh hưởng đồng đội bên cạnh, cuối cùng bị thu xích tay đánh cho gãy tay cả đám. Các người làm gì vậy, một bác gái đi ngang qua, sững sờ trước ánh sáng lạnh lẽo của dao, nhìn qua thì thấy cảnh tượng khiến người khác sợ hãi, thu xích tay dương mắt nhìn lên, thu hồi chân lại, mặt vô cảm nhặt cặp sách lên trên đất đầy đám lưu manh đang rên rỉ bác gái kia nhìn thu xích tay lại nhìn đám người đang lăn lộn trên đất kia có vẻ không phải người tốt thu hồi ánh mắt lẩm bẩm vài tiếng rồi bỏ đi hôm nay tâm trạng thu xích tay không tốt có lẽ vì đám đó cầm dao lại có thể vì dám cản trở cô về nhà nên xuống tay còn nặng hơn lần trước thu xích tay không báo cấp cứu dùng vũ khí đánh nhau tội danh có thể lớn có thể nhỏ cô không có nhiều thời gian rảnh rỗi để dây dưa như vậy trước khi đi thu xích tay đá con dao dưới chân giọng lạnh lùng đừng làm phiền tôi còn đến nữa tôi sẽ biến các người thành người tàn tật chứ không chỉ như thế này sự kiện này của thu xích tay cuối cùng đã lan rộng ở các trường trung học trong hôm đó có học sinh của mấy trường đám lưu manh đó chơi chung với nhau học ở nhiều trường khác nhau trường học cũng đau đầu với đám học sinh này xử phạt đã không ít lần chúng bắt nạt học sinh trong trường giáo viên cũng biết chút ít nhưng không học sinh nào dám đứng ra làm chứng ai ngờ có ngày nọ đám lưu manh ở các trường khác nhau đều đồng loạt bị gãy tay đã vậy còn đều nói như nhau là vô tình bị ngã đám lưu manh đó cũng không thoải mái rõ ràng là đi đông hơn ai mà ngờ lại rơi vào tình trạng này chúng còn không thể nói bị ai đánh chưa kể lúc đi chúng còn mang theo dao nếu bị tố cáo thì sự việc sẽ cực kỳ nghiêm trọng rồi kể từ hôm đó nhiều người bất mãn với đầu đinh biết rõ phía trước là hố lửa còn dẫn anh em theo nhảy vào ai mà vui vẻ cho nổi vốn dĩ học sinh nhất trung chỉ kiểu đúng ngoài xem náo nhiệt lấy làm trò cười giữa các lớp cho đến một ngày khắp nơi truyền tin người đánh bọn lưu manh đó là người đứng đầu thành tích khối hai của trường nếu như là mấy tháng trước nhất trung sẽ không ai tin làm sao mà một học sinh giỏi lại đánh nhau học sinh giỏi đọc sách lợi hại nhưng đánh nhau thì chắc chắn không thể được tuy nhiên thu xích tay trắng trợn táo bạo trốn học trong thời gian dài như vậy hình tượng học bá trong suy nghĩ các học sinh đã dần thay đổi người này không thể dùng ánh mắt tầm thường để nhìn được những hành động của học bá khác xa người bình thường lời đồn đã lan truyền ngày càng rộng, không ai ở nhất trung nghi ngờ, chỉ cảm thán học thần đúng là làm gì cũng lợi hại, không chỉ không có áp lực học hành mà còn có thể một mình đấu với cả đám đông lưu manh. Ai chà, nghe nói cô còn thích ngủ trong lớp, thật là người so với người tức chết, học sinh nhất trung nghe sự tích của Thu Xích Tây, nhìn lại mình, mỗi ngày khêu đèn học mỗi đêm, cuối cùng thành tích vẫn như cứt chó. Có người tự an ủi mình, may mà tớ vẫn có tiền hơn cô ấy may mắn tớ có bạn trai đây là người nhân cơ hội khoe ân ái chuyện này không ai biết rõ hơn triệu duy và tôn vĩ quan hai người vừa nghe là biết việc lần trước còn chưa xong liên lụy tới thu xích tây hai người lập tức bàn bạc một hồi xách theo một đống đồ ăn thức uống ngon tới ban a tiền thu xích tây hiếm khi có lúc thu xích tây không phải đang ngủ cô đang cúi đầu làm bài triệu duy đứng ở cửa kêu gào ầm ĩ trong lớp hơn nửa người nhìn ra không phải vì cậu ta có mái tóc vàng ở ban a cũng có học sinh sơn móng tay xỏ lỗ tai học sinh nhất trung được thoải mái trong chuyện đó chủ yếu là vì trước nay không ai tới tìm thu xích tay, phải biết cô cả ngày lạnh như băng một người bạn cũng không có thu xích tay nhìn lên thấy là triệu duy cũng không nhúc nhích người cô thích mọi thứ rõ ràng trước kia triệu duy giới thiệu cô đi làm quản lý nét cô giúp cậu ta một lần coi như xong không cần dây dưa nhưng triệu duy không nghĩ vậy cậu ta với tôn vĩ quan ngầm nhận thu xích tây là chị thu xích tây là lão đại của họ chị đói bụng không hai mọi người ở đây động não nhiều mất sức tụi em tiện đường tới căng tin mua đồ ăn nên mua ít lại đây triệu duy thấy thu xích tây là mắt sáng rực nghênh ngang đi vào lớp cùng với tôn vĩ quan để một đống đồ ăn vặt sữa chua lên bàn thu xích tây triệu duy với tôn vĩ quan cũng không ở lâu đưa đồ xong thì chào hỏi rồi đi người đi rồi thu xích tây nhìn chăm chăm đồ ăn trên bàn một hồi rồi nhét hết vào ngăn bàn từ đó trở đi triệu duy với tôn vĩ quan thường đến lớp a mang theo ít đồ tới nói là để dành bồi dưỡng hai người ở khoa vật lý cực kỳ tiện đường không chút gánh na dân nào thu xích tây từ chối triệu duy buổi chiều tới quan nét nói gì là ơn cứu mạng cô nói mãi không được cuối cùng coi như phải đồng ý việc này làm nhất trung càng chắc chắn đám lưu manh kia bị thu xích tây đánh không nghe triệu duy đều kêu là chị đó sao sự tồn tại của thu xích tây ở bang a lên cao không thể hiểu ngay cả vẻ u ám của cô cũng được thấy thuận mắt hơn nhiều có người nói đây là khí chất của cao thủ sát khí thầy nghe nói lý luật đức vẻ mặt phức tạp mở miệng mấy lần cuối cùng chỉ có thể nói với thu xích tây còn một năm rưỡi nữa là thi đại học em đừng làm gì sai lầm chủ nhiệm ban a dĩ nhiên cũng nghe lời đồn trong trường ông vừa tin thu xích tây sẽ biết chính cô cần làm gì vừa không thể không lo lắng sẽ xảy ra chuyện dù sao cô cũng chỉ là mới mười mấy tuổi dạ thu xích tây nhìn xuống đất không quá để tâm lời nói của thầy. Về lớp đi, chiều qua thầy phát một bộ đề thi, em nhớ làm tốt bộ đề đó, lý luật đức phẩy tay. Học kỳ một của năm thứ hai đã được hai phần ba thời gian, thành tích thu xích tay ổn định đến nỗi cả khối muốn sụp đổ, nhất là hai mươi học sinh đứng đầu. Cái tên thu xích tay giống như ngọn núi đè trên đầu họ, bên nữ còn hạng một năm km, ai tham gia, thư ca đứng trên bục giảng vẫy tay mẫu đăng ký, lớp trưởng, năm km chạy chết người đó chúng ta là nữ sinh yếu ớt mà, bên dưới có cô bạn hét lên, thư ca cười, vỗ nhẹ lên bàn, nếu không ai chủ động đăng ký, tớ rút thăm đó, để thu xích tay thi đi, cậu ấy chắc có thể chạy được, có người nhìn thấy thu xích tay ở cửa liền đề cử. Mới từ phòng giáo viên về, nghe gọi tên mình, thu xích tay ngẩng lên nhìn về hướng đó. Người mới lên tiếng lặng lẽ cúi đầu, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình, có lý, thư ca gật đầu, bước xuống bục bạn cùng bàn, hay là cậu đăng ký thi chạy 5 km nhé, thu xích tay quét mắt lên mặt thư ca, im lặng. Trong lòng thư ca e ngại, phải biết nếu cô đắc tội thu xích tay thì không chỉ đơn giản bị thu xích tay lạnh lùng nhìn như vậy, phía sau còn có người chờ cô đấy, ai già, bạn học thu, mọi người đều cùng lớp, có thể làm vẻ vang cho danh dự lớp không, một góc khác có bạn nở nụ cười hiền lành, hiếm khi nhà trường mở đại hội thể thao trong 5 ngày, học sinh lớp A cũng muốn được thư giãn đại hội thể thao mùa thu ở nhất trung là sự kiện lớn mỗi năm đều được tổ chức long trọng ngày cuối là dành cho giáo viên bọn học sinh có thể nhìn thấy những giáo viên nghiêm nghị ít nói cười hàng ngày thở hổn hển mặt mũi đỏ bừng một người mở miệng sau đó có lục tục có người gia nhập đội ngũ thuyết phục trong lúc nhất thời mọi người đều nhiệt tình với thu xích tây trên thực tế gần đây có rất nhiều người trong lớp muốn tạo quan hệ với thu xích tây trước kia thu xích tây chỉ là một biểu tượng thành tích thành tích học tập tốt là hạt giống của trường điều kiện gia đình kém con người u ám nhưng bây giờ đã khác thu xích tây sẽ trốn học đi học còn ngủ gục người ban a dù có cà lơ phất phơ như thư ca cũng không dám làm vậy hơn nữa nghe nói còn đánh nhau nữa những người ban a cảm thấy thu xích tây có hương có vị có thể gần gũi bị một đống người bao quanh nếu là thu xích tây mười mấy tuổi nhất định sẽ đẩy đám người này ra không thèm để ý đến họ làm gì thu xích tây bây giờ không giống như quá khứ áp lực trong cô đã giảm đi rất nhiều vì để mọi người không làm phiền mình nữa, Thu Xích Tây nhận giấy đăng ký từ Tây Thư Ca, điền tên mình vào. 5 km cần luyện tập trước, nếu không đến lúc đó lại chạy không nổi, Thư Ca nhắc nhở. Thu Xích Tây toàn bộ làm cho có lệ, cô vẫn không thích nhìn thấy Thư Ca. Chuông vừa reo, đám đông tản ra, bắt đầu yên tĩnh lại. Tiên, điện thoại di động Thư Ca trong ngăn kéo rung lên, cô nhìn xuống, lấy điện thoại ra, là một tin nhắn. Mặt nạ ninh, hôm nay tiết bốn các cậu học thể dục có ý gì thư ca trả lời không phải là tiết sinh học vừa lúc đó giáo viên sinh học đi tay không vào lớp thầy hắn giọng các em tiết thứ tư hôm nay học thể dục lần trước mượn tiết của lớp nay trả lại thư ca sửng sốt cúi đầu nhắn tin cho ninh cảnh trần đúng là tiết thể dục sao cậu biết ninh cảnh trần phớt lờ câu hỏi của cô tiếp tục nhắn tiết thể dục các cậu học ở khu nam hay khu bắc nhớ báo tôi biết cái gọi là lòng dạ tư mã chiêu người qua đường đều biết Thư Ca theo bản năng nhìn qua Thu Xích Tây, cô ấy đang ngủ. Giáo viên sinh học cười nói, "Đừng ầm ĩ, lát nữa giáo viên thể dục sẽ hướng dẫn các em. Tiết thể dục không thể ở trong lớp, giáo viên thể dục dẫn mọi người đi xuống, hôm nay học ở khu bắc, chơi bóng đá với cầu lông." Thu Xích Tây cao mày đứng lên khỏi bàn, cô quá buồn ngủ. Không biết linh hồn trở lại có vấn đề gì hay không mà Thu Xích Tây luôn cảm thấy cô không ngủ đủ, nhất là vào buổi sáng. Đi cuối cùng, Thu Xích Tây cũng theo lớp về khu bắc. Được hoạt động tự do nên chơi hay không đều được, cô nghĩ lát nữa sẽ tìm gốc cây ngủ thêm một lúc. Thư ca đi phía trước vẫn đang nhắn tin mật báo Ninh Cảnh Trần, chúng tớ ở khu Bắc, cậu không phải đang học sao? Ninh Cảnh Trần trả lời rất nhanh, buổi sáng đi vẽ cảnh vật, sẽ quay lại nhanh thôi. Hừ, thư ca tự nhiên có chút thiện cảm với thu xích Tây, không biết được Ninh Cảnh Trần coi trọng thì tốt hay xấu đây. Ủy viên thể dục cầm bóng với vật cầu lông lại phân chia những người muốn chơi. Thu xích Tây nhìn xung quanh, tìm được gốc cây cổ thụ tươi tốt lại ngồi dựa vào đó thư ca gốc đông nam sơn thể dục nhanh lên sau khi gửi xong tin nhắn thư ca thảnh thơi xếp hàng chơi cầu lông thu xích tây suốt ngày cau mặt nhìn cô cô cũng sẽ tức giận chứ thư ca hít mắt cười để ninh cảnh trần tới thu thập cô nàng ấy đi ninh cảnh trần không nhanh chóng chạy đến anh đeo giá vẽ quay lưng về phía thu xích tây ở gốc đông nam nhìn thư ca đang đánh cầu lông qua hồi lâu mới làm như vô tình đi về hướng thu xích tây lúc đó thu xích tây đã sắp ngủ rồi chẳng qua ninh cảnh trần xuất hiện quá mức lóa mắt những người đang nghỉ ngơi gần đó bắt đầu bàn luận ồn ào lên làm thu xích tây tỉnh lại bạn học thu ninh cảnh trần nhìn thu xích tây một tuần rồi anh không đến lớp ban a luôn lo lắng không biết thu xích tây có vì vậy mà quên mất anh không thu xích tây dựa lưng vào thân cây một chân cong lên đôi mắt nhắm hờ không nói chuyện ninh cảnh trần dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cô hôm đó bạn học thu đánh nhau với người khác à, Ninh Cảnh Trần đột nhiên hỏi, gần như trong nháy mắt thu xích tay biết anh nhắc tới ngày nào, dầu ngón tay để trên đầu gối giật giật, có gì không? Ninh Cảnh Trần không biết trào trắng của thu xích tay vừa dựng lên, anh mỉm cu dịu dàng, bạn học thu học giỏi mà võ nghệ cũng giỏi, hai người cùng ngồi dưới một cái cây, thoạt nhìn giống như một cặp tình nhân. Thu xích tay hơi mất tự nhiên, tỉnh cả ngủ, ấn tượng của cô về Ninh Cảnh Trần dừng ở kiếp trước lần đầu tiên nhìn thấy anh cũng là trong giờ học thể dục khi đó anh đến tìm thư ca mang theo một túi nước uống to lấy thư ca làm trung tâm phát một vòng thu xích tây cũng có một chai cô có thể nhớ rõ hơi nước trên chai thủy tinh nắm trong tay mát mẻ thoải mái vị nước cam có ga ngọt ngào trong miệng đó là mùa hè không giống như bây giờ ra ngoài phải mặc áo tay dài ngay từ đầu thu xích tây không muốn nhận nhưng qua một vòng kiểm tra thể dục cô rất khát nước môi khô công tối qua thu xích tây đã vét sạch tiền mua dịch lọc cho mẹ cô không còn tiền mua nước cho nên cô không thể cưỡng lại mà cầm nước uống lần đầu tiên thu xích tây nhìn thấy một người như sáng lên dưới ánh mặt trời không giống như cô luôn ở trong góc âm u chờ một ngày mốc meo hư thối ninh cảnh trần đứng đó bóng dáng thẳng tắp khuôn mặt trắng trẻo nụ cười sáng bừng anh nói chuyện với thư ca ánh mắt nhìn qua thu xích tây liền gật đầu khách sáo thu xích tây biết mình và họ vĩnh viễn là hai thế giới từ đó học hành vẫn là mục tiêu của cô nhưng cô càng quyết tâm hơn mình làm người khác ghét lắm phải không ninh cảnh trần chợt mở miệng cắt ngang hồi ức của thu xích tây cái gì thu xích tây còn chưa kịp phản ứng ninh cảnh trần cúi đầu tiểu ca không thích mình bạn học thu hình như cũng ghét mình tôi không ghét cậu thu xích tây cắt ngang lời ninh cảnh trần ninh cảnh trần nhìn thu xích tây ánh mắt nặng nề nghiêng đầu sang một bên nói nhỏ cậu chỉ đối với mình cho có lệ rõ ràng là không muốn nói chuyện với mình tôi, thu xích tay muốn giải thích, cảnh trần, sao anh ở đây, tìm tớ sao, thư ca với trương thủy thủy lại gần. Ninh cảnh trần mặt trắng bệch, nhìn thu xích tay, rồi như hạ quyết tâm nói, không phải, thư ca nghe tiếng lòng mình rơi lập bột, hận không thể tự vả miệng mình. Vừa rồi trong lớp có mấy người nhìn thấy ninh cảnh trần tới, lôi kéo thư ca đi về bên này, cô như vậy liền lắm miệng, có vẻ là gây chuyện xấu rồi. Quả nhiên, ninh cảnh trần xích về phía thu xích tay, tôi tới tìm A Thu, A Thu cái quỷ gì vậy trong lòng thư ca muốn nôn ra trên mặt lại làm như rất kinh ngạc chơi chung mười mấy năm sự ăn ý này vẫn phải có cô thể hiện hình ảnh cô gái xấu cảnh trần cậu nói vậy có ý gì từ lúc nào thì cậu với thu xích tây thân thiết như vậy tại sao chúng ta không thể thân thiết ninh cảnh trần giọng không lớn chỉ đủ để thu xích tây và thư ca nghe cậu với chu lan bân không phải cũng rất thân sao nhìn đi nhìn đi diễn xuất tự nhiên này là trời sinh thư ca cũng muốn tưởng là ninh cảnh trần thật sự thích cô cậu thư ca như bị vạch trần bối rối khó xử ninh cảnh trần cầm tay thu xích tay đang ở ngay chân cậu mười ngón tay nắm chặt chúng ta bây giờ đang kết giao thân thiết không phải là chuyện đương nhiên sao thu xích tay cảm nhận ngón tay ninh cảnh trần run run, run quay đầu thờ ơ nhìn anh cuối cùng không nói gì cũng không buông tay ra mẹ vậy cũng được thư ca nhìn liếc qua liếc lại hai người trong lòng gào rú khuôn mặt đẹp để vặn vẹo tớ với chu Lan bân là bạn tốt cảnh trần cậu biết tớ thư ca quyết định đưa phật phải đưa tới tây thiên biểu hiện người một chân đạp hai thuyền vô cùng nhường nhuyễn không thể không nói khó trách sao ninh cảnh trần thích diễn kịch vở kịch thú vị diễn cái là nghiện thư ca phân tâm nghĩ ngợi thu xích tay nghe tới mấy lời đó thì cảm thấy khó chịu người khác không biết cô còn không biết việc giữa thư ca và chu Lan bân sao cô đứng dậy kéo ninh cảnh trần lên lạnh lùng nhìn thư ca thích ai cậu còn không phân biệt rõ dứt lời nắm tay ninh cảnh trần đi ra khỏi sân thể dục thư ca bị ánh mắt lạnh băng của thu xích tây dọa sợ cả buổi không lấy lại tinh thần cô không biết khí thế thu xích tây có thể chèn ép người khác đến vậy mấy người bên cạnh trương thủy thủy do dự đến hỏi chuyện gì họ không nghe ba người nói chuyện chỉ thấy thu xích tây dẫn ninh cảnh trần đi đây là chuyện thần kỳ gì thư ca quay lại cười gượng phất tay đi không có việc gì chứ thu xích tây tại sao lại cùng thư ca ông trương thủy thủy có thể có chuyện gì được chúng tớ cãi nhau cậu biết đó mọi người ăn ý không nói tới chuyện vừa rồi trong lòng lại tự suy diễn đủ thứ thu xích tay bốc đồng đưa người đi nhưng cũng không hối hận đi đến bên hồ thì ngừng lại thả tay ra ninh cảnh trần thì thầm xin lỗi cậu vừa rồi lấy cậu ra làm cái cớ ừ thu xích tay nhìn cá lội trong hồ không để ý tới chuyện này chẳng qua cũng chỉ một câu nói thôi lúc này chưa tới giờ tan học không có học sinh nào bên hồ chỉ có hai người đứng dưới gốc liễu với những chiếc lá liễu rơi nhẹ nhẹ. Ninh cảnh trần cúi đầu, như hạ quyết tâm, tiến lên cầm tay thu xích tay có thể làm bạn gái mình không, gió thổi qua mặt hồ, mặt nước tạo nên những vòng gần sóng, thu xích tay quay lại nhìn ninh cảnh trần, nghi ngờ cô xuất hiện ảo giác, vẻ mặt thản nhiên từ xưa nay cũng có biến hóa, được không, ninh cảnh trần ngước lên, kéo tay thu xích tay. Thu xích tay cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm, lại nhìn đôi mắt hơi hồng hồng của Ninh Cảnh Trần thật lâu sau cậu đừng khóc thu xích tay cuối cùng chỉ biết nói mấy lời khô khan này cô nhớ tới mình sau khi chết hình ảnh ninh cảnh trần ngồi bệt trước mộ mình ninh cảnh trần chớp mắt hai giọt nước mắt rơi xuống hoàn toàn che giấu đi sự kinh ngạc sâu trong đáy mắt anh anh nghĩ thu xích tay sẽ vứt tay anh ra mà đi không nghĩ lâu như vậy mà cô chỉ nói một câu như thế thu xích tay trong lúc nhất thời hoảng hốt tự như ngày đó trước mộ cô không thể nhịn được giơ tay hứng giọt nước mắt vừa rơi xuống đó lúc này không trống rỗng như kiếp trước cảm giác lạnh lẽo làm thu xích tay nhanh chóng tỉnh táo lại ninh cảnh trần ánh mắt thâm trầm vừa rồi cô nhìn xuyên qua anh để nhớ về ai tôi chỉ có ở trường vào buổi sáng thu xích tay rút tay lại nhìn mặt hồ không nhận ra ánh mắt của ninh cảnh trần nếu có thư ca ở bên cạnh tôi có thể giúp cậu kết quả tốt hơn nhiều so với dự tính ninh cảnh trần nhếch đuôi lông mày rất nhẹ khi thu xích tay nhìn qua lại nhanh chóng biến thành vẻ hiền lành thuần khiết cảm ơn cậu ninh cảnh trần nhìn xuống hàng mi đen run rẩy mình chỉ là lúc này tiếng chuông tan học vang lên phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa hai người thu xích tay lui lại một bước tôi về lớp học nhìn chăm chăm vào bóng dáng thu xích tay đang đi xa dần trên mặt ninh cảnh trần thu lại vẻ yếu ớt ánh mắt sâu xa suy nghĩ có đôi khi cô ấy cư xử với mình rất kỳ lạ mặt nạ ninh a à thu đồng ý kết đôi với tôi phục đang trong giờ ngữ văn thư ca làm việc riêng cúi đầu đọc tin nhắn phun thẳng nước ra ngoài một số học sinh đến lớp cần chú ý lắng nghe giảng, giáo viên ngữ văn nhìn chầm chầm thư ca nói lạnh lùng, thư ca lau khô miệng, ngồi thẳng lên, làm bộ như đang nghiêm túc nghe giảng, khóe mắt lại chăm chú liếc nhìn thu xích tay, vậy đã thu phục được, vậy sao cô nàng ngồi cùng bàn dáng vẻ rất bình thản tự nhiên, không có tí dấu hiệu tốt hơn với ninh cảnh trần, phải biết rằng tuy ninh cảnh trần tuy hay diễn trò, xảo trá, nhưng phải nói là anh rất đẹp trai, ngay cả thư ca mỗi ngày đều thấy, nhìn đã quen mười mấy năm nhưng đôi khi vẫn thấy rung động một chút, thư ca, cảm ơn tớ. Mặt nạ ninh, mấy chơi game ở nhà tôi cho cậu, có lợi ích tốt vậy, chỉ cần diễn kịch là được, thư ca rất thích diễn nha. Hai người kia nhắn điện thoại qua lại, thu xích tay không để chuyện này trong lòng. Cô xem việc ninh cảnh trần gọi là kết đôi thật ra chỉ là xem cô như lá trắng. Nếu có thời gian thì coi như giúp cậu ta, cũng xem như là bạn học, thành thật mà nói thu xích tây không muốn thấy ninh cảnh trần với thư ca còn gút mắt nhưng mà mọi chuyện không đơn giản như vậy ngày hôm sau tin đồn truyền khắp trường nam thần nhất trung ninh cảnh trần đã có chủ đến tối thì diễn đàn của trường chính thức tê liệt bên ngoài còn không ngừng những người đến xem náo nhiệt ai cũng muốn biết người nào lại lợi hại như vậy các bài viết ngập trời bình luận lung tung không phải nam thần với hoa hậu trường là một đôi sao bọn họ là thanh mai trúc mã mà vua bác quái nhất trung tin tức lầu trên thật chậm chạp thư ca đã cùng lớp bên cạnh clb cặp với nhau rồi quần chúng ăn dưa một lầu hai có thể đừng viết tắt không chừa cho quần chúng ăn dưa chúng ta con đường sống quần chúng ăn dưa hai cộng một trường học bên cạnh tới xem náo nhiệt clb chu lang bân của lớp khoa học b tôi nghe nói cũng đẹp trai không tả nổi nếu nói ninh cảnh trần như con trời không nhiễm khói lửa nhân gian thì chu Lan bân là một người đẹp có một không hai rực rỡ như ánh nắng vương mặt rỗ đề tài có thể đừng đi xa quá được không tôi không thấy ai nói là ai đã đoạt ninh ninh đi triệu hảo hán tiệm nét ninh ninh không phải của cậu là thu vương vua bác quái nhất trung thu vương ai phong tôn hảo hán tiệm nét chúng ta phong đấy thế nào vua bác quái nhất trung không có gì chỉ là thậm chí đến tôi cũng không biết người ta nói thu vương rất khí phách hi thành tích học tốt còn đánh nhau giỏi hiện tại còn ông được mỹ nhân về cuộc đời này thắng lợi. Trương Hảo hán tiện nét, đúng chưa, kêu một tiếng Thu Vương đủ khí thế, Vương mặt rỗ, có thể nói rõ Thu Vương là ai không? Yếu ớt suy sụp, vua bác quái nhất trung, lầu trên không nghĩ ra à, không phải học trường chúng ta sao, nói nhiều vậy mà còn không biết là ai. Nam thần bị cướp đi, họ thu ở nhất trung, thành tích tốt, đánh nhau lợi hại, ngoài vị kia không thể là ai khác, lầu trên lầu trên, người ngoài không cần đâm chọc, người tốt bụng lớp A, người kia ở lớp càng ngày càng kiêu ngạo đến giờ của lão lý cũng dám trắng trợn ngủ gục tôn hảo hán tiện nét ai có thể làm người yên ổn ngồi vị trí cao nhất của khối đây chúng ta người bình thường chỉ có thể hâm mộ yên lặng ngồi xổm thu vương thật ra tôi thấy thu vương còn khá đẹp mỗi lần ánh mắt cậu ấy đảo qua tim tôi sẽ nhảy lên bang bang người tốt bụng lớp a đó là cậu bị dọa sợ không cần nghĩ nhiều bình luận lung tung lầu trên thư ca không phải đẹp hơn thu xích tay cả trăm lần sau thu xích tay cả ngày mặt mũi tối tăm tôi không tin ninh cảnh trần kết đôi với cậu ấy trương hảo hán tiệm nét lầu trên ninh cảnh trần đẹp cũng không phải của cậu bài đăng cả đêm hơn chục trang hơn một nửa không tin là thật chuyện này rất nhanh được xác nhận toàn bộ ban a khoa học tự nhiên có thể làm chứng nghĩ giữa giờ thu xích tay gối tay lên đầu ngủ ninh cảnh trần từ cửa đi vào trong nháy mắt cả lớp yên tĩnh lạ lùng a à thu cậu có thể chỉ tôi bài này không ninh cảnh trần cầm bài kiểm tra đi thẳng tới chỗ thu xích tây thậm chí không liếc qua thư ca những người xung quanh lộ ánh mắt nhiều chuyện nhìn nhau phát hiện trên mặt đối phương cũng là sự hưng phấn buông dưa thư ca dưới ánh mắt quần chúng đứng lên nhân tiện đá cái ghế nhỏ nổi giận đùng đùng đi ra ngoài thu xích tây cũng hoàn toàn tỉnh táo để không bị người khác vạch trần ninh cảnh trần vẻ mặt thản nhiên nhận lấy bài thi đã kiểm tra thu xích tây nhìn bài trong tay ghi không điểm không khỏi hỏi lại vì mới thức dậy giọng cô càng khàn khàn ninh cảnh trần cũng không thấy khó nghe anh thích bất cứ cái gì thu xích tây nói với anh ninh cảnh trần rất tự nhiên ngồi lên ghế thư ca kiểm tra mấy hôm trước giáo viên nói bài này không giảng nhưng mình xem đáp án không hiểu thu xích tây lật tờ giấy kiểm tra trong tay phát hiện không chỉ bài này không điểm cô quay nhìn ninh cảnh trần mấy bài này hiểu không ninh cảnh trần liếm môi lắc đầu không thấy thu xích tây nhíu mày nhìn chăm chú bài kiểm tra Ninh Cảnh Trần nói thêm một câu ta thu buổi chiều không có ở trường, mình chỉ có 20 phút nghỉ giải lao buổi sáng tìm cậu, bài giảng không hết, nếu được thì sáng thứ bảy cậu tới tìm tôi thu xích tay lật lại bài kiểm tra, cảm thấy căn bản của Ninh Cảnh Trần hơi kém, dù sao ban ngày thứ bảy cô cũng không có việc gì, chỉ là làm ít bài tập về nhà. Được ban đầu Ninh Cảnh Trần tính mượn cơ hội này tạo ra việc mỗi ngày hỏi một bài, có cỡ tìm thu xích tay mỗi ngày, không ngờ thu xích tay có thể dành ra một buổi sáng thu xích tay cầm giấy nháp, viết các bước giải lên, cô thấp giọng giảng bài cho Ninh Cảnh Trần. Hai người cúi xuống ngày càng gần, Ninh Cảnh Trần vụng về nghe thu xích tay giảng giải, thỉnh thoảng khó khăn trả lời lại một câu, cậu không biết công thức này, thu xích tay phát hiện Ninh Cảnh Trần không theo kịp suy nghĩ của mình. Ninh Cảnh Trần cục mắt xuống, nhìn là biết anh đang không thoải mái. Thu xích tay nhìn lên, quét mắt qua mọi người cho đến khi họ đều quay đi không nhìn nữa. Sách toán trang 89 và trang 123 có một số công thức, thu xích tay viết lên giấy nháp, sẽ đưa cho Ninh Cảnh Trần, thời gian vào học sắp tới, không có thời gian nói công thức, từ Ninh Cảnh Trần cẩn thận gấp tờ giấy cho vào túi. Không đợi thu xích tay kịp phản ứng, Ninh Cảnh Trần đã nắm lấy tay cô, ngón tay Ninh Cảnh Trần thon dài cân đối, làn da trắng trẻo mịn màng, mười ngón tay không dính nước, cảm giác nắm tay anh không tệ, thu xích tay nhìn thoáng qua tay mình bảy tay gầy có vết sẹo lại quá nhiều vết chai, ngẩng đầu nhìn về hướng cửa lớp. Quả nhiên thư ca từ cửa đi vào, A à Thu, thứ bảy mình tới nhà cậu giọng nói ninh cảnh trần ngọt ngào, còn xích lại gần thu xích tay. Lúc này thư ca đã đi tới hàng ghế thứ tư, có thể nghe rõ hai người nói chuyện. Nghe hương cam ngọt ngào xung quanh, thu xích tay cứng trắng từ, ninh cảnh trần miễn cưỡng đứng lên ta thu, mình về lớp, thu xích tay nhìn xuống bàn, không trả lời. Thư ca ở bên cạnh cô, cô không thể biểu hiện vẻ từ chối ninh cảnh trần, nhưng chưa từng biết qua chuyện yêu đương, càng chưa nói tới việc chỉ giả yêu đương, thu xích tay không biết trả lời ninh cảnh trần như thế nào. Thư ca đi ngang ninh cảnh trần, không cười chào hỏi anh như mọi lần, lập tức ngồi lại chỗ của mình, trong lòng tự thán phục khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình, bầu không khí kỳ lạ giữa ba người cả lớp đều thấy rõ. Rõ ràng là Ninh Cảnh Trần và Thu Xích Tây có quan hệ, cho nên Thư Ca không để ý tới Ninh Cảnh Trần, Ninh Cảnh Trần còn gọi Thu Xích Tây là A Thu, cảm giác lúc Ninh Cảnh Trần không người cúi xuống bên tai Thu Xích Tây nói nhỏ, đạt tới đỉnh điểm. Ninh Cảnh Trần vừa rời khỏi lớp A, diễn đàn bắt đầu đăng bài, trong nháy mắt đã xây thành nhà cao tầng, chó độc thân lớp A, vừa rồi Ninh Cảnh Trần với Thu Xích Tây nói gì? Tôi rất muốn biết, bạn sau Thu Vương, tôi chỉ muốn làm sợi tóc bên tai của Thu Vương, người sáng mắt không nói tiếng lóng, tôi ghen tị với sợi tóc kia, nhân viên tin tức lớp A, chỉ có mình tôi phát hiện ánh mắt thư ca rất kỳ lạ sao cười chết ta có thể không trách móc sao mười mấy năm thanh mai trúc mã bị đối thủ đào mất thu xích tây không biết loại diễn đàn này càng không thấy bài viết đó cô nâng tay ông tai mình dường như hơi thở của ninh cảnh trần còn lưu lại hôm đó thật ra ninh cảnh trần thực sự không nói gì cả nhưng hành động thân mật của anh vừa làm xong thì toàn bộ nhất trung đều biết ninh cảnh trần kết đôi với thu xích tây Đồng thời cái danh hiệu Thu Vương cũng được truyền từ diễn đàn ra tới bên ngoài, hơn nữa đa số đều chấp thuận. Không đúng, biệt hiệu này là cái quái gì chứ? Xấu xí. Phong kiến, thư ca kiên quyết không thừa nhận cô đang ghen tị. Ghen tị thu xích tây có biệt danh phi giới tính, mà cô thì có cái tên Hoa hậu học đường. Mà đương sự là thu xích tây thì hoàn toàn không quan tâm những việc này, cô bận rộn nhân đôi lợi nhuận số vốn của liễu tri tự không ý lại vào những điều biết trước về thị trường chứng khoán, thu xích tay chú ý diễn biến của thị trường chứng khoán để phòng ngừa sai lầm. Trên thực tế vì cô được sống lại lần nữa, sinh hoạt của cô thay đổi, hiệu ứng cánh bướm có thể diễn ra, không thể xem thường được. Đã qua một tháng, ban đầu thu xích tay nghĩ phải tăng tối đa lợi nhuận thì chờ ba tháng mới có thể lấy được 20% lợi nhuận. Nhưng sau khi mẹ cô gặp tai nạn, cô từ bỏ kế hoạch ban đầu, đổi thành việc lấy lợi nhuận trước. Chỉ cần cô có năng lực sớm hay muộn cũng có thể kiếm ra tiền, bây giờ không phải là lúc tiết kiệm tiền. Chỉ trong tháng đầu tiên, Thu Xích Tây đem bản lợi nhuận đặt trước mặt Liễu Tri Tự, làm Liễu Tri Tự bị sốc. Em, đã làm gì vậy? Liễu Tri Tự nhìn vào chuỗi con số không sao báo cáo, nghi ngờ về ai quy mà mình tự hào trong nhiều năm qua. Lợi nhuận của 50 vạn gốc tháng trước, anh tám em hai Thu Xích Tây đứng ở lầu 2, vẻ mặt bình thản. Giống như tờ giấy trong tay liễu tri tự chỉ là một tờ giấy bình thường liễu tri tự cầm lấy lon coca uống liên tiếp vài ngụm vẻ cậu thả lười biến hàng ngày thay đổi trong mắt ánh lên vẻ sắc bén một lát sau mới từ từ biến mất không hổ danh người đứng đầu làm việc gì cũng lợi hại vậy liễu tri tự nằm trên ghế sofa lười biến nói em muốn phân chia lợi nhuận trước cũng được phần lợi nhuận của anh thì em cứ giữ đi coi như tiền vốn hai tháng sau lại đưa cho anh em chỉ muốn chia phần lợi nhuận của tháng này hai tháng sau lại chia thu xích tây đưa ra yêu cầu của mình Lợi nhuận tháng này đủ để cô chống đỡ nửa năm, mẹ cô cũng được sử dụng loại thuốc tốt nhất. Liễu Tri tự nhướng mày nhưng không kinh ngạc, vốn đầu tư ban đầu chỉ 50 vạn, ánh mắt anh tính toán, "Tiểu Thu, em giỏi như vậy làm quản lý ở đây đúng là nhân tài không được trọng dụng." Thu Xích tay lặng lẽ nhìn anh chờ đợi câu tiếp theo, đúng là không đơn giản, Liễu Tri tự đánh giá trong lòng, mặt vẫn mỉm cười, "Như thế này được không, anh Liễu đang có một dự án, nếu em có thể giải quyết thì lợi nhuận 2 tháng sau tăng 3%." Đối với liễu tri tự mà nói đây là cách chắc chắn, dù sao tiền vốn cũng chỉ 50 vạn, ném vào trong nước cũng không tạo sóng lớn nổi. Em muốn xem dự án như thế nào, thu xích tay không đồng ý ngay lập tức. Một dự án Network Platform, ban đầu anh dự định bán trực tiếp luôn, nếu em giúp anh thu hồi được số tiền anh đã đầu tư, liễu tri tự nói ra một cái tên. Thu xích tay vẻ mặt bất động, đổi điều kiện khác, cái gì, liễu tri tự sững sờ, cái dự án đó bị anh vứt qua một bên một thời gian, lỗ là quá nhiều, đưa thu xích tây cũng chỉ là xem thử năng lực của cô cũng như là trò tiêu khiển cho bớt nhàm chán lợi nhuận vẫn giữ nguyên em muốn có sáu phần trăm cổ phần cho nền tảng này thu xích tây như đang nói một chuyện rất bình thường trong mắt liễu tri tự cho dù là sáu mươi phần trăm cổ phần nền tảng này cũng không thành vấn đề nền tảng này lúc nhàn rỗi quá anh mua chỉ để giết thời gian nhưng thu xích tây nói vậy anh phải đánh giá lại việc đóng cửa nền tảng này em có chắc chắn đem nền tảng này hoạt động lại hiệu quả không Liễu Tri tự không uống coca nữa, vỗ vỗ tay lên ghế sofa bên cạnh ý muốn thu xích tay ngồi xuống nói chuyện. Thu xích tay bước tới và ngồi vào chiếc ghế đối diện. Liễu Tri tự không để ý, anh gác chân lên mặc dù cổ phiếu em chơi rất tốt trong tháng này, nhưng không có nghĩa là hai tháng sau cũng tốt như vậy, tự tin vậy sao? Tùy anh, cho dù Liễu Tri tự là người đầu tiên sẵn sàng đưa tiền cho cô làm thử, nhưng thu xích tay vẫn có những suy tính riêng của mình. Nền tảng này là một nền tảng phát sóng trực tiếp, kiếp trước thu xích tây đã từng nghe qua lúc học đại học nó được gọi là sao hỏa ý vì người ta chỉ kịp thấy ánh sáng của nó hiện lên trong chớp mắt toàn cảnh chưa thấy rõ đã biến mất đây là điển hình của mặt trái của việc tạo ra những thứ mới mẻ hơn nữa còn là loại ca điển hình trên con đường lót đường cho những người làm theo sau đó thu xích tây chỉ không ngờ người đứng sau là liễu tri tự theo ý tưởng của liễu tri tự đó không phải là khoản lỗ lớn hiện giờ thu xích tây cũng có vài ý tưởng để bán nền tảng này đẩy phần rủi ro sau đó cho người mua nó nhưng thu xích tây muốn thử xem có thể biến tia lửa này thành cây đuốc lớn dĩ nhiên cô muốn thu thù lao không thể chỉ là chút lợi nhuận đó chơi cổ phiếu chỉ là nghề phụ thị trường chứng khoán lên xuống liên tục không phải là con đường tốt mặc dù người nhiều năm kinh nghiệm trong con đường này thì không thể tránh khỏi việc có thể lật xe thu xích tây không muốn thất bại tính khí thật xấu liễu tri tự cười em chỉ cần sáu phần trăm Thu Xích Tây mặt vẫn không biểu hiện gì nói, nhiều hơn thì sau này anh sẽ hối hận. Liễu Tri tự như bị choáng váng, anh cười phá lên, "Tiểu Thu, ha ha ha, em là người kiêu ngạo nhất anh từng biết." Thu Xích tay ngồi đối diện lặng lẽ chờ Liễu Tri tự cười xong. "Ha ha ha, hay, Tiểu Thu, sao mà em dài mặt ra cả ngày vậy? Con gái như vậy không tốt." Liễu Tri tự nói lảm nhảm một hồi rồi nói, "Ok, cứ như vậy đi, cho em 6% cổ phần, để sau này anh đỡ hối hận." liễu tri tự là loại người nói là làm lập tức điện thoại kêu người liên quan mang tư liệu nền tảng kia đem tới đây để thu xích tây giữ từ hôm đó thu xích tây không đến làm quản lý mạng ở tiệm nét nữa triệu duy và tôn vĩ Quang đến tiệm nét không thấy thu xích tây họ đến tới thu xích tây hỏi cô có chuyện gì về sau có việc làm khác thu xích tây giải thích đơn giản mai mốt đến tiệm nét không gặp được chị nữa sao triệu duy vẻ mặt núi tiếc vất vả lắm mới quen biết người đứng đầu trường thu xích tây đặt bút xuống tôi vẫn còn qua đó liễu tri tự coi tiệm nét như đại bản doanh của mình nếu thu xích tây cần bàn bạc về nền tảng hoặc muốn anh có quyết định gì đều đi tới đó vậy à triệu duy thở dài bị một đá của tôn vĩ quan kịp tỉnh táo lại nhân tiện hỏi thu vương Chỉ với ninh nam thần ở bên nhau thu xích tây không chú ý xưng hô trước đó của triệu duy ngược lại câu mày hỏi ninh nam thần triệu duy gãi ót cười gượng là ninh cảnh trần chị nghe nhầm rồi thu xích tay đặt bút xuống lần nữa, ánh mắt liếc qua người đang đứng cửa sau nói chuyện, thư ca, cùng với những người nhiều chuyện xung quanh đang vẫn tai lên, từ thu xích tay trả lời, âm thanh hít khí lạnh đồng loạt từ mọi người, sắp vô học rồi, mau về lớp đi thu xích tay nhắc nhở, hình như khi nhắc tới ninh cảnh trần, sự u ám của cô giảm đi rất nhiều. Thư ca nhìn giống như đang đứng ở cửa nói chuyện với bạn học, thật ra những lời của Triệu Duy và Thu Xích Tây đều nghe rõ ràng, rành mạch không sót chữ nào. Khi tới giờ học, liền nhắn tin cho ninh cảnh trần đừng hỏi sao thư ca lại sốt sắng vậy cô suy nghĩ cẩn thận người ngồi cùng bàn cô như cái búa vừa cứng vừa lạnh còn có thể nói ra như vậy nếu ninh cảnh trần thật sự ở bên thu xích tây thì có trò hay để xem nghĩ lại nếu ninh cảnh trần muốn lúc nào cũng tỏ ra là bạch liên hoa trước mặt thu xích tây thì không phải mình muốn làm gì thì làm sao nếu ninh cảnh trần dám làm gì mình cô có thể uy hiếp ninh cảnh trần là sẽ đem chân tướng mọi việc nói cho thu xích tây thư ca tự khen mình là thiên tài. Thư ca, vừa rồi Triệu Duy bên lớp ép khoa học tự nhiên tới hỏi có phải cậu với thu xích Tây kết đôi hay không? Ninh cảnh trần chắc đang học, không làm việc riêng nên rất lâu chưa trả lời. Thư ca cũng không vội, cô như người câu cá, chờ con cá cắn câu. Đúng thật sau nửa tiết học, Ninh Cảnh Trần trả lời tin nhắn, điện thoại trong ngăn kéo rung rung, Thư ca nghĩ đối phương chắc rất nôn nóng. Mặt nạ Ninh, cô ấy nói gì? Thư ca cúi đầu cười, cậu nói với ba tớ hôm sau chúng ta đi ra ngoài xem phim, tớ sẽ kể cho cậu nghe thu xích tay nói gì. Mặt nạ ninh, cậu muốn đi chơi với Lan Bân, thư ca, cậu không cần quan tâm việc đó, còn muốn nghe thu xích tay nói gì không? Mặt nạ ninh, được, à thu đã nói gì, nhìn đi, lấy thu xích tay uy hiếp ninh cảnh trần quả thật dễ như trở bàn tay, thư ca như mở cánh cửa tới thế giới mới, thư ca, cô ấy nói các cậu đang kết đôi. Mặt nạ ninh, cô ấy sẽ không nói như vậy, thư ca gãi gãi mặt, quay đầu nhìn trộm thu xích tay thấy cô ấy không chú ý tới mình mới cúi đầu tiếp tục nhắn cậu đúng là hiểu cô ấy dù sao thì ý cô ấy cũng là như vậy lợt búp điện thoại lại ninh cảnh trần đưa tay chống lên mặt nhìn về phía cửa sổ xuyên qua lớp kính nhìn thấy gương mặt đỏ ứng của mình da anh trắng trên mặt có thay đổi rất dễ thấy ninh cảnh trần bình tĩnh lại một lát sau đó cầm lấy điện thoại nhìn chăm chăm vô tin nhắn cuối cùng của thư ca rõ ràng là chính mình đã dùng thủ đoạn lừa dối ninh cảnh trần lại như thật sự chìm đắm trong đó đôi môi mím lại nhìn tin nhắn của thư ca lòng ninh cảnh trần vừa chua chát vừa ngọt ngào chua chát vì thời gian kết đôi này chẳng qua là anh lừa gạt mà có được mối quan hệ này ngọt vì thu xích tây vì mình mà nói dối thu xích tây không phải là người dễ nói chuyện ninh cảnh trần vẫn còn nhớ tính khí thu xích tây trong một lần thi kỳ thi đó là học kỳ cuối của năm một trường cấp ba chỗ ngồi của học sinh trong khối được xếp ngẫu nhiên ninh cảnh trần thi cùng phòng với thu xích tây thu xích tây rất nổi tiếng khi cô bước vào một số học sinh nhìn cô khi thi thì đứng đầu trường cũng như nhau không phân biệt ngồi sau cô là một nam sinh đã gặp qua mấy kỳ thi trước thu xích tây thường không che bài thi lại nên cho là cô dễ nói chuyện muốn cô cho cậu chép bài của cô nói rất thảm thương nào là nếu thi rất gia đình sẽ đối xử với cậu thu xích tây phớt lờ cậu ta bài thi cũng không lộ ra tí nào từ đó tiếng tâm thu xích tây đã xấu còn xấu hơn. Vào giây cuối cùng của tiết học, thư ca nhận được tin nhắn từ Ninh Cảnh Trần ngày mai tôi sẽ nói với ba cậu, hết chương 20, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.